Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 16. Chương 271, người có mưu đồ. Chính khí môn cũng có một tiểu viện độc lập, ở ngoài cùng bên trái chỗ ao sen, cách không xe tiểu viện bọn Tần Lạc, Vương Dưỡng Tâm gặp lão ma ma kia. Đi tới cầu đá giữa hồ sen kia, Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nhớ tới tiểu lão thái tính khí nóng nảy kia, trong lòng hai người đều có chút sợ hãi. Đầu năm nay, sợ nhất là ngang ngược làm càn, chỉ sợ làm càn không còn mạng. Đối mặt lão thái thái vừa ngang ngược lại làm càn này, bọn họ thật đúng là có cảm giác con chuột kéo con rùa, không chỗ bắt tay vào làm. Đánh không thể đánh, mắng không thể mắng. Đương nhiên, Tần Lạc cũng không thấy là hai người bọn họ có thể đánh thắng tiểu lão thái này được. Mà miệng của lão cũng sắc bén giống như công phu của lão, hai người cộng lại đều chưa chắc là đối thủ của lão. Lại nói, lỡ đánh tiêu đời thì phải làm sao? May là lần này cũng không đụng lão vu bà kia, kể từ khi Vương Dưỡng Tâm bị lão ném vào trong nước lạnh, gã vẫn luôn gọi lão như vậy. Ở sự dẫn dắt của người thuộc chính khí môn kia, đi qua cổng vòm, xuyên qua hàng lang gấp khúc, rốt cuộc dừng lại ở trước cửa một gian phòng cổ kính. Cốc Thiên Phàm chứng trạc phong độ, vẻ mặt vui cười chờ ở cửa, mang ý cười hiền hòa ấm áp trên mặt, nói, Tần tiên sinh, Vương tiên sinh, mạo muội mời tới, thật quấy dày. Có điều hôm nay nhìn thấy Tần tiên sinh diệu thủ nhân thuật, thật sự là ái tài đến sốt ruột. Mới vội bảo người mời như vậy, xin đừng trách. Chủ một môn tự mình đứng ở cửa tiếp khách, phần hậu lễ này không thể bảo là không nặng được. Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm đều có loại cảm giác được sủng mà kinh. Đối với trưởng giả đáng tôn trọng, khí kiêu ngạo thẳng thắn trong xương của Tần Lạc sẽ thu liễm sạch, vẻ mặt vui cười nói, Cốc môn chủ khách khí rồi. Hôm nay nhờ Cốc môn chủ nhiều lần nói hộ vãn bối, Tần Lạc còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn nữa ấy chứ. Trời, các người nói xong chưa vậy? Người hiện đại thì không làm, cứ thích học mấy của người xưa. Chua chết đi được, Cốc Tử Lễ đứng ở phía sau, nhướng mày lên nói. Cốc Tử Lễ, không được lộn xộn. Cốc Thiên Phàm quay đầu lại trừng mắt nhìn con gái một cái nói. Xem ra gã cực kỳ yêu thương con gái cưng này, mặc dù quát lớn, nhưng trên mặt cũng không thấy vẻ giận dữ, giọng nói cũng không có bất cứ uy nghiêm nào. Tần Lạc cũng nhìn cô bé có khuôn mặt đáng yêu nhưng tinh quái này thêm hai lần, cười nói, Cốc muội muội nói có lý. Cốc môn chủ cứ gọi thẳng tôi là Tần Lạc được rồi. Đối đãi với những vãn bối như chúng tôi, cũng không cần khách khí như thế. Nếu đứng mặt chính là Âu Dương Mệnh của Quỷ Y Phái, Tần Lạc dù thế nào cũng không thể nói ra câu đối đãi với những vãn bối nhưng chúng tôi không cần khách khí như thế. Ha ha, được, cậu đã nói như vậy, tôi cũng không ủ dấm. Chúng ta nói chuyện thẳng thắn. Mau, mau vào, Cốc Thiên Phàm cũng là người sảng khoái, lập tức đáp ứng liền. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, tự nhiên có người đưa trà lên. Tần Lạc thấy lá trà trong chén có chút đặc biệt, là từng mảnh lá vàng óng như hình tam giác, cảm thấy rất kỳ quái. Nhấp một ngụm nhỏ, đầu tiên là hơi chát, cái lưỡi giống như bị gây tê, trong nháy mắt mất đi cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ ngắn ngủi, rất nhanh. Khoang miệng đã được nhồi một cỗ mùi thơi lạ lùng đột nhiên ập tới. Đầu tiên là tê tê, khiến đầu lưỡi mất đi cảm giác. Giống như tất cả tạp vị trong miệng đều được thanh lọc. Tiếp theo, mùi thơm ngào ngạt xộc vào. Cảm quan đột ngột ngắn ngủi này, không ngờ lại mang tới cho người ta cảm giác tuyệt vời như thế. Thế nào, Cốc Thiên Phàm luôn nhìn chằm chằm Tần Lạc thưởng thức trà, thấy hắn đầy vẻ kinh hỉ, trong giọng nói cũng mang theo vẻ tự hào hỏi. Trà ngon, là loại trà tuyệt vời nhất mà tôi từng uống. Tần Lạc luôn miệng khen ngợi. Vương Dưỡng Tâm nghe Tần Lạc khen ngợi trà này như thế, cũng vội nhấp một ngụm. Tiếp theo, cũng bị loại mới lạ cổ quái này, rồi hương trà ngào ngạt chinh phục. Ha ha, tuyệt vời nhất thì thật không dám nhận, nhưng mới lạ thì lại là sự thật. Tôi bình sinh uống trà rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể bình hai chữ mới lạ với Long Thiệt Lan này. Cốc Thiên Phàm cười ha hả nói. Trà này tên Long Thiệt Lan à? Sao cho tới bây giờ chưa từng nghe người ta nói qua? Tên cây là long thiệt, nhưng lá tam giác màu vàng óng này là từ hoa của cây long thiệt. Trăm năm nở hoa lần đầu, sau đó thì mỗi năm nở hoa một lần. Hoa nở 3 ngày liền rụng, hơn nữa số lượng phi thường ít ỏi. Không chỉ hoa này, cho dù là cây long thiệt này, phỏng chừng ở bên ngoài cũng gần tuyệt tích rồi. Cũng may đời trước của chính khí môn bảo lưu lại giống cây, trong chính khí môn mới có thể giữ mấy cây sống. Người ngoài căn bản là không biết loại câu, loại trà này, cho nên cũng không có danh tiếng gì cả. Thật đáng tiếc, Tần Lạc sắc mặt hơi trầm xuống. Rất nhiều vật quý hiếm,
cứ biến mất không hay không biết như vậy. Người đời sau ngay cả tên cũng không biết, lại càng không cần nói hưởng thụ những thứ quý giá này. Đúng vậy, Cốc Thiên Phàm đồng cảm sâu sắc mà gật đầu. Không chỉ là cây long thiệt này, còn có võ thuật, trùng y. Đều sa sút dần dần, sau đó lặng lẽ không một tiếng động mà biết mất trong dòng chảy của lịch sử. Mãi cho đến lúc cuối cùng, người Trung Quốc đời sau ngay cả tên trung y, võ thuật truyền thống Trung Quốc cũng không nhớ nổi. Cốc Thiên Phàm giống như là nhớ tới chuyện gì đó, nói với con gái, Cốc Tử Lễ, đi lấy hộp trà của ba tới đây. Cốc Tử Lễ đáp ứng một tiếng, liền chạy vào trong phòng. Cốc Thiên Phàm là môn chủ chính khí môn, gian phòng ở cũng phá lệ lớn hơn một chút. Không chỉ có phòng khách, thư phòng, phòng ngủ, còn có một ban công đẹp có thể đọc sách phẩm trà thư giãn nhìn trời chiều. Điều kiện dừng chân tốt hơn bọn Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm nhiều lắm. Hai người không khỏi thầm nghĩ trong lòng, cho dù là công chức nay là tư nhân, đều coi trong cấp bậc cao. Nói cách khác, đãi ngộ hưởng thụ liền hoàn toàn khác nhau. Cốc Tử Lễ rất nhanh liền ôm một hộp gỗ đi ra, Cốc Thiên Phàm nhận lấy hộp gỗ, mở nắp hộp ra cho Tần Lạc thưởng thức. Long thiệt lan đầy hộp kia ánh vàng loè loè, giống như từng lá vàng chói mắt dồn lại ở trong không gian nho nhỏ này. Long thiệt lan đặc tính cổ quái, cần dùng hộp gỗ đựng, mới có thể giữ được hương vị độc đáo của nó. Cốc Thiên Phàm đậy nắp hộp, hai tay đưa cho Tần Lạc, nói, chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng tôi và Tần Lạc cậu lại cực kỳ hợp ý. Phần lễ vật nho nhỏ này tặng cho cậu làm lễ ra mắt đi. Tần Lạc cả kinh, vội từ chối, nói, Cốc môn chủ, lễ lớn như vậy tôi không dám thu. Hắn biết rõ, một hộp lá trà màu vàng óng này, sợ là so với một hộp vàng chân chính còn đáng giá hơn nhiều. Ở bên ngoài căn bản là thứ vô giá, có tiền cũng không mua được. Cốc Thiên Phàm cố ý đưa tới, nói, có lẽ ở bên ngoài, thứ này có thể có giá không tệ. Nhưng đây là tự nhà sinh ra, cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Một chút tâm ý, cũng đừng từ chối. Cảm ơn Cốc môn chủ, Tần Lạc chỉ đành phải nhận lấy. Sắc mặt xấu hổ nói, lần đầu gặp mặt, liền nhận lễ lớn của Cốc môn chủ như thế. Thật là không có ý tứ. Cốc Thiên Phàm khoát tay, nói, tôi có tâm tặng cậu mấy hạt giống, đáng tiếc lần này cũng không mang theo trên người. Đành phải đợi đến lần gặp sau vậy. Tần Lạc cùng Vương Dưỡng Tâm liếc mắt nhìn nhau, cười nói, Cốc môn chủ ưu ái với vãn bối như thế, tôi cảm kích không biết nên nói gì cho phải. Tần Lạc, đây là thứ cậu nên được, Cốc Thiên Phàm nhìn Tần Lạc nói. Nên được, Tần Lạc có chút không rõ những lời này là có ý gì. Mặc dù chúng ta lần đầu gặp nhau, nhưng mà, tên của cậu đã nổi tiếng từ lâu. Tôi đã sớm nghe người ta nói qua, có một thanh niên tên Tần Lạc ở bên ngoài có danh tiếng rất lớn, đã làm rất nhiều chuyện cho trung y. Tôi vốn có tâm kết giao, vừa đúng lúc môn chủ Âu Dương Mệnh gọi điện thoại nhắc việc này với tôi, nói muốn mời cậu tới làm khách quý xem cuộc so tài đấu y của hai môn một phái. Tôi liền rời thời gian gặp mặt này lại mấy ngày. Tôi chỉ là làm chuyện mình đủ khả năng, Tần Lạc cười nói. Đúng vậy, Cốc Thiên Phàm gật đầu nói. Nhưng mà, chúng tôi không gánh vác nổi phần trách nhiệm đáng lẽ mình nên gánh vác. Thật sự là thẹn với tiên hiền trung y. Phái chủ Âu Dương Mệnh đã giải thích qua với tôi, nói các người cũng đã cố gắng vì chuyện này. Tần Lạc an ủi nói. Không sai, hắn nói rất đúng sự thật, nhưng cũng là lấy cớ. Một cái cớ chúng tôi không có làm được, Cốc Thiên Phàm nói. Chức trách của chúng ta là phát triển trung y, truyền thừa võ thuật truyền thống Trung Quốc. Nhưng mà, trung y không thịnh hành, những người như chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm. Bây giờ gắng sức đuổi theo cũng không muộn mà, Tần Lạc cười nói. Cốc Thiên Phàm gật đầu, nói, đúng thế. Vào lúc trước cuộc so tài đấu y, tôi đã hiệp thương qua phương diện này với Quỷ Y Phái và Bồ Tát Môn, định sau lần đấu y này, trùng khải công hội trung y, lại vì chấn hưng trung y mà phấn đấu một lần nữa. Con mắt Tần Lạc híp lại, nụ cười trên mặt khựng lại trong một nháy mắt, cười hỏi. Cốc môn chủ cũng muốn khuyên tôi xác nhập công hội trung y sao? Không sai, Cốc Thiên Phàm gật đầu. Lúc trước tôi đúng là nghĩ như vậy, nhưng mà sau khi gặp câu, tôi liền bỏ ý nghĩ này đi. Vì sao? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Cậu rất sắc bén, như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Nếu xác nhập hai công hội trung y lại với nhau, do cậu làm chủ, những người khác không phục, tất nhiên sẽ xảy ra mâu thuẫn. Do cậu làm phụ, cậu tất không cam lòng. Tư tưởng của cậu quá độc lập, đường đi cũng quá hoang dã. Rất khó hòa hợp một thể với những người bảo thủ như chúng tôi. Cốc Thiên Phàm nghiêm nghị nói. Nhưng mà, mục tiêu cuối cùng của tôi là cứu vớt trung y. Mà điểm này, lại giống ngài.
Tần Lạc nói. Điểm này thì tôi hoàn toàn tin tưởng. Cốc Thiên Phàm nói, ánh mắt của gã ấm áp, nhưng lại có thể dễ dàng nhìn thấu nội tâm cường đại ẩn dưới vỏ ngụy trang yếu ớt bên ngoài. Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Cậu từ chối xác nhập, kiên trì một mình chiến đấu hăng hái, bây giờ cậu đang mưu đồ cái gì? Mưu đồ cái gì à? Tần Lạc cười khổ, đây là lần đầu tiên có người hỏi mình vấn đề như vậy. Đúng vậy, mọi người đều có sở cầu. Người vô dục vô cầu chính là người chết. Tần Lạc cúi đầu xuống, dùng bàn tay miết nhẹ hộp gỗ trong tay, nói nhỏ, có người ham tiền, có người ham quyền. Hai thứ này, tôi cũng không ước mong quá cao. Thứ tôi mưu cầu là người đời sau khi nhắc tới Trung Y, sử dụng Trung Y sẽ nghĩ tới, thật lâu trước kia, có một người tên Tần Lạc đã làm rất nhiều chuyện vì Trung Y. Chương 272, chịu đòn nhận tội. Ngài biết sự khác nhau của danh y một phương và danh y một đời sao? Tần Lạc ngẩng đầu nhìn vào mắt Cốc Thiên Phàm lên tiếng hỏi. Danh y một phương có rất nhiều người, nhưng danh y một đời thì chỉ có một. Cốc Thiên Phàm nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói. Không sai, mưu đồ của tôi chính là danh. Mỹ danh cứu vớt Trung Y. Tôi không cam lòng ở trong tài liệu lịch sử, ở dưới tên tôi, chỉ được người ta gọi là danh y một phương. Tôi muốn làm danh y một đời. Ở thời đại kém nhất mà cũng tốt nhất này, thầy thuốc là chói mắt nhất. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, lý tưởng này rất hư vô mờ mịt sao? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu rất ngu có phải không? Cốc Thiên Phàm lắc đầu, nói, người tham tiền, lòng muốn dịch trời. Người tham quyền, chí không kiên định, nếu tất cả người Trung Y đều tham danh giống như cậu thì Trung Y đã được cứu rồi. Đáng tiếc chính là, đại đa số Trung Y bây giờ đều tham hai thứ trước. Đương nhiên, ở đây cũng bao gồm cả hai môn một phái chúng tôi. Cảm ơn ngài có thể hiểu Tần Lạc cảm kích từ đáy lòng nói. Đây là lần đầu tiên lộ tiếng lòng của mình ra ngoài. Kể cả ông của hắn, Lâm Hoán Khê người hắn yêu nhất, Hồng Nhan Chi Kỹ Lệ Khuynh Thành, và cả người máy hắn đều chưa từng kể với họ những chuyện này. Nhưng mà, hắn lại nói với một người ngoài, nói thẳng thừng, không có bất cứ sự giấu giếm và che giấu nào. Vì sao không thể hiểu? Cốc Thiên Phàm hỏi ngược lại. Đây là lý tưởng cực kỳ có chí hướng tôi nghe được từ trong miệng người trẻ tuổi. Tôi cũng từng nghĩ tới sẽ trở thành danh y một đời, nhưng mà, tôi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Còn cậu lại đang tuổi tốt nhất gặp cơ hội tốt nhất. Cốc Thiên Phàm nhìn Tần Lạc xem ra bởi vì quá mức tuấn tú, cho nên khuôn mặt có vẻ có chút xu hướng nữ tính hóa, nói, nếu nói trước kia cảm giác yêu thích của tôi đối với cậu chỉ là do sự tài hoa chắc tuyệt cậu biểu hiện ra thì bây giờ, tôi đã bắt đầu tôn trọng cậu. Tôi tôn kính người như cậu. Cảm ơn, Tần Lạc lại lần nữa nói cảm ơn phát ra từ nội tâm. Trên thế giới này, muốn được một người có thể hiểu mình là chuyện chẳng dễ gì. Thật may mắn, Tần Lạc đã gặp được, mặc dù đối phương là một người đàn ông. Tôi biết cậu đã cự tuyệt đề nghị của Âu Dương Mệnh. Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ không dừng tay. Có điều, tôi sẽ cố khuyên hắn giống tôi, sớm bỏ ý nghĩ đó. Cốc Thiên Phàm nói, tôi biết con đường cậu muốn đi là gì, nhưng cậu phải hiểu rõ. Con đường này gập ghềnh chứ không bằng phẳng giống suy nghĩ của cậu. Sự khác biết có thể còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Hy vọng cậu có thể kiên trì, có thể chịu đựng, có rất nhiều thanh niên ưu tú giống cậu, nhưng bởi vì thất bại mà cuối cùng bị hủy hoàn toàn. Cậu nhất định có thể tạo ra một con đường không giống thế. Tôi tin chắc vậy. Tôi sẽ cố gắng, Tần Lạc nói. Nếu cần giúp đỡ gì, cũng có thể mở miệng. Ít nhất, mục tiêu của chúng ta không có gì khác nhau. Cảm ơn, Tần Lạc lại lần nữa nói lời cảm ơn. Từ chỗ Cốc Thiên Phàm rời đi, trên đường về phòng, Vương Dưỡng Tâm đột nhiên dừng lại trên cầu đó. Tần Lạc quay đầu lại nhìn gã một cái, cười nói, cậu không sợ lão vu bà kia xuất hiện sao? Vương Dưỡng Tâm không trả lời lời nói đùa này của Tần Lạc, mà lại cười khổ nói, trước kia ông nói tôi không bằng anh, tôi còn tưởng chỉ là y thuật không bằng anh. Về sau, tôi biết ngoại trừ y thuật, nội tâm của tôi cũng không bằng anh. Hôm nay sau khi nghe anh nói lý tưởng kia, tôi lại hiểu rõ, thật ra tôi mặt nào cũng đều chẳng bằng anh. Tần Lạc ngẩn người, cười hỏi, sao đột nhiên lại nói chuyện này? Tôi chỉ đột nhiên hiểu anh nghĩ gì, anh muốn làm gì thôi. Vương Dưỡng Tâm cảm thán nói. Tần Lạc ngược lại có chút ngạc nhiên, nói, cậu biết tôi đang nghĩ gì sao? Anh muốn làm thần tượng của thời đại này, Vương Dưỡng Tâm nói. Từ lúc mới bắt đầu, tôi đã cảm thấy anh khác với người ta. Anh nói được làm được, luôn rất khác với người khác. Tấm gương sáng, giống như là muốn cố ý lập dị vậy.
Nhưng tôi biết rõ, anh không phải là loại người thích ồn ào mưu lợi. Anh nhất định có suy nghĩ sâu xa của mình, rốt cuộc là dạng suy nghĩ sâu xa gì, tôi vẫn chưa nghĩ tới. Mãi tới trước hôm nay vẫn chưa biết. Có lẽ, đó là do bản tính tôi vốn thế không biết chừng. Tần Lạc miết hộp gỗ rất nhẹ mà lại rất nặng trong tay, cười nói. Không loại trừ khả năng này. Nhưng mà, anh đúng là như thế đấy. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Ở thời hiện đại này, quá loạn rồi. Thứ gì cũng đều hỗn loạn. Thiếu thành tín, đạo đức không có, tín ngưỡng sói mòn. Trừ một số người, tất cả mọi người đều sốc nổi, đa nghi, phẫn nộ, không có bao dung và khoan thứ. Không chỉ trung y, cả thời đại đều như thế. Anh mặc trường bào, dương cao trung y, tôn trọng sự vật tốt đẹp tự nhiên, hơn nữa còn dùng thực tế bản thân mình để cảm hóa người bên cạnh. Tôi không biết trong lòng anh có phải nghĩ vậy không, nhưng anh xác thực đã làm như vậy. Hơn nữa, còn làm rất tốt. Thời đại này cần thần tượng, cho nên, anh liền đứng ra. Anh muốn dùng thân phận cùng lực ảnh hưởng của một thần tượng dẫn dắt mọi người nhận thức, lý giải, thành lập một loại giá trị quan. Một loại giá trị quan vừa lành mạnh, vừa trật tự. Tôi không vĩ đại như cậu nghĩ đâu. Tôi nói rồi, tôi ham danh tiếng. Tần Lạc nhìn cá chép trong ao truy đuổi vui đùa có chút tự do tự tại, nhỏ giọng nói. Nhưng mà xã hội này quả thật cần một thần tượng như anh. Tác dụng lôi kéo của thần tượng là rất lớn, có lẽ, ở trên con đường này, anh thật có thể thành công. Ít nhất, anh có một tô bún. Vương Dưỡng Tâm cười nói, gương mặt tuấn lãng như dao gọt ở sự chiếu rọi của ánh nắng ấm áp, như ngọc phát quang. Tần Lạc có chút cười khổ, nhìn gã vẻ mặt thành thật, nói, cậu không thấy hai nam nhân chúng ta nói vấn đề thần tượng với bún, có chút quỷ dị với buồn nôn không? Vương Dưỡng Tâm cười gật đầu, nói, nhưng mà, điều này cũng chẳng ảnh hưởng việc tôi chờ một nhân vật như vậy xuất hiện. Tôi nghĩ, rất nhiều người giống tôi, đều chờ mong. Đi thôi, xem còn có cái gì nghênh đón chúng ta. Tần Lạc cười nói, hăng hái đi trước. Trường sam tung bay, mày kiếm tóc mai, rất có dáng vẻ phong lưu tiêu sái. Vương Dưỡng Tâm cười cười, sải bước đi theo. Hai người vừa mới về phòng ở, chuông cửa đã bị người ta ấn vang. Một đệ tử trẻ tuổi mặc trang phục quỷ y phái đứng ở cửa, khuôn mặt nghiêm túc nói, Tần tiên sinh, phái chủ mời anh tới thư phòng nói chuyện, nói là có việc thương lượng. Tần Lạc biết môn nhân quỷ y phái đều là vẻ mặt lạnh như băng này, giống như ai cũng đều thiếu bọn họ mấy trăm đồng vậy, nên hắn cũng chẳng thèm để ý đến nét mặt của bọn họ. Chỉ là vừa nãy vừa gặp môn chủ chính khí môn, bây giờ lại đi gặp phái chủ quỷ y phái, mình thật bận nha. Ngoại trừ môn chủ Bồ Tát môn thần bí kia, ba môn phái xưa nhất của Trung Y, đã có hai nhà biểu đạt ý kiến với chuyện sáp nhập công hội Trung Y. Thái độ ủng hộ của chính khí môn đối với Tần Lạc mà nói cũng là một tin tức tốt. Chỉ là, Âu Dương Mệnh bây giờ không phải là đang vội xử lý chuyện Âu Dương Lâm sao? Tìm mình qua làm gì? Tần Lạc nhìn Vương Dưỡng Tâm, nói, cậu cùng đi với tôi không? Được, đề phòng bọn họ giết người diệt khẩu. Vương Dưỡng Tâm trêu ghẹo nói. Nếu bọn họ thật sự làm thế, cậu đi cũng vô dụng. Tần Lạc cười nói, rồi nói với đệ tử quỷ y phái, phòng nào? Anh dẫn đường hả? Chỗ gọi là thư phòng, chính là chỗ ngày hôm qua khi Tần Lạc tới. Chính là dẫn bọn họ đi gặp Âu Dương Mệnh. Chỉ là, ngày hôm qua hai người vẫn còn ngồi một xe nói chuyện, nhưng bây giờ đã thành kẻ thù sinh tử. Vận mệnh gái điếm này thật đúng là thích đùa giỡn nam nhân. Cửa phòng Âu Dương Mệnh mở rộng, đệ tử quỷ y phái kia sau khi thủ thế mời, liền nhẹ nhàng rút đi. Tần Lạc vừa mới vào phòng, liền thấy một màn khiến hắn khiếp sợ. Hai đầu gối Âu Dương Lâm quỳ chạm đất, phía sau lưng cột mấy nhánh cây gai. Trên da thịt xuất hiện không ít điểm nhỏ màu đỏ, đó là dấu máu do gai nhọn cào rách da rỉ ra. Hai tay Âu Dương Lâm giơ lên trước, trong tay cũng cầm một bụi gai. Mà hướng gã quỳ, chính là hướng Tần Lạc đứng. Tần Lạc không ngờ cha con Âu Dương gia lại gọi mình tới đây khéo một tay khổ nhục kế như vậy, cùng Vương Dưỡng Tâm liếc mắt nhìn nhau, định chuyển vị trí. Âu Dương Mệnh giống như là dự liệu được động tác của Tần Lạc, kéo cánh tay hắn, nói, Tần tiên sinh. Một quỳ này của nó, cậu hãy nhận đi. Nó làm ra chuyện đại nghịch bất đạo mức đó, chịu đòn nhận tội với cậu cũng là chuyện nên làm. Nếu cậu cảm thấy vẫn chưa hả giận, vậy cứ cầm nhánh cây này quất nó một trận. Tuyệt đối không thể, chuyện này không có liên quan quá lớn với tôi. Tần Lạc cười nói, nhưng cũng không tiếp tục cố tránh ra nữa, hắn ngược lại cũng muốn xem một chút, cha con này còn có thể làm ra trò gì. Sao lại không có liên quan chứ? Nó làm ra chuyện ngu dốt mức đó. Còn không phải là vì tuổi trẻ khí thịnh,
có tâm tư háo thắng muốn cùng Tần tiên sinh nhất quyết phân cao thấp sao? Người trẻ tuổi à, có chút tâm chính trực và tranh cường háo thắng là tốt. Nhưng dùng loại thủ đoạn bị ổi này, chính là đã phạm sai lầm lớn. Tần tiên sinh cứ xử phạt, tôi ở đây khẩn cầu Tần tiên sinh thay tôi dạy con. Tôi làm sao làm thế được, hay là phái chủ Âu Dương tự mình quản giáo vậy? Nếu không có việc gì, tôi liền đi trước, không quấy rầy chuyện nhà của Âu Dương phái chủ. Tần Lạc nói xong, liền muốn chuồn đi. Tần tiên sinh, chúng tôi đã họp lại nghiên cứu chuyện Âu Dương Lâm. Thứ nhất, hủy bỏ tư cách tham gia cuộc so tài trung y của nó. Thứ hai, hủy bỏ tư cách kế thừa chức phái chủ quỷ y phái của nó. Thứ ba, trục xuất khỏi quỷ y phái, chọn đời không thu nhận sử dụng. Cậu xem, cái xử phạt này thế nào? Cậu hài lòng chưa? Làm ra quyết định xử phạt như vậy, trong lòng Âu Dương Mệnh đã rỉ máu. Đặc biệt là điều thứ hai và điều thứ ba, chẳng khác gì hoàn toàn đuổi con trai ruột của gã từ vị trí người thừa kế xuống. Nhưng mà, nếu không làm vậy, gã làm sao vãn hồi danh dự ngàn năm của quỷ y phái? Nếu không làm vậy, gã làm sao ăn nói với hai môn khác? Gã làm ra quyết định xử phạt nghiêm trọng như vậy, không phải vì để Tần Lạc hả giận, bởi vì Tần Lạc trong lòng gã cũng không có vị trí quá trọng yếu. Gã là vì để người hai môn khác không còn lời gì mà nói. Nếu đã không có liên quan gì tới Tần Lạc, vậy thì sao lại tìm Tần Lạc tới thương lượng chuyện này, hơn nữa còn hỏi ý kiến Tần Lạc chứ? Đây là chỗ cao minh của Âu Dương Mệnh, gã tìm Tần Lạc tới thương lượng, chứng minh chuyện này là mâu thuẫn giữa hai người trẻ tuổi, không liên quan gì tới quỷ y phái. Nếu gã mời tất cả mọi người đi, sau khi tuyên bố kết quả này, chẳng khác nào quỷ y phái thừa nhận chuyện này có quan hệ với bọn họ cũng sẽ bị sỉ nhục mãi. Tần Lạc vốn không muốn tham gia chuyện này, bọn họ muốn xử lý Âu Dương Lâm thế nào, đó là chuyện của quỷ y phái bọn họ, chẳng có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Nhưng mà, sau khi nghe ba quyết định xử phạt do Âu Dương Mệnh bày ra, Tần Lạc không khỏi nhíu mày. Chương 273, trần sờ trong bốn trần của Trung Y. Thấy Tần Lạc sắc mặt bất thiện, trong lòng Âu Dương Mệnh cũng có chút không vui. Gã cảm thấy người thanh niên này lại có chút không thuận theo thế mà bỏ qua. Bọn họ vì bảo vệ danh dự ngàn năm của quỷ y phái, đã dùng phương thức nghiêm khắc gần như hà khắc để xử lý chuyện này. Hủy bỏ thân phận người thừa kế, trục xuất ra khỏi quỷ y phái, chẳng khác gì là dùng hy sinh của Âu Dương Lâm để đổi lấy mặt mũi của quỷ y phái. Hắn còn có gì không hài lòng chứ? Lại nói, hắn thật đúng xem mình là bàn ăn sao? Tần tiên sinh, còn có gì không hài lòng sao? Âu Dương Mệnh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi. Âu Dương Lâm cũng ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, trong đôi mắt đầy tơ máu màu đỏ tươi cùng oán hận ác độc. Gã muốn từ dưới đất đứng lên, không muốn quỳ gối dưới chân Tần Lạc nữa, nhưng lại bị Âu Dương Mẫn ở phía sau gã đè xuống. Tôi biết ông tới tìm tôi là có ý gì? Tần Lạc nhìn Âu Dương Mệnh nói. Ông muốn coi chuyện này là giải quyết một việc tư, chứ không phải là việc công của quỷ y phái các người. Nếu tôi sau đó đạt thành giải hòa với các người cũng không cần đặt chuyện này lên giải quyết trên mặt bàn. Ảnh hưởng với quỷ y phái cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Theo đạo lý mà nói, ông xử lý con ông thế nào tôi không có ý kiến, tôi đối với hắn cũng chưa nói tới có hảo cảm gì. Muốn giết muốn xử, thậm chí phạt ba chén rượu, đó là chuyện của các người. Nhưng mà, ông bày ra tư thế một mực chịu đòn nhận tội như vậy, lại muốn để cho tôi tới làm kẻ ác. Giống như là tôi buộc các người làm hắn thế này thế kia, nếu các người không xử lý mạnh hắn một trận, tôi sẽ không bỏ qua vậy. Tần Lạc híp mắt cười lạnh, nhìn Âu Dương Mệnh nói, Âu Dương phái chủ hiển nhiên là người thông minh, nhưng mà, cũng không nên tưởng toàn bộ người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc. Nói lời khó nghe một chút là, hắn sống hay chết, cùng tôi có quan hệ gì chứ? Hắn là con của ông, cũng chẳng phải là người gì của tôi cả. Tần Lạc cúi đầu nhìn Âu Dương Lâm quỳ gối dưới chân hắn, nói, tôi biết anh bây giờ rất hận tôi. Bởi vì anh muốn hãm hại tôi, nhưng tôi lại không có trung kế. Đây không phải là chuyện rất hài sao? Hơn nữa, cha anh bày ra tư thế này, càng chuyển cừu hận của anh lên người tôi. Giống như tôi buộc ông ta giáo huấn anh vậy. Đương nhiên, người hận tôi không ít, tôi cũng không ngại thêm một người. Nhưng mà, tôi vẫn muốn nói một câu, có một người cha vì giữ mặt mũi của mình mà đẩy con mình ra làm người chịu tội thay, anh thật là bất hạnh. Mặc dù chuyện này đúng là do anh làm. Âu Dương Lâm trong giây lát ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tần Lạc ánh mắt sáng quắc. Được rồi, lời muốn nói tôi đều đã nói hết rồi. Về phần chuyện tiếp theo thế nào, các người cứ tùy ý. Tần Lạc cùng Vương Dưỡng Tâm chào tạm biệt,
sau đó hai người liền xoay người rời đi. Ba người ở trong phòng hai mặt nhìn nhau, không ngờ đụng phải một kẻ khó dây vào như vậy. Anh, làm sao bây giờ? Hắn hình như không quá nguyện ý phối hợp. Âu Dương Mẫn nhìn bóng lưng Tần Lạc đi xa, lên tiếng hỏi. Anh làm sao biết làm sao chứ? Âu Dương Mệnh sắc mặt tái nhợt nói. Là người đứng đầu một phái, quyền cao chức trọng, bình thường ai dám nói chuyện như vậy với mình. Lại bị một tiểu bối vô tri chế giễu một phen, nhưng ngay cả một câu cũng không phản bác được khiến lòng gã cảm thấy nghẹn khuất vô cùng. Tiếp theo, lại nhấc chân đá Âu Dương Lâm quỳ trên mặt đất, mắng, mày cái đứa nghiệp chướng này, nếu không phải mày quá ngu bị người ta nắm lấy nhược điểm, bọn tao làm sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Mày! Âu Dương Lâm đẩy mạnh chân cha, tức giận gào lên, đủ rồi. Nói xong, gã liền từ dưới đất đứng dậy, cởi dây gai trên lưng, vứt bụi gai kia xuống đất, mắt nhìn cha nói, cha có thể dùng bất cứ cách nào xử lý con. Nhưng mà, đừng bảo con quỳ xuống nữa. Nói xong, liền đẩy cửa đi ra. Âu Dương Mệnh không ngờ đứa con luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng dám cãi lại mình, tức giận đến độ thân thể run rẩy, nói, nghiệp chướng này. Nó lại thật tin lời dèm pha của thằng nhãi kia sao? Âu Dương Mẫn thở dài, nói, nó quả thật rất dễ bị người khác ảnh hưởng. Cuối cùng nên nghĩ một biện pháp thì hơn. Âu Dương Mẫn vẻ mặt sầu lo nói, ngày mai, đại hội đấu y còn phải tiếp tục tổ chức. Nếu chúng ta không đưa ra một biện pháp giải quyết, hai môn kia sao chịu bỏ qua dễ dàng chứ? Biện pháp giải quyết không phải là đã có rồi sao? Âu Dương Mệnh hỏi ngược lại. Ý của anh là, dùng phương án giải quyết chúng ta thương lượng trước đó đi. Hủy bỏ thân phận người thừa kế của Âu Dương Lâm, trục xuất khỏi Quỷ Y phái. Âu Dương Mẫn nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, chỉ hóa thành một tiếng thở dài trong lòng. Ở đài phun nước của tiểu viện, một cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi trên một chiếc xe lăn đặc chế. Tóc dài bối thành búi, một cây châm răng ngà cắm phía trên người đang đắp một cái chăn lông thật dày, cho nên không có cách gì thấy được trang phục trên người nàng. Ngoại trừ đầu ra, cả người nàng đều mệt mỏi rúc trên chiếc xe lăn lớn đặc chế kia, giống như con thỏ trú đông. Mặt của nàng hướng ra bên ngoài tiểu viện, mà Mộc Hương đứng phía sau nàng, chỉ có thể thấy lưng nàng cùng đoạn cổ trắng như loại bạch ngọc cực phẩm hơi lộ ra. Chị là nói, Quỷ Y phái có người. Cô gái kia lên tiếng nói. Giọng nói dịu dàng, yếu ớt, giống như không có khí lực, nếu không tới gần một chút, căn bản là không nghe rõ. Ừ, có điều đã bị một thanh niên tên Tần Lạc vạch trần. Mộc Hương đứng ở phía sau cung kính nói. Tần Lạc, có phải là một người mặc trường bào, có hơi giống con gái không? Ở trong góc, một giọng nói khàn khàn chói tai truyền tới. Mộc Hương nghe hình dung thú vị của lão, không khỏi che miệng cười duyên, nói, vâng. Ma ma, hắn quả thật có chút tuấn tú. Thằng nhóc đó, có chút cốt khí. Ta thích, giọng nói giống quả kêu lại lần nữa vang lên. Mộc Hương cười hỏi, chẳng lẽ hắn chính là thanh niên lần trước trêu chọc ma ma à? Trêu chọc không phải là hắn mà là một người bạn của hắn. Có điều, hắn biết ta thực lực không tệ mà vẫn có gan đứng ra đòi công đạo cho bạn của hắn. Hắc hắc, cho nên lão thân liền thả hắn đi một lần. Tần Lạc, cô gái ngồi xe lăn kia nhẩm nhớ tên này, là người sáng lập công hội trung y à? Ừ, môn chủ hẳn là đã từng xem tư liệu có liên quan tới hắn. Ý cười trên mặt Mộc Hương thu lại, nghiêm nghị trả lời. Đối mặt với tiểu lão bà âm tàn khủng bố kia, bọn họ có thể cười giỡn với lão. Nhưng mà, đối mặt với bóng lưng xinh đẹp này, nàng vẫn luôn giữ sự tôn trọng. Đã từng xem, cô gái nhàn nhạt nói. Tiếp theo, lời nói xoay chuyển, nói, chờ kết quả xử lý của Quỷ Y phái đi. Âu Dương phái chủ là một trưởng giả sĩ diện, cuối cùng cũng sẽ không để chúng ta thất vọng đâu. Được rồi, tôi mệt, chị đi đi, ngày mai, vẫn do chị dẫn đội, tôi không thể đi tham gia náo nhiệt được. Vâng, Mộc Hương cung kính đáp. Âu Dương Mệnh thay trang phục Quỷ Y phái đứng ở trong khổ tể đường, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói với mọi người, xét thấy sự kiện ác liệt xuất hiện trong đại hội đấu y trận đầu, trải qua sự nghiên cứu của tôi và tập thể Quỷ Y phái, sẽ công bố quyết định xử phạt. Điều lệ xử phạt cụ thể, do Âu Dương Thiên Cung phụng chấp pháp của Quỷ Y phái công bố với mọi người. Vì vậy, từ phía sau đám người Quỷ Y phái, đi ra một lão nhân khoảng 80. Mặt lão trắng bệch như giấy, giống như có cửu oán với toàn bộ thế giới, mở tờ giấy trong tay ra, bắt đầu tuyên đọc theo tờ giấy, trải qua nghiên cứu quyết định của tập thể, đưa ra tuyên phạt với đệ tử Âu Dương Lâm của Quỷ Y phái. 1. Hủy bỏ thân phận người thừa kế Quỷ Y phái của Âu Dương Lâm.
Điều đầu tiên vừa đọc lên, liền khiến hiện trường ồn ào một trận. Âu Dương Lâm là con độc nhất của Âu Dương Mệnh, hổ dữ không ăn thịt con, gã lại có thể đại nghĩa diệt thân mà tàn nhẫn thế sao? Lại nói, nếu Âu Dương Lâm không thể trở thành người thừa kế, gã định tìm ai để thừa kế Quỷ Y phái? Tìm một người ngoài, gã yên tâm sao? Mà ngay cả môn chủ Cốc Thiên Phàm của Chính Khí Môn và Mộc Hương của Bồ Tát Môn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt thản nhiên, bọn họ sớm đã biết kết quả xử lý của chuyện này. Chỉ là Âu Dương Mệnh coi như nhân từ, không có khai trừ Âu Dương Lâm ra khỏi Quỷ Y phái, mà đổi thành cấm bế 3 năm. 2. Hủy bỏ hết thảy chức vụ tương ứng của Âu Dương Lâm ở Quỷ Y phái. 3. Cấm bế 3 năm. Âu Dương Thiên đọc xong mấy cái này, lại lùi vào vị trí không một ai chú ý sau đám người. Vẻ mặt Âu Dương Mệnh hơi mê mang trong nháy mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Âu Dương Mẫn. Ánh mắt hai anh em đối nhau trong không khí, lại rất nhanh tách ra. Âu Dương Mệnh lại đi tới giữa đám người, cao giọng nói, Quỷ Y phái chấp pháp nghiêm chỉnh, tuyệt không cho phép bất cứ đệ tử nào làm ra chuyện trái với đạo nghĩa bang quy. Hy vọng đệ tử khác lấy đó làm gương. Tiếp theo, gã lại chuyển hướng Cốc Thiên Phàm, hỏi, không biết các vị đối với kết quả xử lý lần này có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến, cứ việc nói ra, Quỷ Y phái nhất định xử lý chuyện ổn thỏa. Cốc Thiên Phàm cười khổ nói, Âu Dương phái chủ chấp pháp nghiêm chỉnh. Những người ngoài như chúng tôi tất nhiên không có ý kiến gì. Đúng vậy, đây là chuyện của Quỷ Y phái. Chúng tôi cũng không tiện can thiệp. Mộc Hương cũng cười nói. Nếu tất cả mọi người đã không có dị nghị gì, việc này chấm dứt như vậy đi. Âu Dương Mệnh nói, thật xin lỗi vì chuyện nhà của Quỷ Y phái quấy rầy tiến trình cuộc so tài. Hôm nay đại hội tiếp tục cử hành, bắt đầu trận đấu y tiếp theo. Âu Dương Mệnh mắt nhìn Âu Dương Mẫn, giống với lần trước. Gã lại đưa lên một thiếp gấm niêm kín. Âu Dương Mệnh mở thiếp gấm ra, lớn tiếng tuyên bố, đề thứ hai. Trần sờ trong bốn trần của Trung Y, quy tắc khảo hạch, rút tùy ý một người bệnh, do đại biểu các nơi tiến hành trần sờ người bệnh. Địa điểm khảo hạch, Nghiễm An Đường. Âu Dương Mệnh cười nói, xét thấy người phụ trách Lý Cường của Nghiễm An Đường làm việc thiên tư, tôi đã cách chức hắn. Để Âu Dương Mẫn tự mình phụ trách công tác chuẩn bị của tất cả mọi chuyện trong đại hội. Xin mọi người giám sát thấy gì cứ báo. Ánh mắt Âu Dương Mệnh cố ý chuyển rời đến Tần Lạc, bộ dạng giống quan hệ hai người rất tốt đẹp, nói, cảm ơn nghĩa cử lần trước của cậu Tần Lạc. Nếu ở trong quá trình trận đấu phát hiện vấn đề gì, xin hãy lại trưởng nghĩa nói thẳng. Tần Lạc híp mắt nở nụ cười, nói, yên tâm đi. Tôi sẽ làm thế, chỉ là hy vọng Âu Dương phái chủ không nên mang tâm phòng bị mới được. Sao lại thế được, tôi cảm kích còn không hết nữa là... Âu Dương Mệnh ha hả cười to, nhưng hai tay trong áo lại siết chặt thành nắm đấm. Chương 274, không cần sờ. Địa điểm cuộc tranh tài vòng thứ hai vẫn ở Nghiễm An Đường, lần này do Âu Dương Mẫn của Quỷ Y phái phụ trách quản lý các hạng mục, cho nên, chuẩn bị trước đó phi thường đầy đủ. Âu Dương Lâm lần này không có trong đội ngũ Quỷ Y phái, xem ra, Âu Dương Mệnh thất vọng hoàn toàn với đứa con trai này, xử phạt cấm bế gã đã chấp hành từ ngay hôm nay. Quỷ Y phái là chủ nhà lần so tài đấu y này, Âu Dương Mệnh vẫn phải đảm nhiệm chức chủ trì đại hội. Gã vẻ mặt thành thật nghiêm trang, đứng ở giữa hô, xin đại biểu các nơi tiến vào ngồi bục trần sơ. Chính khí môn cử ra là một trung niên nhân thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi có hai sợi ria mép, trên mặt của gã mang theo nụ cười hòa ái, mắt phượng xinh đẹp, lông mi thon dài, lông mày rậm, là một hình tượng Mỹ Nam tử Trung Quốc điển hình. Gã là người đầu tiên tới bục trần sơ ngồi. Sau đó khẽ gật đầu chào Tần Lạc. Hiển nhiên, gã với Tần Lạc trận đầu tiên đại xuất danh tiếng cảm thấy rất hứng thú. Quỷ Y phái ra sân lại là một thanh niên, hơn 20 tuổi. Gò má gầy gò, khóe môi nhợt nhạt, thoạt nhìn có chút khí âm trầm gian trá. Đương nhiên, ở trong mắt Tần Lạc, đều có cảm giác người Quỷ Y phái không có ý tốt. Bồ Tát môn phái ra sân là một tiểu cô nương, cô nàng đôi mắt rất to, lông mi cong cong, tóc uốn xoăn. Nàng cũng là vẻ cười ngọt ngào động lòng người, ngồi ở bàn thứ ba để trần sờ, còn lộ vẻ thẹn thùng mà liếc Tần Lạc một cái. Loại ánh mắt mờ ám này, Tần Lạc thấy nhiều rồi. Cho nên, hắn đã có năng lực miễn dịch rất cường đại. Đại biểu phe thứ tư, tất nhiên là Tần Lạc. Lại thắng bọn họ một trận nha. Vương Dưỡng Tâm vỗ vỗ vai Tần Lạc, cười khuyến khích hắn. Sẽ làm hết sức, Tần Lạc nhẹ gật đầu, sau đó bước tới bục trần sờ thứ tư. Âu Dương Mệnh nhìn hắn cười ha hả, sau đó lại hô, rút số. Có điều,
Lần này trong rổ không phải là viên giấy có ghi mã số mà là từng tấm thẻ gói kín. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, Âu Dương Mệnh cười giải thích, vì tránh sự kiện lần trước lại xảy ra. Đánh số người bệnh lần này đều ở trong mấy tấm thẻ dán kín này. Trong thẻ dán kín này có tư liệu cơ bản và ảnh chụp của người bệnh, đợi sau khi tuyển thủ tranh tài chọn người bệnh để chẩn sơ xong, nhân viên làm việc sẽ mở toàn bộ những chiếc thẻ khác ra để thể hiện tư liệu người bệnh là chân thật và duy nhất. Đồng thời hoan nghênh mọi người giám sát kiểm tra. Trên mặt Cốc Thiên Phàm lộ ý cười mà nhìn Âu Dương Mệnh, nói với một vị trưởng giả ở bên cạnh, Âu Dương phái chủ lần này thật sự dụng tâm. Vãn hồi danh dự mà thôi, nếu đã xảy ra chuyện như vậy, làm ra nhiều việc hơn nữa đền bù cũng đúng. Vị trưởng giả gầy kia lên tiếng. Ba nói ca ca kia hôm nay còn có thể thắng không? Cốc Tử Lễ nhìn Tần Lạc trong sân, lên tiếng hỏi. Sao? Con hy vọng hắn tiếp tục thắng à? Nếu hắn thắng, anh Thanh Thu của con sẽ phải thua đấy. Cốc Thiên Phàm âu yếm nhìn con gái, cười trêu. Cốc Tử Lễ lại bắt đầu khó xử, nói, con không muốn anh Thanh Thu thua. Nhưng con lại thích thấy ca ca kia thắng. Thật khó mà, nếu hai người bọn họ đều có thể thắng, thật là tốt biết bao. Cái này thật khiến Cốc Thiên Phàm cảm thấy kỳ quái, gã chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu của con gái. Hỏi, con với Tần Lạc không quen, sao lại hy vọng hắn thắng thế? Bởi vì con muốn thấy anh ấy trở thành danh y một đời ạ. Cốc Tử Lễ thẳng thắn nói. Danh y một đời. Cốc Thiên Phàm lúc này mới nhớ ra, lúc gã nói chuyện với Tần Lạc, Cốc Tử Lễ cũng ở một bên nghe. Tần Lạc nói ra lý tưởng khát vọng, hiển nhiên cũng lọt vào tai nàng. Nhưng không ngờ lại được nàng ghi tạc trong lòng. Sao con hy vọng hắn trở thành danh y một đời vậy? Cốc Thiên Phàm lại hỏi. Vì nếu vậy, trung y có thể được cứu. Ba cũng không cần lo lắng nữa. Cốc Tử Lễ nói, với lại, nguyện vọng của con cũng là trở thành danh y một đời mà. Nếu anh ấy làm không được, con sẽ cố gắng làm được. Cốc Thiên Phàm đưa tay xoa đầu con gái, hỏi, con là từ khi nào bắt đầu muốn trở thành danh y một đời? Hôm qua à? Tại sao lại là hôm qua? Bởi vì con hôm qua mới biết có lý tưởng thú vị như vậy. Không biết có phải vì Tần Lạc phát hiện người bệnh chiếm được nhân tâm, hay là do quỷ y phái vì để cho thấy mình công bằng. Đầu tiên là do đệ tử quỷ y phái đưa ý kiến bảo Tần Lạc tới bốc người bệnh để chẩn sơ, sau đó đề nghị này chiếm được sự đồng ý của mọi người. Tần Lạc cũng không khách sáo, tùy ý ở trong rổ lấy ra một cái thẻ. Âu Dương Mệnh nhận lấy thẻ, lớn tiếng đọc, Trương Thế Trung, nam, 45 tuổi. Khu Tây chợ Huyền Vũ ở Yến Kinh ngõ 125 số 3 phòng 1 lầu 2. Đọc xong, gã liền cầm tấm thẻ trong tay bày ra cho mọi người thấy rõ. Sau đó, hai đệ tử quỷ y phái khác tiến lên, chia ra mở những tấm thẻ trong rổ. Quả nhiên, mỗi cái thẻ bên trong đều ghi lại chi tiết tư liệu người bệnh. Không chỉ có họ tên, giới tính, ngay cả địa chỉ gia đình người bệnh, số điện thoại liên lạc cũng đều có ghi. Nói như vậy, nếu ai có chỗ hoài nghi với thân phận người bệnh, vậy có thể tự mình kiểm chứng một phen. Có vấn đề gì không? Âu Dương Mệnh rất muốn bị đánh, cố ý hỏi Tần Lạc một câu. Không có vấn đề, Âu Dương phái chủ không phải là kẻ ngốc, tất nhiên sẽ không liên tục hai lần. Tần Lạc cười lắc đầu. Sắc mặt Âu Dương Mệnh cứng đờ, sau đó rất nhanh lại giãn ra, cười nói, Tần Lạc tiên sinh thật biết nói đùa. Nếu không có vấn đề gì, vậy xin mời người bệnh Trương Thế Trung vào bàn. Một gã môn nhân quỷ y phái lĩnh mệnh, sau đó rất nhanh liền dẫn theo một người mặt đen mập mạp tiến vào. Làm gì vậy? Không phải bảo có chuyên gia chẩn cho chúng tôi sao? Chuyên gia ở đâu chứ? Phản ứng của Trương Thế Trung giống những người khác, nhìn thấy trong phòng cả một đám người, cũng đều có cảm giác kinh hoàng và lúng túng. Những người này đều là chuyên gia. Âu Dương Mệnh bước nhanh tới, mang trên mặt nụ cười hòa ái dễ gần, dùng thân phận phái chủ một phái tự mình giải thích cho Trương Thế Trung. Đừng coi thường những người thanh niên này, bọn họ đều là đệ tử kiệt xuất của Viện Trung Y rất có danh tiếng. Y thuật vô cùng cao, Trương tiên sinh không cần lo lắng, chỉ cần thử một lần sẽ biết. Hơn nữa, tôi nghĩ bọn họ cũng đã nói cho anh biết, hôm nay phí chẩn do chuyên gia hội chẩn, sẽ miễn phí. Trương Thế Trung mặc dù đối với những người tuổi trẻ này có chút hoài nghi có thể chữa khỏi bệnh mình không, nhưng mà lần này xem bệnh không tốn tiền, cũng không khăng khăng đòi đi nữa, nói, vậy được rồi. Là vị kia chỉ cho tôi à? Anh đi tới trước bàn, bốn vị đó sẽ lần lượt bắt mạch cho anh. Âu Dương Mệnh vừa cười vừa nói, dẫn Trương Thế Trung đi tới trước bốn bàn chẩn sờ bày giữa phòng. Mang tâm tình thấp thỏm không yên,
Trương Thế Trung ngồi trên ghế trước mặt gã rìa mép của chính khí môn. Cái gọi là trần sờ, chính là trần mạch và bắt mạch. Trần mạch chính là thăm mạch, nắm giữ mạch tượng. Bắt mạch, chính là lấy tay sờ bộ phận phát bệnh bên ngoài thân của bệnh nhân, xem nhiệt độ cơ thể, độ cứng mềm, ấn gồng hay thả lỏng của người bệnh, dùng để trợ giúp chẩn đoán bệnh. Biển thước ở trên cơ sở tổng kết phương pháp trần của tiền nhân, lại phát minh sáng tạo phương pháp trần sờ. Sử ký nói, đến nay thiên hạ nói mạch giả, đều nhờ biển thước. Tư Mã Thiên vì danh y lập truyền, để cho biển thước cầm đầu, có thể thấy được sự tôn kính và coi trọng phương pháp trần sờ của biển thước. Mà ba lưu phái trung y lớn đều liệt biển thước vào nghệ nhân đệ nhất, tác giả Lý Thời Chân của bản thảo cương mục chỉ có thể nổi tiếng thứ ba. Gã rìa mép dễ nhìn cười cười với Trương Thế Trung, nói, không cần khẩn trương. Chỉ là bắt mạch thôi. Nếu anh từng xem trung y, chắc cũng không lạ cái này phải không? Chẳng đau chẳng ngứa, cũng chẳng có thương tổn gì với thân thể con người. Trương Thế Trung nghĩ lại thấy cũng đúng, không phải là để người ta sờ sờ cổ tay sao? Có gì lạ đâu, trước kia cũng không phải chưa từng bị người ta sờ qua. Vì vậy, tâm tình của gã lập tức bình tĩnh lại. Lúc này gã rìa mép mới nắm cổ tay gã, bắt đầu cẩn thận nghe mạch. Chưa tới một phút, gã rìa mép liền thả cổ tay của gã, nói với Trương Thế Trung, cảm ơn đã phối hợp, anh có thể tới vị bên cạnh tôi giúp anh khám lại lần nữa. Cảm ơn, Trương Thế Trung rất cảm kích nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào trắng dễ khiến người ta thân cận này, sau khi nói cảm ơn, mới dè dặt ngồi xuống trước bàn chẩn sờ của môn nhân quỷ y phái. Đệ tử quỷ y phái khuôn mặt nghiêm túc lúc ăn cơm, khuôn mặt nghiêm túc lúc ngủ, ngay cả lúc chữa bệnh cho người ta vẫn là khuôn mặt nghiêm túc đó. Đợi sau khi Trương Thế Trung ngồi trước mặt gã, gã cũng không chào tiếng nào, duỗi hai ngón tay bắt đầu đặt nhẹ lên cổ tay Trương Thế Trung, nắm lấy, hơn nữa còn mở mí mắt người bệnh nhìn thoáng qua. Thời gian chẩn đoán bệnh của gã càng ngắn hơn, thậm chí còn chưa tới một phút, lạnh lùng nói, được rồi. Nói xong, liền không để ý đến phản ứng người bệnh, bắt đầu viết thứ gì đó ở trên giấy. Trương Thế Trung ngồi trước mặt tiểu cô nương của Bồ Tát Môn, tiểu cô nương mỉm cười gật đầu với gã, nói, bác không phải sợ. Cháu rất lợi hại. Trương Thế Trung thấy cô gái này xinh đẹp, nói chuyện cũng dễ thương, nhịn không được liền tuét miệng rộng cười. Tần Lạc ngồi cạnh không khỏi cảm thán, trên thế giới này, kế gì cũng không lợi hại bằng mỹ nhân kế. Vị tiểu cô nương này ngược lại bắt mạch rất cẩn thận, dùng thời gian 2-3 phút. Sau khi xong việc, áy náy cười với Trương Thế Trung, nói, cháu bắt xong rồi. Bác có thể ngồi trước mặt vị đại ca cạnh cháu để hắn xem giúp bác. Trương Thế Trung lại nói cảm ơn, sau đó lại lần thứ ba đổi vị trí, ngồi trước mặt Tần Lạc. Tần Lạc cười cười với Trương Thế Trung, nói, cảm ơn sự phối hợp của bác. Có điều, cháu nghĩ cháu không cần sờ nữa. Không cần sờ. Không chỉ Trương Thế Trung ngồi đối diện hắn, tất cả người ở chỗ này đều lộ vẻ sững sờ. Mặc dù mọi người đều đã quen với ngôn ngữ kinh người của người này, nhưng lời hôm nay, thật sự quá nổ rồi. Không bắt mạch, làm sao biết người bệnh bị bệnh gì? Chẳng lẽ hắn có ánh mắt xuyên thấu sao? Chương 275, lấy đức thu phục người. Trong lòng Âu Dương Mệnh mừng thầm, nghĩ rằng, thằng nhãi này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Vì muốn chơi nổi, chuyện gì cũng làm được. Gã nhìn Tần Lạc, vừa cười vừa nói, Tần Lạc, cậu xác định không cần bắt mạch sao? Nếu không bắt mạch, chúng tôi cũng cần cậu cung cấp tư liệu chẩn đoán bệnh của bệnh nhân. Mà chẩn đoán bệnh của cậu, cũng ghi vào trong thành tích tranh tài các vòng đấy. Đúng, không cần sờ, Tần Lạc nói chắc chắn. Ba vị trước đều đã chẩn qua, tôi lại sờ lần nữa cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Thời gian, thứ Tần Lạc bây giờ thiếu hụt nhất chính là thời gian. Hắn có nhiều việc cần hoàn thành lắm, hắn có nhiều người cần trị lắm. Hắn có nhiều cô gái muốn bồi lắm, hắn thật sự rất bận. Cũng không phải Tần Lạc thanh cao tự đại, không ai bì nổi, mà là tính tình của hắn như thế, không thích làm một số chuyện không cần thiết. Nếu hắn giả bộ sờ tay người bệnh chẩn đoán bệnh một hồi, tất cả mọi người sẽ cảm thấy chàng trai này rất bình thường. Nếu không nói chuyện khác người, không làm chuyện khác người, như thế sẽ không phải là kẻ khác người. Tại sao phải vì làm hài lòng người khác mà làm ra chuyện ủy khuất cho mình chứ? Lông mày Cốc Thiên Phàm khẽ nhíu lại, nhưng không lên tiếng khuyên giải gì cả. Thông qua một phen nói chuyện với Tần Lạc, gã biết rõ nam nhân trẻ tuổi này có ý chí lý tưởng vĩ đại bao la hùng vĩ như thế nào. Gã cũng biết, hắn không phải là người thích gây ầm ĩ để mưu lợi. Mặc dù hắn thường xuyên nói những lời dễ khiến người khác cảm thấy hắn muốn gây ầm ĩ mưu lợi.
nhưng mà, đó là bản tâm ý ban đầu của hắn. Đây là thời đại kẻ tài hèn sức mọn xuất hiện lớp lớp, nếu anh không muốn trở thành đối tượng người khác không thể chê, anh cũng phải cọ sát mài giũa góc cạnh của mình, mặc dù đau chết đi sống lại, anh vẫn phải cố gắng trở thành một thành viên trong mấy chục trăm triệu kẻ tài hèn sức mọn. Như vậy, anh mới không bị bọn họ bài xích, bị bọn họ công kích, vũ nhục, nhổ nước miếng. Nhưng mà, bây giờ xuất hiện một kẻ không muốn mài góc cạnh. Tất nhiên lúc nào cũng sẽ tiếp nhận lấy ánh mắt khác thường của kẻ khác. Âu Dương Mệnh cũng chỉ là cẩn thận tuân theo chức trách kẻ chủ trì, giả vờ hỏi thăm một câu mà thôi. Gã chỉ sợ Tần Lạc đột nhiên thay đổi chủ ý, lại mặt dày đưa tay bắt mạch cho người ta thôi. Nghe được câu trả lời chắc chắn của Tần Lạc, trong lòng gã ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, được rồi. Nếu cậu đã kiên trì như thế, vậy, mời cậu viết ra kết quả chẩn đoán bệnh đi. Khi gã nói xong câu đó mới phát hiện, Tần Lạc đã ghé xuống bàn, cầm bút máy viết cái gì đó trên giấy trắng. Bút như du long, hạ bút như có thần trợ giúp, tiếng ngòi bút viết sột soạt trên giấy, êm tai dễ nghe phi thường. Rất nhanh, Tần Lạc liền giao kết quả chẩn đoán bệnh của mình ra. Đương nhiên, hắn vẫn là người nộp kết quả cuối cùng. Không có biện pháp, hắn vốn chính là thầy thuốc có cơ hội bắt mạch cuối cùng. Cho dù là ban giám khảo trận đấu, cũng sẽ nghĩ đến nhân tố này. Âu Dương Mệnh thu đủ 4 phương án chẩn đoán bệnh, nói, xin ban giám khảo đánh giá. Vẫn là ba lão già của chính khí môn đi ra, bọn họ sau khi nhận kết quả chẩn đoán bệnh trong tay Âu Dương Mệnh, liền tụm lại một chỗ im lặng lật xem. Đợi đến khi bọn họ chia 4 tờ kết quả chẩn đoán bệnh ra xem hết, sau đó liền thảo luận từng bài. Ngay lúc này, lại phát ra tiếng nghị luận nho nhỏ. Hơn nữa, bọn họ ở vào lúc thảo luận, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhanh về phía Tần Lạc. Ánh mắt giống khi cô nàng Bồ Tát Môn nhìn Tần Lạc vậy, là loại ánh mắt rất không có hảo ý này. Thấy vẻ mặt ba vị chính khí môn này, mọi người biết rõ, lại sắp xuất hiện tin tức gì đó ở trên người Tần Lạc. Vì vậy, người đứng xem cũng nhỏ giọng bàn tán theo. Đặc biệt là đám nữ nhân của Bồ Tát Môn, bàn tán náo nhiệt vô cùng. Hình như còn có ai đó lấy Tần Lạc ra bắt đầu đùa giỡn, giỡn qua giỡn lại. Lúc các nàng nhìn chằm chằm Tần Lạc thì mắt chớp chớp, giống như đám nữ lưu manh. Đại hội đấu y trước kia, mặc dù mọi người vì tranh đoạt vinh dự, cũng rất cố hết sức phấn đấu, cạnh tranh. Nhưng mà, cho tới bây giờ vẫn chẳng có chuyện vui mừng đặc biệt gì xảy ra. Suốt cả quá trình, có một loại cảm giác rất nặng nề buồn bực, mốc meo. Đại hội đấu y lần này sau khi xuất hiện dị số Tần Lạc, mỗi một vòng đấu đều có thể gây cho mọi người một chút cảm giác không giống nhau. Có kinh hỉ, có kinh ngạc, còn có kinh hãi. Nhưng dù sao chuyện hắn làm ra luôn có thể khiến mọi người bị kinh. Bây giờ, mọi người cũng không bài xích hắn nữa. Trái lại còn có chút yêu thích người trẻ tuổi tuấn tú có thể phá tan sự trầm muộn này. Đương nhiên, những người của quỷ y phái là ngoại lệ. Bọn họ chẳng những không thấy Tần Lạc mang lại không khí sinh động, mà còn cảm thấy hắn là tên đáng chết cố ý nhắm vào quỷ y phái bới móc. Thời gian thảo luận lần này tương đối lâu, đại khái khoảng chừng 10 phút, ba vị cao nhân cuối cùng mới thống nhất ý kiến. Vẫn là do Phong Hà đứng ra công bố kết quả. Lão sau khi nhìn về phía Tần Lạc, nói, mạch hư dây trầm, vừa nóng vừa lạnh, khí đoản, trong bức rức, đi tiểu ra đỏ vàng. Triệu chứng chính là mạch gan không thông, gan có tổn hại. Đồng thời, người bệnh còn có bệnh đau đầu lâm dâm. Đại biểu 4 phương đều chẩn đoán ra chứng bệnh của bệnh nhân. Bao gồm cả Tần Lạc tiên sinh không hề bắt mạch. Phương án giải quyết mà đại biểu chính khí môn đưa ra là nhuyễn can thang canh gan mềm, điều phối các loại dược vật quả đại hoàng, đào nhân, ba ba và bạch thuật, đảng sâm. Quỷ y phái đưa ra là miết giáp thang canh móng ba ba, dùng thuốc càng mạnh, hiệu quả càng nhanh. Bồ Tát Môn là hòa khí thang, trước tiên dùng thuốc lưu thông khí huyết, rồi lại nở gan. Để trị bệnh đau đầu, lại bỏ thêm bên trong phương thuốc các loại tế dược kinh giới và phong phong, bột kim giáp trùng. Công chính bình thản, coi như là phương thuốc tốt, mà phương thuốc Tần Lạc tiên sinh đưa ra là thân dân thang, giống Bồ Tát Môn, trước tiên dùng thuốc lưu thông khí huyết, rồi lại nở gan. Âu Dương Mệnh đợi đến khi Phong Hà đánh giá xong, cười hỏi, ba vị nếu đã tìm ra được ưu khuyết điểm 4 phương thuốc, vậy, thứ hạng nhất định cũng đã xếp xong rồi phải không? Phong Hà nhẹ gật đầu, nói, trải qua quyết nghị của ban giám khảo, người đứng nhất vòng này là Tần Lạc tiên sinh. Xôn xao, toàn trường lại lần nữa khiếp đảm. Không bắt mạch mà lại đạt được thắng lợi vòng 2 ư. Người này, chẳng lẽ là một thiên tài sao? Vương Dưỡng Tâm lại lần nữa đè nén vui sướng trong lòng,
chỉ ở thầm siết chặt nắm đấm của mình. Âu Dương Mệnh cũng có chút không tiếp nhận được kết quả bình xét này. Một người ngoài, trải qua đồng ý của bọn hắn mới có tư cách tham gia cuộc so tài đấu y này. Nhưng mà hắn liên tục thắng lợi, điều này khiến mặt mũi ba danh môn trung y lớn còn đặt chỗ nào. Phong Hà tiên sinh, tôi nghĩ tất cả mọi người rất muốn biết, ban giám khảo sao lại lựa chọn Tần Lạc là người đứng nhất. Tôi cảm thấy, ba người kia cũng rất được, rất khó tìm ra khuyết điểm gì. Âu Dương Mệnh là phái chủ của quỷ y phái, y thuật rất cao, tất nhiên có tư cách nói ra những lời này. Phong Hà nhẹ gật đầu, nói, không sai. Bốn tuyển thủ này đều chẩn đoán ra tình huống thân thể người bệnh, cũng đưa ra phương thuốc rất tinh diệu. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi rất khó quyết định ra ai là người đứng nhất. Phương thuốc của chính khí môn không tệ, nếu kiên trì dùng, nửa tháng có thể khỏi bệnh. Nhưng mà, thuốc hắn dùng trong đó thật rất quý. Có mấy vị thuốc cực kỳ chân quý. Không phải một gia đình bình thường có thể mua được. Phương thuốc là phương thuốc tốt, nhưng cũng là phương thuốc dành cho quý nhân. Phương thuốc của quỷ y phái đi vào đề, nếu kiên trì dùng, một tháng có thể khỏi bệnh. Nhưng mà, quá mức tham công, với thân thể người bệnh cũng có tổn hại. Phương thuốc của Bồ Tát môn ngược lại công chính bình thản, dùng thuốc cũng không quý, nhưng mà, khuyết điểm ở chỗ nàng vì trị bệnh đau đầu mà thêm cái loại thuốc phụ trợ này. Trong đó kim giáp trùng vô cùng khó tìm, thuốc có thể chờ, nhưng bệnh không thể chờ. Mà Tần Lạc tiên sinh lại đưa ra phương thuốc không có chỗ nào không phải là dược liệu thông thường. Nếu kiên trì dùng, 3 tháng sẽ khỏi hẳn, mặc dù hiệu quả chậm, nhưng mà, chúng tôi vẫn cảm thấy, phương thuốc này mới là phương thuốc tốt. Dù sao, vừa rồi Âu Dương phái chủ đã đọc lên một số tình hình cơ bản của người bệnh. Người bệnh tuổi già, thể chất không bền bỉ có thể đứt đoạn. Không thể dùng thuốc quá mạnh, người bệnh ở trong Huyền Vũ Thành, mà trong Huyền Vũ Thành là khu lão thành ở Yến Kinh, ngõ Tây Từ lại là khu cư dân bình thường. Có thể đoán, điều kiện gia đình bệnh nhân chỉ bình thường. Mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng mà, tôi vẫn phải nói, phương thuốc của chính khí môn, quỷ y phái và Bồ Tát môn có hoa không quả, người bệnh căn bản không cách nào mua được. Nếu không mua được, phương thuốc dù có khá hơn nữa, dược hiệu mau hơn nữa, cũng có ích gì. Phong Hà nhẹ nhàng thở dài, nói, hai môn một phái chúng ta an nhàn quá lâu. Đã quên sứ mạng của mình từ lâu, đã quên sự khó khăn dân gian toàn dân dùng thuốc trung y, lại quên cả sự phát triển của trung y. Nếu trung y chỉ ham chữa cho kẻ có tiền, vậy, cách diệt vong cũng không còn xa. Hy vọng mọi người cẩn thận. Nghe xong mấy câu cảm thán sau cùng của Phong Hà, người hai môn một phái á khẩu không trả lời gì được. Đúng vậy, bọn họ chỉ xem trận đấu là tranh tài, chỉ nghĩ dùng một thân sở học của mình đi giành thứ hạng, về phần giá tiền cùng độ chân quý của dược vật trong phương thuốc, bọn họ căn bản không hề nghĩ tới. Cho nên hắn lại lần nữa thắng lợi, mà nguyên nhân thắng nghe lại có chút vớ vẩn. Dùng thuốc rẻ. Gã rìa mép của chính khí môn đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, tới trước mặt Tần Lạc, sau đó gặp người 90 độ cúi chào hắn, vẻ mặt thành khẩn nói, đã thụ giáo. Trong đôi mắt của cô gái Bồ Tát môn cũng rất nhanh có thể vắt ra nước, hai má hồng hồng phấn phấn xinh đẹp đáng yêu, nhìn Tần Lạc nói, cảm ơn sự dạy dỗ của anh, chúng tôi đã biết khiếm khuyết lớn nhất của mình là ở đâu rồi. Mà ngay cả gã mặt cương thi của quỷ y phái kia cũng tới trước mặt Tần Lạc, vái chào sát. Sau đó trầm mặc đi vào trong đội ngũ môn phái mình. Trên mặt Tần Lạc vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng lại nhớ tới một lời thoại mà ai đó đã từng nói, tôi đã đoán được kết cục như vậy, nhưng lại không đoán được quá trình này. Hắn vốn là muốn dùng kỹ thuật thủ thắng, nhưng không ngờ, thứ giúp hắn đạt được thắng lợi chính là nhân phẩm. Ta lấy đức thu phục người, Tần Lạc thầm nghĩ. Nhưng Phong Hà không có lập tức xuống bục, mà lại nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc tiên sinh, tôi còn có một chuyện không rõ. Tôi muốn biết, cậu rõ ràng không bắt mạch, làm sao cũng có kết quả chẩn bệnh chính xác vậy. Trong chuyện này có huyền cơ gì không? Chương 276, Phong tao bực nào? Không chỉ là Phong Hà tò mò đối với vấn đề này, những người khác ở đây cũng đều cảm thấy kỳ quái đối với vấn đề này. Chẩn sơ, tất nhiên là phải bắt mạch mà chẩn. Không bắt mạch, làm sao chẩn? Chẳng lẽ hắn vẫn đang dùng phương pháp chẩn nhìn sao? Nhưng mà, nếu như là phương pháp chẩn nhìn, chỉ biết đại khái, không biết tỉ mỉ. Hắn làm sao có thể chẩn đoán tình huống mạch bác di động cùng thuộc tính ấm nóng trong cơ thể của người bệnh rõ vậy chứ? Vấn đề này, hiển nhiên chỉ có Tần Lạc mới có thể đưa ra đáp án. Tần Lạc cười cười, nói, bởi vì tôi là người thứ tư, ở phía trước tôi đã có 3 người bắt mạch bệnh nhân rồi. Chuyện đó thì sao? Phong Hà đi tới trước mặt Tần Lạc,
con mắt già nua khô vàng dõi theo hắn, nghi ngờ hỏi. Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản chỉ là ở hai chữ tỉ mỉ. Ở trước tôi có ba cao thủ cùng bắt mạch cho người bệnh, trong quá trình bọn họ bắt mạch, tôi cũng quan sát ba lượt. Cho nên có thể nói, với tình huống thân thể của người bệnh, tôi đã biết vô cùng kỹ càng. Mỗi người bắt mạch, đều là thói quen độc đáo tự nhiên của mình. Vấn đề này không biết mọi người đã chú ý tới chưa? Ví dụ như vị đại ca đầu tiên của chính khí môn kia, lúc hắn tự mình bắt mạch cho người bệnh, mạch bác của người bệnh nhảy lên một lần, tay trái hắn sẽ gõ xuống bàn. Lúc nhẹ lúc nặng, hoặc chậm hoặc nhanh, nếu tôi không đoán sai, đây chính là chỉ số mạch bác của người bệnh. Đương nhiên, lúc đó tôi cũng không chắc chắn. Vị đại biểu quỷ y phái sử dụng thì là thủ pháp sờ, căn cứ vào các nhân tố phương vị như nhiệt độ bên ngoài thân, da thịt căng trùng, cứng mềm để phán đoán tật bệnh của người bệnh. Hoặc là còn có phương pháp đặc biệt nào khác, nhưng chỗ này thì tôi không rõ. Có điều, khi hắn tiếp xúc với thân thể người bệnh, tình huống hắn kiểm tra ra, tôi tất nhiên cũng có thể thấy rõ. Tôi thì sao, lúc tôi bắt mạch có thói quen gì? Cô nàng bên cạnh Tần Lạc vẻ mặt tò mò hỏi. Cô có một thói quen tốt, đó chính là lúc chẩn sờ cho người bệnh, trên mặt vẫn luôn mỉm cười. Người bệnh rất cần điều này để cổ vũ bọn họ. Tần Lạc cười cười với nàng, cô gái lập tức có loại cảm giác choáng váng. Mẹ ơi, mau ra mà xem anh chàng đẹp trai này. Có điều, bởi vì hai người chúng ta ngồi quá gần nhau, cho nên, tôi cũng từ trong quá trình bắt mạch thu được nhiều thứ nhất. Tần Lạc lời nói xoay chuyển, vừa cười vừa nói. Thu được cái gì? Ngón tay của cô đặt trên mạch bác của người bệnh, mạch bác sẽ kéo theo ngón tay hơi run. Tôi có thể cảm giác được loại hơi run này. Tần Lạc nói. Cái gì? Bản thân tôi cũng nhìn không ra, chỉ có thể bằng vào cảm giác mới có thể biết rõ. Làm sao anh có thể nhìn ra chứ? Cảm giác, anh không tiếp xúc với bệnh nhân, cũng không tiếp xúc với tôi, tại sao có thể có cảm giác như thế chứ? Cô gái lộ vẻ kinh ngạc hỏi, căn bản không hề chú ý tới thành phần mập mờ trong lời nói của nàng. Không chỉ là nàng, mà ngay cả những cao thủ như Phong Hà, Cốc Thiên Phàm, Âu Dương Mệnh cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, mạch bác không thể so với tim đập, bác động của nó là cực kỳ yếu. Chỉ có tự mình lấy tay đi sờ, đi cảm thụ mới có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Nhưng mà, người thanh niên này lại có thể lúc người khác bắt mạch, cảm giác được sự hơi run của mạch bác, liền khiến người khác cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng là một loại cảm giác, giống như là có thể cảm giác được nó lúc động, hoặc có thể nói là thấy được loại hơi run này. Tần Lạc có chút nghèo từ, cảm giác mình cũng không có cách nào hình dung loại cảm giác kỳ diệu này. Lúc ấy hắn tập trung toàn bộ tâm thần ở trên ngón tay của cô gái giữ trên cổ tay người bệnh, vừa mới đầu cũng không có cảm giác khác thường, tiếp theo, hắn mới phát hiện, hắn có thể cảm giác được loại rung động này. Hoặc là nói, hắn phảng phất có thể thấy mạch bác người bệnh nhảy lên. Tựa như ánh mắt của mình mở tầng ra bên ngoài của người bệnh ra, thấy rõ rõ ràng ràng mạch máu kia đang bác động vậy. Người khác là phải dựa vào sờ mới có thể cảm giác được nhịp đập, mà hắn lại có thể dùng mắt nhìn. Đây căn bản là có chút khác với lẽ thường, hoặc có thể nói là không phù hợp với nguyên lý khoa học. Cậu có phải từng tập loại khí công nào đó không? Phong Hà nhìn Tần Lạc, trầm tư hỏi. Vâng, Tần Lạc gật đầu, hắn đúng là luôn luyện đạo gia thập nhị đoạn cẩm, thậm chí loại khí công cao thâm này còn cứu mạng hắn. Hoặc là nói, mãi cho tới bây giờ, cái mạng nhỏ này của hắn vẫn đang dựa vào môn khí công này để duy trì. Đạo gia chú ý âm dương hòa hợp. Mà đạo gia thập nhị đoạn cẩm đã ở trong cơ thể của hắn đảm đương thân phận dập lửa. Nếu không có sự hiện hữu của nó, khi có một ngày dương hỏa tràn đầy đến một mức nào đó, lục phủ ngũ tạng, máu loãng, da lông của hắn cũng sẽ bị đốt thành than. Chẳng lẽ mình có thể cảm giác được, là vì đạo gia thập nhị đoạn cẩm sao? Phong Hà gật đầu, nói, vậy khó trách, cậu không phải là cảm giác, cũng không phải là thấy được mạch bác hơi run. Mà là cậu đã nhìn thấy được khí. Khí của thân thể con người, thời gian cậu tu luyện khí công chắc là không ngắn. Mười mấy năm, Tần Lạc đáp. Cái này ở trong trung y, thuộc về loại nhập thần. Y thuật cực kỳ giỏi, mới có thể đạt tới cảnh nhập thần. Nhưng không ngờ, cậu tuổi còn trẻ, lại có tạo hóa như thế. Chúc mừng cậu, Phong Hà nhìn mặt Tần Lạc, vô hạn cảm thán và vui mừng nói. Nhập thần, cái gì gọi là cảnh nhập thần? Tần Lạc sửng sốt, hắn xuất thân trung y thế gia. Coi như là đã đọc rất nhiều sách thuốc, nhưng vẫn chưa từng đọc qua hoặc nghe người ta nói qua cách gọi này. Cổ nhân chưa y thành ba cấp chín đẳng. Ba cấp là, hỷ với y, si với y cùng với cảnh nhập thần. Hỷ là thích,
si là si mê, mà cảnh nhập thần, đó chính là siêu thoát, không phải là người thành kính với trung y thì không thể được. Cậu vốn với trung y rất có thiên phú, lại tập pháp môn khí công. Dưới cơ duyên xảo hợp, liền đem hai hợp làm một. Thành tựu cảnh nhập thần. Cậu có thể cảm giác được trong cơ thể mình có khí, khí cơ dẫn dắt, cậu cũng có thể cảm giác được khí trong cơ thể đối phương. Cho nên nói, đây là cảnh nhập thần. Phong Hà giải thích cặn kẽ, trên mặt đen gầy cũng mang theo ý cười nồng đậm. Trung y có người kế tục, những lão già như bọn họ cũng vui mừng vô hạn. Tần Lạc cảm giác mình dường như đã hiểu được điều gì đó, nhưng rồi lại không quá rõ ràng. Bởi vì mình thích trung y, cho nên công dụng đạo gia thập nhị đoạn cẩm luyện mỗi ngày liền thể hiện ở trung y sao? Hay là nói hai hợp làm một? Có điều, thấy nụ cười trên mặt lão đầu tử Phong Hà này, hắn biết, đây nhất định không phải là chuyện xấu. Vì vậy, Tần Lạc cười hỏi, trước kia có ai tiến vào cảnh nhập thần này không? Trăm ngàn năm qua, tôi chỉ biết một người mà thôi. Phong Hà nói. Ai? Tần Lạc tò mò hỏi. Hoa Đà. Trong lòng Tần Lạc cả kinh, hỏi, Biển Thước cũng không có sao. Lý Thời Chân thì sao? Hai người hắn cố ý nói ra đều tiếng tăm lừng lẫy, là nhân vật mọi người nghe nhiều nên thuộc. Bọn họ làm ra cống hiến kiệt xuất cho trung y Trung Quốc, là hai đại thần không thể nào thiếu trong sách sử trung y. Chẳng lẽ hai người bọn họ cũng không tiến vào cảnh nhập thần ư? Phong Hà lắc đầu, nói, căn cứ ghi chép trong một số tài liệu. Thì không có, nhưng mà, Hoa Đà vì tiến vào cảnh nhập thần, biên soạn con đường dưỡng sinh tốt nhất ngũ cẩm hí lại là sự thật. Trong lòng Tần Lạc cười to, bản thân quả nhiên là một thiên tài. Trong trăm ngàn năm, trước đó chỉ có một cổ nhân, sau đó còn không biết có người nào xuất hiện không. Thiên hạ to lớn, chỉ có một người sánh vai với mình. Đây là phong tao bực nào, anh có thể nắm rõ chứ? Tần Lạc rất tưởng niệm câu thơ, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người trẻ xuất hiện. Nghĩ đến sự lâu dài của trời đất, một mình bi thương mà nước mắt chảy xuống. Cô độc mà cầu bại. Tần Lạc cảm giác mình rất cô được, rất muốn cầu bại. Tần Lạc rất vui vẻ, rất kích động, rất kiêu ngạo. Trước đó, mọi người vẫn chẳng thấy cảnh nhập thần này lợi hãi cỡ nào. Nhưng mà... Sau khi nghe Phong Hà nói trăm ngàn năm qua chỉ có một mình Hoa Đà tiến vào cảnh giới này. Điều này cũng không thể không khiến người khác thay đổi cách nhìn. Vì vậy, ánh mắt mọi người nhìn Tần Lạc liền có chút khác thường. Cô gái đứng cạnh Tần Lạc vẻ mặt vui sướng, vừa cười vừa nói, anh Tần, chúc mừng anh tiến vào cảnh nhập thần. Cảm ơn, Tần Lạc khiêm nhường nói, tôi còn chưa biết cảnh nhập thần này có tác dụng gì nữa. Nhất định sẽ có chỗ hữu dụng, anh cứ từ từ tìm tòi. Vừa rồi chẳng phải có thể thấy khí lưu của người bệnh sao? Cô gái vừa cười vừa nói. Cô gái khơi dậy đầu tiên, tiếp đó những người khác cũng rối rít đi tới chúc mừng Tần Lạc. Âu Dương Mệnh mặc dù không cam lòng, nhưng vì mặt mũi, cũng không thể không đi tới nói vài câu trái với lương tâm. Cốc Thiên Phàm cũng đi tới, dùng sức vỗ vỗ vai Tần Lạc, nói, tôi tin chắc, lý tưởng của cậu nhất định có thể thực hiện. Cảm ơn, Tần Lạc gật đầu, hắn nhất định có thể trở thành danh y một đời. Nhất định sẽ như vậy. Cuộc tranh tài vòng 2, vẫn do Tần Lạc đạt được thắng lợi. Nói cách khác, hai đợt tranh tài sau khi bắt đầu đại hội đấu y, đều bị Tần Lạc nắm bắt dễ dàng. Điều này trong lịch sử đại hội đấu y là có 102. Đương nhiên, người tham gia đại hội đấu y không phải là người của hai môn một phái, Tần Lạc cũng là người đầu tiên. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Tần Lạc chắc chắn cũng sẽ trở thành một nhân vật lưu danh sử sách. Chỉ là... Hắn lúc đó chỉ có thể lưu lại một cái tên nhỏ bé trên sử sách. Có thể có người sẽ chú ý tới, nhưng mà đại đa số mọi người sẽ không biết. Một ngày nào đó, tên của hắn nếu giống tên những tiên hiền như Biển Thước, Hoa Đà, Lý Thời Trần, Tôn Tư Mạc, thì cho dù có đặt ở góc nào, đều có thể tỏa sáng. Lúc đó, hắn mới có thể tìm được ý nghĩa mình còn sống ở hậu thế. Đây là lý tưởng của hắn, chưa hẳn sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng ở gian nan vẫn tiến chậm. Người chủ trì Âu Dương Mệnh tuyên bố một đoạn là vòng tranh tài đã xong, đại hội hôm nay kết thúc. Giống như là chú ý tới tâm tình sa sút của mọi người, Âu Dương Mệnh vừa cười vừa nói, thật không ngờ. Một người từ ngoài đến, lại có thể liên tục thắng hai vòng. Thanh niên hai môn một phái chúng ta phải cố gắng lên. Hai vòng trước chỉ làm nóng người, thua thì thua. Nhưng mà, trận tranh tài chính thức lúc này mới bắt đầu. Mọi người nhất định phải thể hiện tài nghệ chân chính của mình. Lấy được thắng lợi hết trận này đến trận khác. Cuộc so tài chân chính lúc này mới bắt đầu sao?
Tần Lạc cười cười, nghĩ thầm, rốt cuộc cũng có thể học được một vài thứ rồi. Chương 277, động lực mang tới áp lực. Lúc đi về, Cốc Thiên Phàm mời Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm ngồi xe của gã về. Cốc Tử Lễ ngồi ở vị trí ghế giữa phía sau, Tần Lạc và Cốc Thiên Phàm kẹp cô bé ở giữa. Ghế phụ lái không có người, Vương Dưỡng Tâm biết, đó là vị trí để sẵn cho mình. Thắng liên tiếp hai vòng, đè đệ tử hai môn một phái đến không ngóc đầu lên được. Cảm giác thế nào? Cốc Thiên Phàm nhìn Tần Lạc, cười ha hả nói. Tần Lạc cười ngược, nói, trận đấu bây giờ mới bắt đầu mà. Cốc Thiên Phàm lắc đầu, nói, đây chỉ là câu Âu Dương mệnh an ủi mọi người. Từ khi trận vòng một bắt đầu, cuộc so tài cũng đã bắt đầu. Làm gì mà vừa mới bắt đầu chứ? Chẳng lẽ bốn trận trung y không phải là kiến thức à? Không phải là trọng điểm khảo hạch à? Trận đấu sau đó khó khăn chắc hẳn sẽ nhiều hơn một chút. Tần Lạc nói, tôi là lần đầu tiên tham gia đại hội trung y, cũng không biết sau đó sẽ đưa ra đề mục dạng gì. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Phạm vi ra đề mục cũng không phải chỉ là các loại phương pháp chữa trị hàn, thổ, hạ, hòa, ôn, thanh, bổ, tiêu, cùng tổng hợp sử dụng các thủ đoạn trị liệu thuốc đông y, châm cứu, xoa bóp, massage, rút bình, khí công, thực liệu. Một thông trăm thông, tôi nghĩ những thứ này cũng sẽ không làm khó được cậu. Còn có khảo hạch khí công sao? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Nếu là như vậy, vậy đây là đại hội đấu y hay là đại hội đấu khí chứ? Sẽ không khảo nghiệm khí công thuần túy. Có thể sẽ có một số ca bệnh liên quan đến trị liệu bằng khí công. Cái này cũng sẽ không làm được khó cậu. Ánh mắt Cốc Thiên Phàm nhìn chằm chằm Tần Lạc sáng quắc, nói, trăm ngàn năm qua, thần y thứ hai tiến vào cảnh nhập thần. Ngẫm lại thật khiến người ta hâm mộ. Khó trách những người trẻ tuổi đều dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu. Có thể chọn tới tham gia cuộc so tài đấu y này, tất nhiên đều là người nổi bật của hai môn một phái. Bọn họ vốn luôn cho mình là con cưng của trời, bây giờ so sánh với cậu, mới phát hiện căn bản không hề có bất cứ ưu thế gì đáng nói. Lòng tự trọng khó tránh khỏi chịu một chút đả kích. Điều này đối với bọn họ mà nói có lẽ cũng là chuyện tốt. Tần Lạc cười nói, hắn cảm thấy, một người nhận lấy đả kích mới có thể trưởng thành chân chính. Quá thuận buồm xuôi gió, thì sẽ dưỡng thành tính cách tâm cao khí ngạo, dễ bị bẻ gãy. Tần Lạc cũng từng chịu đả kích, có điều đả kích này đều là do ông của hắn cho hắn. Vào lúc trước khi Tần Lạc rời Dương Thành đi Yến Kinh, Tần Tranh cho tới bây giờ đều chưa từng khen ngợi hắn. Thậm chí, hơi chút không may xuất hiện, sẽ răn dạy nghiêm khắc một trận. Khi hắn vừa mới theo ông học trung y, hai tay còn thường xuyên bị roi mây của ông đánh. Loại nghiêm khắc này cũng là một loại khảo nghiệm, cũng may Tần Lạc kiên trì, hơn nữa tạo thành nhận thức cùng nhân sinh quan. Đúng vậy, vào lúc nãy, tôi đột nhiên thấy rất may cậu xuất hiện ở đại hội đấu y lần này. Một đối thủ mạnh mẽ, mới động lực lớn nhất kích thích bọn họ nỗ lực. Bọn họ an nhàn quá lâu, cũng kiêu ngạo đã quá lâu. Bây giờ có người hung hăng giẫm bọn họ dưới chân, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ làm sao để đánh bại cậu. Cốc Thiên Phàm gật đầu đồng ý. Em cũng muốn đánh bại anh, Cốc Tử Lễ đột nhiên nói với Tần Lạc. Tần Lạc cười cười, cưng chiều mà sờ đầu Cốc Tử Lễ. Cô bé nhìn Tần Lạc cười hì hì, nói, nếu người khác dám sờ đầu của em nhất định đánh hắn. Nhưng nếu anh sờ, em sẽ không tức giận. Vì sao? Tần Lạc cười hỏi, cô bé mới 11-12 tuổi, mà nói chuyện giống như tiểu đại nhân. Bởi vì em không ghét anh, Cốc Tử Lễ nói, hơn nữa, y thuật của anh cũng lợi hại hơn em. Bây giờ, ngoại trừ chị Tô Tử, em thích anh nhất. Chị Tô Tử, Tần Lạc nghi ngờ hỏi, hiển nhiên, hắn với tên này có chút lạ lẫm. Hơn nữa, tên này cũng có chút cổ quái. Y thuật của chị Tô Tử cũng rất lợi hại, có thể còn lợi hại hơn anh. Có điều, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt cô bé có chút ảm đạm. Tô Tử là môn chủ đương nhiệm của Bồ Tát Môn, Cốc Thiên Phàm ở bên cạnh giải thích. Cốc môn chủ, theo đạo lý mà nói, đại hội đấu y là đại sự của hai môn một phái. Ngài cùng Âu Dương Mệnh Tiên Sinh phái chủ Quỷ Y phái đều xuất hiện, tại sao không thấy môn chủ Bồ Tát Môn vậy? Vương Dưỡng Tâm cười hỏi. Gã nhớ tới lúc mình bơi trong ao nước lạnh, giọng nói đáng yêu có thể khiến người ta trong nháy mắt hóa đá kia. Phảng phất khiến người ta mềm đến tận xương, lại khiến đáy lòng người ta trong nháy mắt tràn ngập ấm áp. Gã chưa từng nghĩ tới, hóa ra có một giọng nói chuyện có thể dễ nghe như vậy, có lực như vậy. Ai, môn chủ Tô Tử thân thể không khỏe, rất ít khi gặp khách. Cốc Thiên Phàm sắc mặt cũng có chứa tiếc nuối. Môn chủ Tô Tử mặc dù là cô gái yếu nhược,
nhưng thành tựu một thân y thuật lại cực kỳ cao mình. Kỳ tài ngút trời, trời cũng ghen kỳ tài, rơi vào một thân bệnh tật, đến nay không cách nào chữa khỏi. Điều này thật khiến Tần Lạc cảm thấy kỳ quái, hỏi, Bồ Tát Môn là đại phái trung y, năng nhân bồi xuất, sao lại không trị hết bệnh của môn chủ mình chứ? Sau khi hỏi xong, Tần Lạc lại cảm giác mình có chút ngớ ngẩn. Y có cái khó của y thuật của mình cũng coi như không tệ, nhưng có từng chữa khỏi tật bệnh của mình không? Giống như là gà có trước hay trứng có trước, có một số vấn đề là khó giải, có một số bệnh là vô pháp chữa trị. Đúng là có khó khăn, Cốc Thiên Phàm thở dài. Gã là chủ một môn, chủ đề nói chuyện liên quan tới môn phái khác, cho nên cũng có chỗ cố kỵ, không muốn nói chuyện nhiều. Tần Lạc hiểu được đạo lý này, cũng không tiện hỏi nhiều. Mọi người còn nói một số chuyện nhảm, xe hơi đã tới cửa Khổ Tể Đường. Tần Lạc cùng Vương Dưỡng Tâm nói cảm ơn Cốc Thiên Phàm, lúc này mới xoay người về phòng mình. Tôi đã nói chuyện anh tiến vào cảnh nhập thần và thắng vòng 2 cho ông biết. Vương Dưỡng Tâm đi theo phía sau Tần Lạc, cười nói. Khi nào, không thấy cậu gọi điện cho sư phụ mà, Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Nhắn tin, Vương Dưỡng Tâm nói, lão gia tử có lệnh, để tôi đem động thái mới nhất của anh báo cáo nhanh cho ông. Lão gia tử từ trước tới nay đều không cần điện thoại, để cho tiện biết tình huống mới nhất của anh, còn cố ý bảo người ta đưa cho ông một cái. Bây giờ cả ngày đeo trên người, cũng không sợ bị sóng ảnh hưởng. Trong lòng Tần Lạc thầm cảm kích, nói, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Thay tôi vấn an sư phụ lão nhân ra nha. Anh có thể lấy được thành tựu như vậy, ông nhất định sẽ rất cao hứng. Vương Dưỡng Tâm cười nói. Hơn nữa, bây giờ chuyện anh làm là chuyện ông muốn làm nhất. Nếu sinh thời có thể thấy trung y ở dưới sự dẫn dắt của anh chấn hưng lại, lão nhân ra không còn gì tiếc nuối nữa. Tần Lạc gật đầu, cảm thấy trọng trách trên vai có chút nặng nề. Quá nhiều người kỳ vọng, tiền nhân, hậu nhân, quá nhiều người chờ mong, biết, không biết. Chính mình, thật có thể làm được sao? Mà điểm này, Tần Lạc cũng không hoài nghi. Cảnh nhập thần, thứ này thật đúng là khó tin. Vương Dưỡng Tâm nhìn Tần Lạc, hỏi, anh có thể thấy được khí trên người tôi không? Tần Lạc cười khổ, nào có thần kỳ như thế? Vậy làm sao mới có thể thấy? Có thể là phải ở trong hoàn cảnh trạng thái đặc biệt. Tần Lạc cố gắng nhớ lại cảm giác vừa nãy khi mình đối mặt với người bệnh. Tâm vô tạp niệm. Nhìn chăm chú vào ngón tay cô gái của Bồ Tát Môn kia. Chẳng lẽ nói, thấy tay của con gái, mới có thể thấy khí này sao? Tần Lạc lắc đầu, loại ý nghĩ này thật quá hèn mọn bỉ ổi. Đoạn thời gian trước từng đọc một quyển tạp chí y học, hình như có người từng giải thích về khí. Nói nó là thể thống nhất của hỗn hợp tin tức, năng lượng, vật chất lưu động. Nếu thật có thể thấy khí trong cơ thể, vậy sau này trị bệnh, liền làm ít mà công nhiều. Một vài chứng nan y cũng có thể tìm ra bệnh lý bệnh nhân rất nhanh. Tần Lạc tâm tư vừa động, lập tức từ trong túi móc điện thoại ra. Bấm điện thoại, rất nhanh đã có người bắt máy. Chuyện gì, cô gái này nói chuyện luôn ngắn gọn rành mạch như vậy. Rất ít nghe nàng nói câu vô nghĩa gì. Tôi muốn gặp thầy, Tần Lạc cũng nói thẳng. Sau đó thì sao? Cô lái xe tới đón tôi. Tần Lạc ngượng ngùng nói. Tôi bận, Ly Cự Tuyệt rất dứt khoát. Tôi là đi chữa bệnh cho thầy. Tần Lạc giải thích với cô gái này, quá không nể mặt mà. Cách trần chờ một chút rồi nói, địa chỉ. Tần Lạc vội nói địa chỉ bên này. Khoảng 45 phút nữa. Nói xong, Ly liền cúp điện thoại. Buổi chiều nếu không có việc gì, tôi có thể phải ra ngoài một chút. Tần Lạc nói. Được, tôi tới cạnh ao, nói không chừng có thể gặp được người đẹp Bồ Tát Môn. Vương Dưỡng Tâm nói, nghĩ thầm. Nói không chừng còn có thể thấy người đẹp kia nói. Cho dù không thấy người, nghe giọng một chút cũng tốt. Cậu nên cẩn thận vu bà kia một chút, Tần Lạc nhắc nhở. Vương Dưỡng Tâm nhớ tới lão thái bà kinh khủng kia, nói, quên đi, tôi nên trở về phòng xem TV thì hơn. Khoảng chừng 40 phút sau, Tần Lạc ra khỏi phòng, đi ra cửa Khổ Tể Đường. Chờ khoảng 2 phút, một cỗ Hummer cao lớn oai phong liền kít kít dừng lại. Cô gái này quan niệm tính toán thời gian cùng canh giờ gần như hà khắc. Điều này khiến Tần Lạc cực kỳ bội phục nàng. Nghĩ thầm, nam nhân này nếu hẹn hò với nàng nhất định là chuyện hạnh phúc. Ít nhất, không cần lo nàng trang điểm mà phải đứng trong gió tuyết chờ hơn nửa tiếng. Đương nhiên, yêu đương có nguy hiểm, kết hôn cần cẩn thận. Nếu không cẩn thận trêu chọc nàng, cũng là một chuyện rất kinh khủng. Cửa xe đẩy ra, người mặc áo da màu đen, quần da màu đen, ủng da màu đen nhảy xuống xe.
thuận tay lấy chủy thủ bên hông ra vuốt vuốt, nhìn Tần Lạc hỏi, trận đấu kết thúc rồi à? Chưa, Tần Lạc vừa cười vừa nói, có điều, hôm nay tôi vừa mới học được một số thứ, có thể có sự trợ giúp với bệnh tình của thầy. Tôi muốn bây giờ qua thử xem. Tứ chi thân thể Long Vương vì chứng đông cứng cơ thể từ từ đã tê liệt nhiều ngày, nếu mình thật giống dạng Phong Hà nói, có thể thấy hoặc cảm giác được khí. Vậy, dùng khí của mình đi sâu vào kinh mạch gần như khô kiệt của lão, hoặc là nói, dẫn dắt lượng khí có hạn trong cơ thể lão đi sâu vào chỗ bế tắc khác, có phải bệnh tình Long Vương sẽ tiến đến một giai đoạn mới không? Lần trước ngón tay Long Vương vẫn còn giật nhẹ, chứng tỏ cơ thể lão đang khôi phục, vẫn còn có khả năng chữa trị. Về chuyện tật bệnh của Long Vương, là chuyện trong yếu trong lòng mỗi con long cháu long. Lên xe, Ly nói xong, liền nhảy lên xe. Chương 278, đánh sâu vào. Chiếc xe Hummer khổng lồ xuyên qua đường hẹp trên vùng núi, giống như một con cự thú uy mãnh chạy trốn cực nhanh. Cô gái lạnh lùng lái con xe, phóng về con đường uốn lượn vô tận phía trước không chút sợ hãi. Tần Lạc tùy ý nhìn hàng cây nhỏ cùng màu núi tiêu điều rất nhanh lui về phía sau, nói, hộ lý hai ngày qua có dựa theo phương pháp tôi nói xoa bóp cho thầy không? Có, Ly thản nhiên nói. Một ngón tay của thầy đã khôi phục cảm giác, mặc dù chỉ là tạm thời. Nhưng mà, cũng là tiến bộ rất lớn. Nếu tiếp tục kiên trì, thầy nhất định có thể đứng lên lần nữa. Thầy cũng không lộ vẻ già nua, đến lúc đó, thầy vẫn là một dũng sĩ trăm trận trăm thắng. Tần Lạc giống như không lời tìm lời nói. Hắn nghĩ có chút uể oải, sao con gái bên cạnh mình đều như vậy chứ? Nguyên một đám trầm mặc ít nói, nếu không phải mình chủ động tìm kiếm đề tài, các nàng có lẽ cả ngày cũng sẽ không nói chuyện. Cách như thế, Lâm Hoán Khê như thế, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng như thế. Đương nhiên, cũng có nhiệt tình như lửa, ví dụ như Lệ Khuynh Thành, còn có Vương Cửu Cửu tràn ngập hơi thở thanh xuân. Trong đôi mắt Ly cũng đầy thần thái khác thường, giống như nhớ tới tình cảnh đã từng cùng chiến đấu với cha nuôi, lẩm bẩm nói, người cho tới bây giờ đều chưa từng thua. Không bại bởi kẻ địch, nhưng lại bại bởi cái chứng đông cứng từ từ chết tiệt này. Người nhất định rất khó chịu, mặc dù cha cho tới bây giờ chưa từng nói gì, nhưng mà... chúng tôi đều có thể hiểu được. Yên tâm đi, có tôi ở đây, Tần Lạc nhìn ánh mắt mê ly của Ly, kiên định nói. Nghĩ thầm, dựa theo phim điện ảnh, vào lúc nữ diễn viên tâm thần yếu ớt hoảng hốt, mình nên để đầu nàng tựa vào ngực mình đúng lúc, sau đó nói một vài câu an ủi, làm một số chuyện an ủi. Nhưng mà, lúc đối mặt, sao hắn vẫn không diễn được chứ? Hồi lâu sau, Tần Lạc mới suy nghĩ cẩn thận mấu chốt của vấn đề, hắn sợ Ly đánh hắn. Anh học được gì rồi? Ly quay đầu sang liếc nhìn Tần Lạc hỏi. Cảnh nhập thần, Tần Lạc cười khổ nói. Mặc dù hắn vọng tưởng muốn dùng cảnh nhập thần trị liệu cho Long Vương, nhưng mà, bản thân hắn hiểu cái này cũng không nhiều. Chỉ biết là y thuật phù hợp với khí công, tìm được loại trạng thái đặc biệt này, tìm được loại cảm giác đặc biệt này, tâm vô tạp niệm, tâm tình bình thản. Có lẽ còn cần những điều kiện khác nào đó, như vậy mới có thể tiến vào loại trạng thái nhìn khí này. Cảnh nhập thần, đó là cái gì? Một loại trạng thái, một loại thủ đoạn phụ trợ trị liệu. Tần Lạc có chút đau đầu mà suy nghĩ đáp án. Cuối cùng, hắn rốt cuộc bỏ qua, có chút phiền não nói, dù sao nói cô cũng không hiểu. Đến lúc đó cô cứ xem là được rồi. Ly quả thật cũng không hiểu trung y, tưởng thiên phú của mình quá kém, không có cách gì hiểu loại y thuật cao minh kia của Tần Lạc, nàng lại không có thói quen truy hỏi kỹ càng sự việc, liền nói, chỉ cần có thể chữa tốt cho cha nuôi, cho dù anh dùng biện pháp gì đều được. Tần Lạc nhẹ gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đến trại an dưỡng, xuyên qua tầng an ninh phòng hộ nghiêm ngặt, Tần Lạc và Cách lại đi tới tiểu viện Long Vương ở. Lần này Long Vương không nằm ở phòng trước, mà nằm ở dưới mái nhà cong của hậu viện. Mái nhà cong hoàn toàn do gỗ trải thành, còn có một con đường nhỏ kéo dài thẳng đến giữa hồ. Phía trước mái nhà cong chính là một cái hồ nhỏ thấy đáy trong suốt, cá lội tôm đùa, cảnh sắc tươi đẹp. Phía xa là núi xanh kéo dài trùng trùng điệp điệp, liếc mắt không thấy điểm cuối, giống như thanh sơn thủy mặc vẽ trên giấy. Long Vương nằm ở đó, đầu được gối kê cao lên, đang ngắm non nước rất nhập thần. Các con đã tới, Long Vương lên tiếng nói. Mặc dù gã còn chưa thấy người trước mặt, chỉ nghe tiếng bước chân, gã đã có thể biết người tới là ai. Thầy, con tới thăm người một chút, Tần Lạc cười nói. Không phải đang đấu y với người ta sao? Sao lại chạy tới đây? Long Vương nở nụ cười, hỏi. Long Vương nằm trên ghế trúc, chỉ là một trưởng giả thỉnh thoảng có chút bá đạo.
Nếu anh không vén y phục gã thấy vết thương chằng chịt trên người gã, thật khó biết những sự từng trải và huy hoàng gã từng có. Ở bên kia học được một số thứ, cảm thấy có thể có ích với bệnh tình của thầy. Cho nên mới tới thử xem, Tần Lạc nói. Thử xem, anh xem cha nuôi là chuột bạch à. Ly nghe được lời Tần Lạc nói, tức giận trừng mắt nói. Chủy thủ trong tay dừng lại, làm ra tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể ném. Không có, tôi chỉ là, Tần Lạc muốn giải thích, lại phát hiện, mình thật đúng là xem thầy là chuột bạch. Ly, không nên trách Tần Lạc, Long Vương khuyên nói. Rồi hướng Tần Lạc nói, ta đã từng nói với con từ sớm, mạng ta giao cho con. Tùy con xử lý, ta chỉ muốn nhìn thử xem, ta sáng tạo kỳ tích cả đời, có thể còn kỳ tích xuất hiện một lần nữa trên người ta không? Nhất định sẽ có, trong lòng Tần Lạc chua chát thầm nghĩ. Hắn biết, thật ra trước khi mình xuất hiện, Long Vương đã bỏ trị liệu. Chỉ vì một phen trách móc của mình, có thể gã cảm thấy người trẻ tuổi mình khá thú vị, cho nên mới đáp ứng giao thân thể gã cho mình, tùy mình xử trí. Loại tật bệnh này, đã làm tiêu mòn chí khí anh hùng Long Vương quá nhiều. Ly hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc một cái, sau đó dọc theo cầu gỗ đi ra giữa hồ, ngồi ở trên ván gỗ, hai chân vung nhẹ, ngẩn người trầm tư nhìn bầu trời phương xa. Tần Lạc nhìn bóng lưng nàng có chút cô độc, trong lòng có chút thương tiếc. Nhưng lại cười với Long Vương nói, thầy, chúng ta vào đi thôi. Con giúp người trị liệu. Được, đi vào, Long Vương nói. Vì vậy, ở dưới sự hỗ trợ của mấy tên hộ vệ và y tá, Long Vương cùng ghế trúc dưới lưng gã lại được mang tới chỗ đèn sáng trưng ở phòng trước. Tần Lạc bảo y tá lấy hộp ngân châm tới, khử độc, sau đó bắt đầu dùng phương pháp thái ất thần châm châm cứu cho Long Vương. Hắn biết, thân thể Long Vương thuộc về loại hỏa thuộc tính, dùng loại châm pháp cực âm lạnh thấu tim này mới được. Sau khi Tần Lạc đâm hai chỗ chính trên cánh tay, liền dùng ngón tay gõ gõ cánh tay gã. Nhưng mà, kỳ tích không xuất hiện nữa. Ngón tay Long Vương không bật lên. Tần Lạc cũng không tức giận, hắn tâm vô tạp niệm, ánh mắt nhìn ngân châm trong tay cùng chỗ ngân châm ghim vào rất nhập thần, sau đó mượn ngân châm này làm vật dẫn, chậm rãi truyền khí trong cơ thể mình vào trong cơ thể Long Vương. Trước kia, Tần Lạc đều cứ cách 2-3 phút lại đổi chỗ một lần. Như vậy là vì có thể kích thích bộ phận toàn thân. Mà thể lực của hắn cũng không cho phép hắn tiêu hao quá nhiều thời gian ở cùng một bộ phận. Nếu không thì chẳng thể nào châm cứu toàn thân. Lần này, Tần Lạc không hề đổi thế, mà luôn đặt ở trên tay Long Vương. Trong 3 dặm của tay, khuỷu tay, các đốt ngón tay. Chủ quản răng đau, liệt nửa người. Khí trong cơ thể Tần Lạc như dòng suối, thông qua ngân châm nhẹ nhàng chảy liên tục không ngừng vào trong thân thể Long Vương. Lạnh không? Tần Lạc hỏi. Lạnh, Long Vương trả lời. Hai người đã trải qua rất nhiều lần trị liệu như vậy, cho nên, Long Vương biết rõ Tần Lạc đang hỏi cái gì. Tần Lạc cũng hiểu Long Vương biết đáp án của vấn đề. Tần Lạc gật đầu, bắt đầu dốc sức tìm kiếm trạng thái nhìn khí này. Thông qua da thịt thấy dòng khí du động trong cơ thể con người, đó là thần tiên. Mà nhìn khí, là một loại cảm giác. Là một loại có thể thấy, là trạng thái huyền diệu trên thực tế không có nhìn qua. Thứ này giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, Tần Lạc càng vội vã tìm kiếm, càng không tìm thấy được nó. Đợi tới khi hắn buông tha loại cảm giác này, chỉ một tâm thúc dục khí trong cơ thể chạy trong thân thể Long Vương, loại cảm giác này lại đột nhiên xuất hiện. Tần Lạc giống như thoáng cái mở ra thiên nhãn, thấy được trạng thái khí hoạt động kia. Mặc dù lúc này hắn đang nhắm mắt lại, nhưng mà, hắn vẫn cảm giác mình thấy được. Vẫn giống trước đây, khí kia sau khi tiến vào bộ phận đó, liền giống như bị vật gì ngăn chặn vậy, chỉ có thể hoạt động ở một số vùng xung quanh. Chứng đông cứng cơ thể từ từ khiến kinh mạch trong cơ thể cũng dần dần khô héo. Giống như ruộng đất mất nước, bắt đầu khô nứt, ngưng kết, cuối cùng không còn một ngọn cỏ. Khi tất cả kinh mạch trong cơ thể đều mất đi tác dụng cung cấp máu truyền khí, gã sẽ cảm thấy suy yếu. Đây là cái giá cùng hao hụt không ngừng, phương pháp châm cứu càng tiêu hao thể lực nhiều hơn trước kia. Trên trán xuất hiện mồ hôi lấm tấm, sau đó theo gương mặt chảy xuống. Bởi vì đầu hắn cúi thấp, cho nên, mồ hôi kia liền nhỏ lên cánh tay Long Vương. Nghỉ một chút đi, Long Vương nói. Tần Lạc không trả lời, thời khắc mấu chốt này, hắn không rảnh chú ý đến điều đó. Chỉ là dưới sự chỉ huy ngân châm, dùng khí của mình đưa vào, lần lượt đánh vào kinh mạch bế tắc khô kiệt của Long Vương. Giống như là đại đê thiếu tu sửa lâu năm, bên trong sinh bụi cỏ dại, đá vỡ chồng chất. Chỉ cần có thể dọn những cỏ dại và đá vỡ này đi, kinh mạch liền có thể khôi phục lại. Tách tách,
Lại một giọt mồ hôi chảy xuống, tiếp theo giống như hạt lớn hạt nhỏ rơi xuống khay ngọc, hạt mồ hôi trên trán Tần Lạc liên tục nhỏ xuống. Tần Lạc, nghỉ một chút đi, con mệt mỏi rồi, Long Vương lại khuyên nhủ. Gã cảm giác được sự mệt mỏi của Tần Lạc, gã cũng nghe được Tần Lạc có chút thở hổn hển. Nhưng mà, Tần Lạc vẫn không ngừng tay, con mắt nhìn chằm chằm vị trí ngân châm, dùng sức mà đưa khí trong cơ thể mình vào trong thân thể của Long Vương. Khí có vẻ rất nhỏ này càng tụ càng lớn, giống như con sông nhỏ hội tụ thành một hồ nước, như hồ nước hội tụ thành biển lớn mênh mông. Ầm, ầm, ầm. Hết lần này tới lần khác, hung hăng mà va vào trở ngại chặn chúng lại. Khí trong cơ thể càng ngày càng ít, hai chân Tần Lạc đứng trên đất run lên, tay nắm ngân châm cũng giống như bị rút khí lực đi, có loại cảm giác bồng bềnh. Liên tục đánh sâu vào mấy chục lần, vẫn không công mà lui. Điều này ngược lại càng kích thích ngạo khí trong xương của Tần Lạc. Hắn không cam lòng bỏ qua như vậy, hẳn phải thử một lần, hai lần, thật nhiều lần. Phanh! Đột nhiên, phảng phất như có thứ gì bị đập nát bấy, khí thể xuyên qua đống tích tụ kia. Con mắt Tần Lạc tối sầm, lập tức ngã quỵ xuống. Một đôi tay trắng mịn tinh tế xuất hiện, ôm hắn vào trong lòng. Bàn tay thoang thoảng mùi thơm dịu dàng, cẩn thận lau mồ hôi như nước tạt trên trán hắn. Hóa ra là một cô gái thích chơi dao, cũng có ngực mềm mại thế. Đây là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu trước khi Tần Lạc ngất xỉu. Chương 279, kỳ tích. Lúc Tần Lạc mở mắt, trong phòng tối om. Tất cả vật thể đều chỉ có thể thấy một hình dáng mà không thể thấy rõ hình ảnh chân thực của nó. Bàn kia, ngăn tủ, tivi cùng chủy thủ chằng chịt trên tường kia. Hắn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Hắn biết chúng là vật gì, nhưng mà, lại không thể thưởng thức vẻ đẹp của chúng. Bật đèn đi, Tần Lạc nói. Một bóng đen từ bên người Tần Lạc đứng lên, sau đó soạt một tiếng, đi tới bên cửa sổ giật bức màn ra. Ánh nắng tràn vào, làm sáng cả căn phòng. Tần Lạc rốt cuộc có thể thấy cái bàn màu vàng nhạt, ngăn tủ, tivi plasma màu bạc cùng các loại đao màu cổ, màu đen, màu bạc hoặc dài hoặc ngắn. Không cần đoán, hắn cũng biết đây là phòng của ai. Nhưng mà, thẩm mỹ của cô gái này cũng quá kém thì phải. Chẳng lẽ nàng không biết, ở trong phòng lấy màu vàng nhạt đáng yêu làm chủ, không nên đặt nhiều dao nhỏ lạnh lẽo như vậy sao? Đương nhiên, Tần Lạc cũng chưa ngu ngốc đến độ đưa mặt đi đặt vấn đề. Có nắng à, thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm. Tần Lạc cười nói, đưa tay chống xuống giường, muốn đứng dậy, nhưng hai tay mềm nhũn, lại nằm xuống. Hắn cảm giác được, thể lực trong cơ thể giống như bị rút sạch. Ngay cả thân thể của mình mà cũng không chống dậy được. Sao lại thế nhỉ? Tần Lạc cười khổ hỏi. Anh thoát lực, Ly nói, giọng nói nhu hòa rất nhiều, chỉ là tạm thời Tần Lạc vẫn chưa phát hiện. Tôi đương nhiên biết tôi thoát lực, nhưng mà, tôi muốn đi toilet thì làm sao? Tần Lạc buồn rầu hỏi. Ly hơi chút chần chờ, rồi kéo mền ra, bế Tần Lạc từ trong ổ chăn lên. Giống như người mẹ ôm đứa con đi tiểu vậy, hoặc là nói. Giống như nam nhân ôm nữ nhân đi trên thảm đỏ lúc cưới nhau. Ly một tay ôm cổ Tần Lạc, một tay nâng hai chân của hắn, cứ như vậy ôm Tần Lạc đi tới cửa phòng. Ly một cước đá văng cửa toilet, sau đó ôm Tần Lạc đứng ở cạnh bồn cầu, hỏi, anh có thể tự mình cởi quần không vậy? Chắc là có thể, Tần Lạc nói, nhưng mà, cô sẽ không định đứng vậy để nhìn tôi đi tiểu đấy chứ. Ly ngẩn người, nói, nam nhân không phải đều đứng tiểu sao? Tần Lạc có một loại xúc động muốn đập đầu vào tường, nói, nhưng mà, bây giờ là cô đứng, không phải tôi đứng. Cô đừng ở đây nhìn, tôi sao có thể đi tiểu được. Ly nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, yên tâm, tôi sẽ không nhìn lén anh. Vẫn có chút quái đó, Tần Lạc cười khổ không thôi, để một cô gái ôm đi tiểu, đây là chuyện gì chứ? Thật nhiều năm trước, Tần Lạc đã không làm loại chuyện dọa người này rồi. Ly liền nổi giận. Nói, anh rốt cuộc muốn đi tiểu không? Nếu không đi tiểu, tôi liền ném anh ra ngoài. Anh đi tiểu trên giường cũng được. Tần Lạc biết Ly thật có thể làm ra loại chuyện không có tim không có phổi này, vội nói, như vậy đi. Cô đặt tôi trên bồn cầu. Sau đó cô đóng cửa đi ra ngoài trước. Đợi tới khi tôi tiểu xong, tôi lại gọi cô vào. Phiền phức, Ly ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng vẫn dùng chân hất bệ cầu xuống, sau đó thả Tần Lạc lên trên. Lúc Tần Lạc còn đang tốn sức nghĩ làm sao cởi quần ra, nàng đã cúi người xuống, soạt một tiếng lột quần Tần Lạc xuống, sau đó là quần lót tứ giác. Rất nhanh, Tần Lạc liền bị cởi sạch chỗ đó. Dầm! Cô gái kia kéo cửa đi ra,
giống như nàng chỉ làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà, Tần Lạc lại mắt trợn tròn, ngồi ở đó vẻ mặt kinh ngạc. Cô gái này, sao lại thế? Chẳng lẽ nàng không biết, quần nam nhân là không thể cưỡi tùy tiện sao? Con gái à, nếu không thể chịu trách nhiệm vì một người đàn ông, tay xin dừng cởi dây lưng của hắn. Đây là một câu nói rất hot trên Internet, hầu như trong từng server QQ đều đăng lại một thiên văn chương này. Chẳng lẽ cô gái này cũng không đọc sao? Cuối cùng, Tần Lạc rút ra được một kết luận, cô gái này là một tay mơ, xem chừng nàng cũng không biết cái gì gọi là QQ. Nghĩ đến điều này, trong lòng Tần Lạc mới coi là cân bằng một chút. Vì vậy, Tần Lạc giải quyết vấn đề sinh lý của mình rất thông thuận. Nhưng mà, lại có một vấn đề xuất hiện. Hai chân của hắn, căn bản là không cách gì đứng lên. Hai chân của hắn bủn rủn, căn bản là không cách gì dùng sức. Nói như vậy, người hắn sẽ không đứng dậy nổi, quần hắn sẽ không mặc được. Đương nhiên, Tần Lạc cũng từng nghĩ, gọi Ly vào mặc quần giúp hắn. Nhưng mà, hắn vẫn không thể làm loại người này được. Hắn chỉ có thể tựa lưng vào thùng, dựa vào bồn cầu cố gắng đỡ sức nặng của cơ thể, cố gắng nâng người lên. Hắn cắn răng, đang dùng sức nâng khiến đầu đầy mồ hôi, chỉ nghe rầm một tiếng, nữ chiến sĩ xinh đẹp của chúng ta lại lần nữa mở cửa ra. Sao lâu thế? Khi nàng thấy động tác Tần Lạc, sắc mặt cũng không khỏi cứng đờ. Ánh mắt vội rời khỏi bảo bối đang nhô lên cao kia, vẻ mặt lạnh lùng đi tới, nhấc Tần Lạc từ trên bồn cầu lên, sau đó giúp hắn kéo quần lót tứ giác, quần dài lên. Tiếp theo, lại ôm, nâng người hắn lên khỏi mặt đất. Tần Lạc liên tục gặp hai lần nhục nhã lộ vẻ bi thương, vùi trong ngực Ly lặng lẽ lau nước mắt. Nàng sao lại thế chứ? Nàng sao có thể như thế chứ? Ly lại lần nữa bỏ Tần Lạc vào mền, giúp hắn kéo mền lên, hỏi, anh muốn ăn gì? Tần Lạc lắc đầu. Đã bị người ta nhìn thấy hết, còn có thể nuốt trôi cái gì chứ? Trong phim ảnh trên TV, những cô gái kia bị nam nhân nhìn thấy hết sạch, một số người không phải là núp trong chăn khóc đến 3 ngày sao? Cháo và dịch dinh dưỡng, anh nhất định phải chọn một loại. Nếu không, thân thể của anh chẳng đầy một tuần thì không phục hồi như cũ được. Chẳng lẽ anh định nằm ở đây một tuần sao? Cách nói. Lúc này Tần Lạc mới nhớ tới một chuyện trọng yếu, sốt ruột hỏi, thầy thế nào rồi? Tốt lắm, Ly nói, trên mặt còn mang theo nụ cười hơi trẻ con rất khó thấy. Tốt lắm à, Tần Lạc sắc mặt vui mừng, không chắc chắn hỏi. Cách vươn một đầu ngón tay ra, nói, đầu ngón tay này, có thể cử động. Chỉ một ngón. Một ngón. Tần Lạc thở dài, hy vọng quá lớn, thất vọng cũng càng nhiều. Có điều, có thể chữa khỏi một đầu ngón tay này, chứng minh những thứ khác cũng có hy vọng. Xem ra, loại phương pháp trị liệu này vẫn rất hữu hiệu. Không sao, anh thử thêm vài lần, là cha nuôi có thể đứng lên. Thử thêm vài lần. Tần Lạc nằm trên giường suy nghĩ một chút, thân thể của thầy hình như cũng không thiếu hụt linh kiện gì. Nói cách khác, gã có 10 ngón tay, có 10 ngón chân, còn có một. Cái gì, hơn nữa còn có một số bộ vị khác. Tần Lạc khóc. Nếu tiếp tục tính thế thì còn phải té xỉu bao nhiêu lần mới đủ chứ? Lần sau trị liệu, có lẽ phải vài ngày sau. Cô trước tiên đưa tôi về khổ tế đường đi, ngày mai tôi còn phải tham gia cuộc so tài đấu y. Tần Lạc nói, làm việc không thể bỏ vợ giữa chừng, nếu như đã tham gia, phải đi đến nơi đến chốn. Vương Dưỡng Tâm gọi điện tới, tôi đã giải thích giúp anh. Ly nói, cuộc so tài hôm nay, anh đã bỏ cuộc. Cuộc so tài hôm nay, bỏ cuộc. Hôm nay, Tần Lạc lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Tôi tưởng anh đã biết rồi. Khóe miệng cách có một nụ cười không dễ dàng phát hiện. Anh đã ngủ cả đêm. Đây là hôm sau rồi. Buổi sáng ngày thứ 3 sau khi Tần Lạc té xỉu thấy Long Vương, mặc dù hắn 2 ngày qua liều mạng uống dịch dinh dưỡng cao cấp do Long Tức cung cấp để bổ sung thể lực, nhưng mà chân nguyên trong cơ thể tiêu hao vô cùng lợi hại, hắn trên đường đi tới vẫn siêu siêu vẹo vẹo. 2 ngày không thấy. Long Vương phảng phất như thay da đổi thịt, cảm xúc vốn chán cường và uể oải hoàn toàn biến mất, gã mặt mày hồng hào, tiếng nói càng vang, mang trên mặt nụ cười vui sướng. Thấy Tần Lạc đi vào, gã cười lớn nói, tiểu tử, con đã làm được, để cho ta thấy lực lượng kỳ tích trên người mình. Con đã nói rồi, người nhất định có thể đứng lên. Tần Lạc cười gật đầu. Cảm ơn, Long Vương vẻ mặt chăm chú nhìn Tần Lạc, nói. Thầy, người cũng đừng trịnh trọng nói cảm ơn như vậy. Đây là việc con phải làm mà, Tần Lạc cười khổ nói. Ta không phải thay mình nói lời cảm ơn, ta
ta là thay quốc gia nói lời cảm ơn. Long Vương vẻ mặt cuồng vọng nói, nếu ta thật lại có thể đứng lên, ta tất nhiên sẽ giết hết những bọn trộm cướp xâm lược biên cương lãnh thổ của chúng ta. Lúc đó, ta nhất định phải chết trên chiến trường. Tần Lạc gật đầu, trong cơ thể cũng có thứ gì đó thiêu đốt. Thầy, con xem ngón tay của người một chút. Tần Lạc nói, hắn nôn nóng muốn kiểm tra thành quả lao động của mình. Long Vương cười đáp ứng, sau đó ngón trỏ tay trái đã lâu không thể nhúc nhích. Nhẹ nhàng bún ra, còn cử động mấy cái. Không cần kích thích cũng có thể động đậy sao? Tần Lạc vui mừng hỏi. Ừ, có thể tự do hoạt động. Nếu những ngón tay kia cũng có thể như vậy, vậy có thể ra trận giết địch. Long Vương cười nói, thấy hy vọng bệnh có thể chữa khỏi, tiếng cười Long Vương cũng phá lệ nhiều hơn. Mà ngay cả Trương bên cạnh luôn nghiêm túc, hộ y không nói cười tùy tiện cùng hộ vệ trên mặt đều tràn đầy ý cười. Thầy, yên tâm đi, ngày này sẽ tới rất nhanh, Tần Lạc vẻ mặt tự tin nói. Vì quốc gia này, mình dù có té xỉu mấy lần cũng đáng. Cáo từ Long Vương, lúc Tần Lạc cùng Ly đi ra cửa, lão già mặc áo quân đội, tóc rối như cỏ dại giống như bị hai người đánh thức. Lão há miệng ngáp một cái, gọi Tần Lạc, tiểu tử, tiện cậu một lễ vật nhỏ. Sau đó, tay của lão liền đút vào trong áo khoác lục lọi. Khi Tần Lạc lo lắng lão có thể lấy ra một viên bùn đen không thì một vật thể màu đen đột nhiên bay tới hắn. Thân thể hắn thoát lực, căn bản là không cách gì tiếp lấy cái lễ vật bay nhanh này. Cũng may cách kịp thời ra tay, chụp lấy vật màu đen đó. Ly nhìn thoáng qua vật thể trong tay, sắc mặt cả kinh rõ ràng. Sau đó nhìn lão đầu tử lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng mà lão đầu tử sau khi nói câu tặng lễ vật, lại ngủ tiếp. Cất kỹ, Ly nhét lễ vật vào trong tay Tần Lạc, nhỏ giọng nói. Tần Lạc nhận lấy nhìn, thấy là một tấm bài màu đen. Phát ra ánh sáng đen xì, phía trên còn khắc một con cự long dương nanh múa vuốt. Tần Lạc lật mặt sau tấm bài, kết quả có chút thất vọng, phía sau ngay cả chữ cũng không có. Mãi cho đến khi ngồi trên xe Hammer của Ly, Tần Lạc vẫn nắm khối bài tử trong tay. Cô nói xem, có phải mượn tấm bài này để đuổi tôi không? Tần Lạc nói. Có ý gì? Ly hỏi. Bài tử của cô đều là màu vàng kim, mà màu của tôi lại đen thui. Phía sau của các người đều có chữ, nhưng của tôi ngay cả chữ cũng không có. Tôi rốt cuộc thuộc bộ phận nào? Tấm bài này có ích lợi gì? Có phải cũng để người ta xem khi qua cửa không? Tần Lạc buồn bực hỏi. Thấy Ly không nói lời nào. Tần Lạc cho là mình đoán đúng, nói, dù sao cô đã đáp ứng cho tôi tấm bài của Long Tức. Khối bài tử này là người khác tặng, cũng chẳng cần tính toán. Ly rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cả giận nói, khối bài tử này là minh bài của người sáng tạo Long Tức, cả Trung Quốc chỉ có 3 cái, chức quyền giống Long Vương. Nếu anh không muốn, tôi đổi một với anh. Tần Lạc sửng sốt, nói, lợi hại vậy sao? Lão già kia, không phải người gác cổng à? Là người phòng thủ biên giới. Ly vẻ mặt tôn kính. Tấm bài này của tôi, quyền còn lớn hơn cô sao? Lớn giống quyền của Long Vương. Vậy tôi, có thể tùy tiện đánh người. Có thể, nhưng không cho phép, Ly nói. Tần Lạc nghĩ một chút, cẩn thận hỏi, tôi muốn. Tát cô một cái được không? Tôi liền giết anh. Con gái à, tên của họ chính là lừa đảo. Chương 280, Quỷ môn thập tam châm. Tần Lạc nằm 2 ngày. Vắng 2 trận tranh tài. Khi Ly đưa hắn tới khổ tể đường, người hầu bàn ở khổ tể đường nói cho hắn biết, tất cả mọi người đã tới Nhiễm An đường. Lúc này hắn mới nghĩ tới, mình có thể sẽ bỏ qua trận tranh tài thứ 3. Tần Lạc chạy tới cạnh xe Hammer, hô hô minh bài màu đen trước mắt khách, nói, đưa tôi tới Nhiễm An đường. Ly quét mắt nhìn hắn một cái, định khởi động xe đi, nói, không rảnh. Tần Lạc nôn nóng, vội thu hồi minh bài. Trên mặt đầy vẻ cười khiêm nhường, nói, Ly, cô giúp tôi một lần đi. Cô nhìn tôi đã suy yếu như vậy, cô liền nhẫn tâm thấy đi đường xa như vậy để bắt xe à? Ly nhìn Tần Lạc vẻ mặt hơi tái nhợt mà ánh mắt chờ mong, rốt cuộc cũng bị mềm lòng, hất đầu, nói với Tần Lạc, lên xe. Cảm ơn, Tần Lạc vội kéo cửa xe bước vào. Ngồi cho vững, Ly nói một tiếng, xe liền chạy như bay. Cô không phải nói tôi là cấp trên của cô sao? Sao cô cho tới giờ vẫn không phục tùng mệnh lệnh? Tần Lạc ngồi ở vị trí phụ lái, vuốt vuốt minh bài trong tay, nói. Tấm bài này là cấp trên của tôi, có quan hệ gì với anh chứ? Nhưng tấm bài này giờ là của tôi, Tần Lạc tức giận nói. Người khác tặng, vậy cũng là của tôi. Là của anh, vậy thì sao? Ly nói.
Vậy cô vừa rồi sao không nghe lệnh của tôi? Tấm bài là thuộc Long Tức, anh không phải. Tần Lạc biết dây dưa ở vấn đề này với nàng sẽ không có kết quả gì, chuyện cô gái này đã quyết định rất khó thay đổi. Nếu anh muốn cưỡng chế thay đổi, nàng rất có thể đánh anh. Hắn suy nghĩ một hồi, nghi ngờ hỏi, người gác cửa kia là một trong những người sáng tạo ra Long Tức sao? Lão sao lại tặng minh bài cho tôi? Nhắc tới người kia, trên mặt Ly liền mang theo vẻ sùng kính. Không sai, lão chính là một trong những người sáng lập Long Tức. Điểm này anh không cần phải hoài nghi. Về phần lão vì sao tặng minh bài cho anh, có thể là vì anh cho cha nuôi hy vọng. Nhân vật như lão, cầm tấm bài kia đã không còn ý nghĩa gì. Lão cũng sẽ chẳng giống anh, định dùng tấm bài kia để đánh người. Tôi đây không phải là do bị người khi dễ nhiều sao? Tần Lạc cười ngượng. Xe dừng lại trước cửa Nghiễm An đường, Ly ngay cả câu tạm biệt cũng không nói, lái xe chạy nhanh như chớp đã chẳng thấy. Cũng chẳng cần cô chịu trách nhiệm, chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Tần Lạc nhìn xe nói. Nhớ tới mình cũng từng thấy thân thể Vương Cửu Cửu, Tần Lạc lại bắt đầu đau đầu. Cô nhóc kia, cũng không có lòng rộng lượng bao la như mình. Tần Lạc đi vào Nghiễm An đường, người bồi bàn ở đây vẫn nhận ra hắn. Một nhân viên làm việc dẫn hắn vào trong phòng, nơi hôm nay tiến hành cuộc so tài đấu y. Thấy hắn đi vào, người biết hắn đều lần lượt mỉm cười gật đầu thăm hỏi hắn, không nhận ra hắn, ánh mắt cũng chỉ đối mắt với hắn, rồi rời đi ngay. Tần Lạc đi thẳng tới cạnh Vương Dưỡng Tâm, nói, vòng tranh tài này thi cái gì? Châm cứu à? Tần Lạc thấy, ba đại biểu chia ra có hai nam một nữ đứng trong sân, đang lau chùi khử độc ngân châm trước mặt mình. Không cần hoài nghi. Đây dĩ nhiên là đại biểu của chính khí môn, Bồ Tát môn và quỷ y phái. Tần Lạc chưa có tới điểm danh tham gia, tất nhiên bị bọn họ coi là bỏ cuộc. Vương Dưỡng Tâm gật đầu đồng ý, nói, sao đi lâu thế? Anh đã bỏ hai trận rồi. Xuất hiện một số sự cố ngoài ý muốn. Tần Lạc cười khổ, khi hắn hao hết toàn bộ nguyên khí đả thông kinh mạch cho Long Vương, hắn cũng không ngờ sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế. Hắn đã nghĩ có thể sẽ thoát lực. Nhưng không ngờ lại nằm trên giường tận 2-3 ngày không cách nào đi lại. Vốn còn muốn xem anh thắng liên tiếp một đường hát vang thẳng tiến, để người hai môn một phái sốt ruột. Không ngờ anh nửa đường rời đi, liên tục hai vòng không dự thi. Ông hai ngày qua luôn hỏi tình huống của anh, lo anh xảy ra chuyện gì. Tôi đã gọi điện cho anh, một cô gái tiếp. Tôi nghĩ, với duyên nữ nhân của anh, chỉ cần là lúc anh ở cùng với con gái, liền chứng minh là anh an toàn. Vương Dưỡng Tâm ánh mắt nhìn Tần Lạc quỷ dị, cười trêu. Giọng của gã rất nhỏ, lo bị người hai môn một phái nghe được sẽ đi lên đánh hội đồng. Đương nhiên, cái gọi là đánh hội đồng tất nhiên là một đám người đi lên đánh một người. Có lẽ đứa nhỏ Tần Lạc cũng xui xẻo theo. Dù sao, người quỷ y phái thật sự khó chịu rất sâu với hắn. Cũng khó trách gã lại có ý nghĩ không lành mạnh này, bởi vì chuyện quả thật có chỗ khả nghi. Với dạng tính cách của Ly, tất nhiên sẽ không giải thích nguyên nhân cụ thể. Lúc gã gọi điện là buổi tối, một cô gái tiếp điện thoại, lại nói anh chàng đó đang ngủ không tiện nghe điện thoại. Chỉ cần là một người bình thường, đều sẽ nghĩ đến một chút chuyện kia. Dù sao, nam nhân sau khi làm chuyện đó, đều sẽ thoát lực. Hai vòng trước là thi gì? Tần Lạc hỏi. Đơn thuốc và xoa bóp. Vương Dưỡng Tâm trả lời. Trong lòng Tần Lạc có chút tiếc nuối. Hai thứ này đều là cái hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc vì nguyên nhân thân thể, không thể tự mình tham gia hai vòng này. Nói vậy, bọn họ nhất định sẽ có thuật kinh người nhỉ. Hai vòng này phân biệt ai thắng? Tần Lạc hỏi. Thắng đơn thuốc là chính khí môn, thắng xoa bóp là Bồ Tát môn. Vương Dưỡng Tâm cười nói. Tần Lạc nhẹ gật đầu, kết quả như thế cũng không so với dự liệu của hắn là bao. Có câu ngạn ngữ là, đao quỷ vương, tay Bồ Tát. Chính khí môn trước vẻ sau vang. Giải phẫu của quỷ y phái là nhất tuyệt, công phu tay của Bồ Tát môn cũng rất phi thường. Mà hai cái trước chính khí môn đều vẻ vang, nói rõ rằng chính khí môn là loại toàn năng. Nói vậy, áp lực của quỷ y phái ở vòng này cũng rất lớn. Tần Lạc cười nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Âu Dương Mệnh, đối phương đang vẻ mặt vui cười mà nhìn chăm chú vào ba tuyển thủ trong sân, bộ dạng hình như không chút lo lắng. Cảm giác được có người nhìn gã. Tầm mắt của gã cũng rất nhạy cảm mà nhìn sang. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, gã rất phong độ gật đầu với Tần Lạc, rồi mới rời đi. Đợi tới khi ba tuyển thủ đều đã khử độc ngân châm trong hộp châm, cũng làm ra dấu đã chuẩn bị xong, Âu Dương Mệnh lại đi vào trong sân, cao giọng nói, bây giờ, xin mời ba người bệnh ra sân.
Âu Dương Mẫn gật đầu, liền có người đi ra ngoài an bài. Rất nhanh, liền có tiểu nhị của Nghiễm An Đường đẩy ba cái xe lăn tiến vào. Từng cái xe lăn đều có một người bệnh bị liệt sắc mặt khẩn trương, bọn họ đại khái đều khoảng 40-50 tuổi, gò má gầy yếu, sắc mặt hoặc tái nhợt hoặc vàng vọt, từng người đều là bộ dạng bệnh nặng, liệt đã lâu. Trên người bọn họ đều mặc áo choàng rộng thùng thình, bên hông buộc một cái dây lưng, phi thường dễ cởi, tiện cho tí nữa dùng châm. Thấy người trong phòng đều chú ý lên ba người bệnh, Âu Dương Mệnh giải thích nói, đây là ba người bệnh tuổi xấp xỉ, bệnh tương tự chúng tôi từ trong kho đặc biệt mấy chục vạn người bệnh tuyển ra. Bây giờ, xin ba vị ban giám khảo tiến lên giám định. Ba lão già Phong Hà, Vũ Đình và Trúc Y lại tiến lên trước, chia ra kiểm tra tình huống thân thể người bệnh. Tiếp theo, do Phong Hà đại biểu lên tiếng, nói, trải qua sự giám định của ban giám khảo, ba người bệnh bệnh tình tương tự, thời gian mắc bệnh cũng gần nhau. Âu Dương Mệnh mỉm cười nói cảm ơn, nhìn thoáng qua Tần Lạc, nói, để tỏ lòng trong sạch của quỷ y phái, có thể do chính khí môn và Bồ Tát môn chọn người bệnh chữa trị trước. Vị cuối cùng, tất nhiên là do tuyển thủ quỷ y phái chịu trách nhiệm chữa trị. Tuyển thủ chính khí môn là một lão già tóc bạc mặt hồng hào, mang trên mặt nụ cười hòa ái, thoạt nhìn rất hiền lành dễ gần. Sau khi nghe Âu Dương Mệnh nói, lão liền ra dấu mời Mộc Hương của Bồ Tát môn, ý bảo do nàng lựa đầu. Mộc Hương cũng không khách khí, chỉ một người bệnh có nốt ruồi ở cằm. Lão già chính khí môn cũng tùy ý chọn một người bệnh. Sau đó, đẩy người bệnh cuối cùng tới trước mặt tuyển thủ 40-50 tuổi, để chòm râu, mặt âm trầm của quỷ y phái kia. Bắt đầu, Âu Dương Mệnh tuyên bố hiệu lệnh. Vì vậy, ba tuyển thủ chia ra chọn châm dài mình hay dùng ở trong hộp châm. Lão già của chính khí môn lấy là một cây châm dài 1 tấc 6 phân. Mộc Hương của Bồ Tát môn thì là châm dài 3 tấc 6 phân, mà đại biểu quỷ y phái lại lấy ra một cây châm dài 4 tấc, rộng 2 tấc rưỡi. Dưới sự trợ giúp của tiểu nhị Nghiễm An Đường, ba người bệnh lần lượt bị cởi hết áo. Lão già chính khí môn chọn châm vị trí bạch hoàn du bên hông, đây cũng là lớn của cơ thể con người, chủ di tinh, bạch đái, đi tiểu bất lợi, eo hông đau nhức, chi dưới tê liệt. Đi di, theo như tra được thì bạch hoàn du là một tên huyệt. Bạch bằng trắng. Hoàn bằng vòng tròn bằng ngọc, dù bằng nơi ra vào của khí, nghĩa là huyệt. Theo người xưa, xương cùng cụt gọi là bạch hoàn cốt, là nơi mà các đạo gia, người tu quý như ngọc. Huyệt ở gần chỗ đó, vì vậy gọi là bạch hoàn du. Còn mấy cái kia vì có mấy dấu nên dịch giả cũng không rõ là gì. Hắn xuất châm cực chậm, không biết là dùng thủ pháp đặc biệt gì, vừa mới đâm vào bộ phận đó của người bệnh, trán của người bệnh liền túa mồ hôi nóng. Mộc Hương của Bồ Tát môn thì chọn huyệt hợp cốc ở hổ khẩu bàn tay, đây là vị trí hay trúng gió, cảm mạo, nhức đầu, răng đau, kinh nguyệt đóng. Bởi vì người bệnh là dạng trúng gió mà liệt, cho nên, nàng định trị từ căn nguyên lên. Đi di, hổ khẩu là khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ. Hay gọi là gan bàn tay. Nàng xuất châm vừa nhanh vừa mạnh, ba ngón của tay phải vê châm, hai ngón tay kia hơi nhếch lên. Ngoài ra, tay trái của nàng cũng không nhàn rỗi. Trong tay đã xuất hiện một cây ngân châm, nhìn có vẻ tùy thời đâm xuống. Tay phải của nàng không ngừng xoay tròn rất nhanh, nhưng người bệnh trên xe lăn lại sắc mặt bình tĩnh, giống như căn bản không hề cảm thấy châm đâm trên cổ tay. Tần Lạc hai mắt tỏa sáng, biết Mộc Hương này ở mặt châm cứu quả thật có thành tựu cực lớn. Mà lão già chính khí môn kia phương thức chọn ngân châm và ghim kim đều rất công chính bình thản, cho nên, Tần Lạc trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa nhìn ra được bí quyết gì. Khi tầm mắt của hắn chuyển tới môn nhân quỷ y phái, thoáng cái liền mở to hai mắt. Quỷ môn thập tam châm, Tần Lạc không khỏi lên tiếng kinh hô. Nghe tiếng hô của hắn, không ít người chuyển tầm mắt tới hắn. Tần Lạc cười ngược, sau đó nhìn chằm chằm ngân châm trong tay đại biểu của quỷ y phái kia. Thật không ngờ, có thể may mắn ở lần so tài đấu y này nhìn thấy châm pháp tuyệt thế đã lâu kia. Quỷ môn thập tam châm là gì? Vương Dưỡng Tâm đứng ở phía sau Tần Lạc, vẻ mặt tò mò hỏi. Chương 281, hết sức rồi. Loại châm pháp này hẳn cậu nghe qua rồi, rất nổi tiếng trong dân gian. Tần Lạc cười nói. Chưa, em chỉ học ngũ long châm pháp gia truyền, châm pháp khác cũng chỉ là đọc lướt qua, nhưng hoàn toàn chưa nghe qua quỷ môn thập tam môn này. Ông nội cũng chưa giảng cho em cái này. Vương Dưỡng Tâm nói. Đây là một loại pháp thuật dân gian truyền lại, nó chuyên dùng để trị tà bệnh, bộ sách châm cứu cổ đại hầu như đều dùng bộ châm pháp này, đàn ông châm bên trái trước. Đàn bà châm bên phải trước, ngày lẻ là dương, ngày chẵn là âm, ngày chẵn giờ chẵn chuyển kim phải, ngày lẻ giờ lẻ chuyển kim trái,
khi châm hết 13 huyệt, thầy thuốc lúc đó hỏi bệnh nhân, ma nào quỷ nào làm hại. Bệnh nhân tự nói nguyên nhân, dùng bút ghi chép lại, lời nói rất điên loạn, thấy thích hợp thì rút kim ra. Đây không phải vu thuật cổ đại sao? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Nhưng thực sự có bộ châm pháp này, có điều bị một số lang băm trong dân gian khoác lác là vô cùng kỳ diệu. Giả thần giả quỷ đi lừa tiền, khiến người ta cảm thấy thương xót. Tần Lạc thở dài nói. Vậy cái hắn sử dụng là quỷ môn thập tam châm thực sự à? Vương Dưỡng Tâm chỉ tên đệ tử phái quỷ y kia, hỏi nhỏ. Chỉ thấy người phái quỷ y kia tay phải cầm kim, liên tục châm kim vào lưng người bệnh. Trong nháy mắt hắn ta đã châm vào lưng người bệnh 6-7 cái kim. Hơn nữa, điểm khác biệt là hai thí sinh khác đều một tay cầm kim, châm một huyệt lại rút ra châm kim thứ hai. Hắn lại hai tay đồng thời cầm hai kim, nhận huyệt rất chính xác, động tác rất nhanh, so với Tần Lạc cũng không thua kém gì. Trăm tà độc điên cuồng gây nên bệnh, kim có 13 huyệt nhận thức, phàm châm chi thì tiên quỷ cung, lần châm quý tín vô bất ứng, đây là bí quyết tuyệt diệu trong tôn chân nhân 13 quỷ huyệt ca, đồng thời gọi 13 huyệt lớn trên người là 13 quỷ huyệt. Vương Dưỡng Tâm mỉm cười nói, dân gian toàn xuất hiện người khác thường. Cách kiếm tiền kiểu gì cũng có thể nghĩ ra, chỉ có mình không nghĩ đến chứ không có cái gì họ không làm được. Một châm nhân trung, hai thiếu thương, ba châm ẩn bạch tứ, bốn châm lăng lương, năm châm thân mạch, sáu châm phong phủ, bảy châm giáp xa, tám thừa tương, chín châm lao cung, 10 thượng tinh, 11 khúc chỉ hỏa châm mạnh, 12 đáy chậu không cần vội vàng, 13 lưỡi đặt tại trung tâm. Đây là vị trí 13 quỷ huyệt phải châm. Trên thực tế, quỷ môn 13 kim chính xác là phải châm vào những vị trí này, nhưng lại cũng không phải nhân trung là quỷ cung, thiếu thương làm quỷ tín mà họ đã nói, mà là khi người ta châm 13 huyệt vị này, thực sự thu được hiệu quả kỳ lạ. Tần Lạc vui mừng nhìn đệ tử phái quỷ y trong sân, cười nói, có thể hiểu biết được quỷ môn thập tam châm chân chính, chuyến đi này đã không uổng. Quỷ môn thập tam châm có giống với thái ất thần châm của anh không? Vương Dưỡng Tâm cười hỏi. Tần Lạc sững người, sau đó lắc lắc đầu, không đáp. Y thuật có ưu khuyết, nhưng quan trọng hơn là đối tượng sử dụng chúng, một bát thuốc hòa hợp, ở trong tay thần y có thể cứu mạng, ở trong tay lang băm có thể giết người. Chẳng qua là hiểu rõ phân lượng thuốc, thời cơ, tình trạng người bệnh một cách tỉ mỉ. Hai cuộc thi trước, chính khí môn và bồ tát môn đều đã giành giải nhất. Cuộc thi lần này quỷ y phái là tình thế bắt buộc. Vì thế, khi ba người tham gia ngừng châm kim, ba vị giám khảo lại tiến lên trước kiểm tra tình trạng người bệnh, một lần nữa lại do Phong Hà đứng lên nhận xét. Châm pháp nhất chỉ của chính khí môn thông thường nhưng bên trong lại ẩn chứa càn khôn. Thân sắc người bệnh khá lên rõ rệt, kim khí thông nửa thân dưới nhưng lại không qua được huyền quan. La Hán châm của Bồ Tát môn nhanh, chuẩn, chắc, hiệu quả rất tốt, người bệnh lần đầu tiên đã có phản ứng, chân tê liệt đã cảm giác được sự lưu thông. Quỷ môn thập tam châm của quỷ y phái là tuyệt kỹ nhân gian, quỷ y cũng nhờ kỹ thuật này nhiều năm liên tiếp giành giải nhất cuộc thi này. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe thấy quỷ y giành giải nhất cuộc thi, mọi người cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Rõ ràng là đã có chuẩn bị tâm lý. Âu Dương Mệnh khẽ cười, bước đến giữa sân nói, cùng nâng cao học hỏi là chính, thi đấu là phụ. Đây là mục tiêu của cuộc thi mà tổ tiên hai môn một phái chúng ta đã xác định. Cả đời tôi luôn khắc sâu, điều càng khiến người ta vui mừng là ngoài hai môn một phái ra còn có sự gia nhập của nhân tài trẻ tuổi Tần Lạc. Mặc dù vắng mặt ba trận nhưng chúng ta vẫn hoan nghênh cậu ấy. Chúng ta cũng rất vui thấy rằng càng có nhiều người trẻ tuổi có thế học tốt, dùng tốt đông y. Đáng tiếc lần này chúng ta không có cơ hội chiêm ngưỡng thái ất thần châm của Tần Lạc, quả đáng tiếc. Hắn ta nói xong mấy lời này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên Tần Lạc. Thực ra ở bên ngoài Tần Lạc cũng rất nổi tiếng, trong đó khiến người ta say sưa bàn luận, cũng bị lan truyền nhiều nhất là, hắn là truyền nhân của thái ất thần châm. Phải biết rằng, thái ất thần châm cũng châm pháp truyền lại đời sau, chú trọng lấy khí vận châm. Trăm nghìn năm nay những người biết cũng chỉ lác đác vài người, mà Tần Lạc lại người mang loại châm pháp này, đương nhiên khiến những người họ có hơi kỳ lạ, cũng có cách nghĩ tìm tòi đến cuối cùng. Xem ra, rắc rối giữa mấy người một tiếng rưỡi sẽ không thể giải quyết được. Vương Dưỡng Tâm cười khổ nói. Hắn đương nhiên nghe ra, nhưng lời này của Âu Dương Mệnh là nhằm vào Tần Lạc. Dễ nghe một chút là không tham gia ba cuộc thi, khó nghe một chút là lâm trận chạy trốn. Thua hai trận là bỏ chạy, cái này là tối kỵ, trong thi đấu y thuật cũng là hành vi không được chấp nhận. Tần Lạc cười khổ nói, tôi lấy làm tiếc đã vắng mặt ba cuộc thi. Đúng như lời của Âu Dương Mệnh phái chủ,
thi thố là phụ, giao lưu là chính. Tôi nghĩ trong quá trình cọ sát với mọi người, nhất định chỉ có lợi chứ không có hại. Âu Dương Mệnh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, thế này hay nhất. Đây đúng là mục tiêu chúng ta tổ chức cuộc thi này. Tần Lạc, mọi người đều biết cậu là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm. Tôi không biết người khác thế nào nhưng riêng lại rất quan tâm đến châm pháp trời người hợp nhất này, sớm đã nghe danh loại châm pháp này, nhưng mãi không có cơ hội tận mắt chứng kiến. Nếu Tần Lạc có thể khiến tôi mở mang tầm mắt thì đời này không còn tiếc gì. Sau này sẽ có cơ hội, Tần Lạc chớp mắt nói. Chỉ bằng thế này, ở đây chúng ta còn có người bệnh khác. Bây giờ cậu thể hiện cho chúng tôi thấy một lần được không? Nếu châm pháp này thực sự tuyệt vời, quỷ môn chúng tôi tự nguyện nhường lại thành tích. Thế nào, tôi nghĩ người khác cũng sẽ không có ý kiến. Tôi không có ý kiến, Mộc Hương cười nói. Thái Ất Thần Châm, kỳ thuật nhân gian, đứng đầu trong châm phú, không biết so với quỷ môn thập tam châm cái nào thần kỳ hơn. Cốc Thiên Phàm cũng cười có ý, nhìn Tần Lạc, đương nhiên, sự tò mò của họ đều bị Âu Dương Mệnh khơi lên. Để họ mở mang kiến thức đi, Vương Dưỡng Tâm khuyến khích, cướp giải nhất của họ về, cho hắn bẽ mặt. Đương nhiên, Vương Dưỡng Tâm bị Âu Dương Mệnh liên tiếp khiêu khích đến phát tức. Tần Lạc cười khổ lắc đầu nói, không được, tôi hết sức rồi. Hắn vì chữa bệnh cho Long Vương đã tiêu hao toàn bộ sức lực. Trò này hao tổn rất nhiều, một tiếng rưỡi cũng không phục hồi trở lại. Nếu hôm nay hắn dùng châm mạnh nữa thì có khả năng nằm 3 ngày cũng không nhúc nhích được. Hết sức. Vương Dưỡng Tâm sửng sốt, rồi khẽ thở dài. Phụ nữ, quả nhiên là mầm tai họa. Tần Lạc đến giữa sân, nói lớn, rất xin lỗi, bởi vì sức khỏe không tốt, không thể phát huy Thái Ất Thần Châm. Nhưng tôi sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi sau, chắc chắn sẽ thể hiện Thái Ất Thần Châm cho mọi người xem. Thật là đáng tiếc, Âu Dương Mệnh ngạo mạn nói. Từ khi bắt đầu cuộc thi, hắn đã muốn tìm cơ hội đả kích Tần Lạc một lần, khiến hắn ta mất tự tin vào y thuật của bản thân, nể phục khả năng của hai môn một phái bọn họ, sau đó chủ động tự nguyện nhập nghiệp đoàn đông y của hắn vào nghiệp đoàn của mình. Đáng tiếc, thằng cha này 2 vòng trước liên tiếp giành quán quân, khiến Âu Dương Mệnh tức nghẹn, không dễ đợi đến lúc quỷ y 13 châm của mình thể hiện thần uy, Tần Lạc đã vắng mặt. Lại tự tin vào kỹ thuật châm của mình, vì thế Âu Dương Mệnh mới dám liên tiếp khiêu khích Tần Lạc, và không tiếc danh hiệu đứng đầu mà môn phái mình đã nắm trong tay. Nếu sức khỏe Tần Lạc không tốt, chúng ta hãy chờ những ngày sắp tới vậy. Cốc Thiên Phàm cười hòa giải, hắn rõ ràng có ý bênh vực Tần Lạc. Đúng vậy, Thái Ất Thần Châm phải lấy khí dùng kim. Nếu sức khỏe không tốt, hiệu quả tất nhiên giảm sút. Chúng tôi nghĩ tìm hiểu Thái Ất Thần Châm cũng không nhất thiết phải vào lúc này. Mộc Hương nói. Tần Lạc gật đầu với hai người, tỏ vẻ cảm ơn. Thấy Chính Khí Môn và Bồ Tát Môn đều nói hộ Tần Lạc, Âu Dương Mệnh trong bụng thầm tức giận, quyết định tìm một thời điểm nói chuyện với họ. Nếu bất đồng với họ thì rất khó làm tiểu tử này khuất phục. Vẫn là quy định mỗi ngày một trận, cuộc thi châm cứu kết thúc, lịch thi đấu hôm nay cũng hoàn toàn kết thúc. Trên đường trở về, Cốc Thiên Phàm lại mời Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm đi xe riêng của hắn. Sao Lai vắng mặt lâu thế? Cốc Thiên Phàm cười hỏi. Lão rất yêu mến chàng thanh niên này, cũng hy vọng cậu ta có thể bay cao bay xa hơn. Còn phải cao hơn xa hơn lão già này. Đi chữa bệnh cho một người rất quan trọng với tôi, dùng sức không hợp lý, một lúc là hết sức, nằm trên giường 2 ngày không nhúc nhích. Tần Lạc cười khổ giải thích. Hóa ra là vậy, Cốc Thiên Phàm cười gật đầu nói, Cốc Tử Lễ nói cậu không đến, thì cuộc thi này không có gì mà xem. 2 ngày nay nó cũng không đi xem thi đấu. Vương Dưỡng Tâm cười hề hề nhìn Tần Lạc qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ, ông già này thật dễ lừa, một cái cớ là tin rồi. Chả trách hôm nay không thấy Cốc Tử Lễ. Tần Lạc cười nói, không ngờ mình trong mắt chị em phụ nữ lại có giá thế. Thí dụ như Bối Bối, cô ta thấy mình là người đàn ông đẹp trai nhất quả đất này. Đúng thế, nó đi nói chuyện với môn chủ Tô Tử rồi. Một lớn một bé lại rất có duyên với nhau. Cốc Thiên Phàm cười ha hả nói. Vương Dưỡng Tâm trong lòng khẽ sao động, hắn nói, Cốc môn chủ, nhiều lần nghe ông nhắc đến môn chủ Tô Tử. Tôi và Tần Lạc ngưỡng mộ đã lâu. Khi nào ông đi gặp có thể đưa chúng tôi đi cùng không? Ha ha, cái này có gì khó. Lát nữa về, tôi đi đón Cốc Tử Lễ, 2 người các cậu đi cùng tôi là được rồi. Cốc Thiên Phàm thoải mái trả lời. Chương 282, lý tưởng khác nhau không thể hợp tác. Tần Lạc đương nhiên hiểu tâm tư của Vương Dưỡng Tâm, biết hắn đến tận bây giờ vẫn nhớ cái âm thanh khiến người ta chết mê chết mệt ấy.
hắn ta muốn thông qua môi giới cốc thiên phàm này đi xem Tô Tử môn chủ có phải là người phụ nữ phát ra tiếng đó không. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Tần Lạc cũng không lật tẩy, ngược lại nghĩ nếu có thể trở thành một đôi nhân duyên, thì cũng là chuyện tốt đẹp. Dù sao, lúc đầu Vương Dưỡng Tâm cũng là một trong những nhiều người theo đuổi Lâm Hoán Khê, đáng tiếc lại bị chị Lâm khăng khăng từ chối, về sau hai người trở thành anh em, chuyện này cũng mặc kệ. Hiện giờ Tần Lạc cũng hy vọng Vương Dưỡng Tâm có thể tìm được một nơi tốt. Không đúng, nên là hy vọng Vương Dưỡng Tâm có thể có cơ hội cho một cô gái một nơi tốt đẹp. Giữa đường, Vương Dưỡng Tâm một mực hỏi những chuyện liên quan đến Tô Tử, chỉ là Cốc Thiên Phàm lại giữ kín như bưng, không muốn bàn luận tốt xấu sau lưng người khác. Hai người cũng chẳng có được thông tin có ích nào, chỉ biết nàng ta ốm, bệnh nhiều năm rồi, hai môn đều không có cách chữa trị, đến tận bây giờ vẫn ngồi trên xe lăn. Nhưng nghĩ đến một lát nữa có thể tận mắt nhìn thấy người con gái trong truyền thuyết ấy, trong lòng hai người mơ hồ có chút mong chờ và phấn khởi. Đặc biệt là Vương Dưỡng Tâm, trên mặt luôn mang nụ cười khó hiểu, giống như thiếu nam thiếu nữ bước vào mối tình đầu. Xe dừng tại cửa Khổ Tề Đường, lúc Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm sốt ruột nghĩ để Cốc Thiên Phàm dẫn họ đi gặp môn chủ Bồ Tát Môn, lại thấy một người quỷ y môn phái bước nhanh tới, nói nhỏ với Cốc Thiên Phàm, Cốc môn chủ phái chúng tôi mời anh đến văn phòng. Nói là có chuyện bàn bạc. Cốc Thiên Phàm nhìn Tần Lạc một cái nói, xem ra, tôi phải thất tín rồi. Không sao, chúng tôi ở Hà Trì đợi ông. Vương Dưỡng Tâm vội tiếp lời. Thật không dễ mới có cơ hội thế này, anh ta không dễ dàng bỏ qua. Vậy tốt, nếu các cậu không sợ phiền thì chờ một lát. Cốc Thiên Phàm nói. Không phiền, cho dù chúng tôi quay về cũng không việc gì, để giúp Vương Dưỡng Tâm đạt được mục đích, Tần Lạc cũng đồng tình nói. Cốc Thiên Phàm gật đầu với hai người, rồi cùng học trò của quỷ môn đi gặp Âu Dương Mệnh. Âu Dương Mệnh này thật một chút cũng khiến người ta không thích. Vương Dưỡng Tâm nói có chút phiền muộn. Không cần sốt ruột, duyên số là đợi chờ nó đến. Tần Lạc cười an ủi nói. Theo như tôi biết, nàng dâu tốt đều là đoạt được. Vương Dưỡng Tâm cười nói, cậu là Âu Dương Mệnh lúc này tìm Cốc môn chủ làm gì? Tôi trông thấy Mộc Hương của Bồ Tát môn cũng bị họ mời đi rồi. Tần Lạc cười tít mắt. Nói, có thể là liên quan đến nghiệp đoàn Đông Y. Anh thật ngây thơ, Vương Dưỡng Tâm nói, nghiệp đoàn Đông Y hiện nay hoạt động rất tốt, theo như nói, đã ký kết hiệp định hợp tác với không ít hãng y dược, nhưng giai đoạn sau kiếm tiền là tất nhiên. Lúc này, sao có thể cho bọn họ? Trong tay có tài nguyên, tiếng nói mới có trọng lượng, nếu không, rất khó làm việc gì. Điều tôi nói phải nội trong 3 năm khiến Đông Y nêu cao tên tuổi đến Hoa Kỳ, đó chỉ là một chuyện đùa, vì thế... Về công về tư, tôi đều không thể giao nghiệp đoàn Đông Y đi. Cho dù chúng ta chết không nhả ra là được, anh có thể có cách gì? Đoán là làm như vậy, cũng là muốn liên kết hai công ty khác tạo áp lực với cậu. Tôi thấy, Cốc Thiên Phàm rất yêu mến cậu, về phần đám phụ nữ Bồ Tát môn kia bọn họ càng thích cậu. Xem ra cậu đúng là có thành kiến với tôi. Tần Lạc cười khổ. Không phải có thành kiến mà là sợ. Vương Dưỡng Tâm nói, tôi phát hiện, chỉ cần hai chúng ta đứng chung một chỗ. Bao giờ anh cũng thu hút ánh mắt của phụ nữ, đây thật là một cảm giác khiến người ta không biết làm sao. Khi nói, hai người đã đi tới cây cầu đá nhỏ ở giữa Hà Trì mà lần trước họ đã đến. Vương Dưỡng Tâm đứng ở chỗ lần trước cậu ta rơi xuống nước, lấy tay chống tay vịn nói, sư huynh, lần này cho dù thế nào anh cũng phải rộng lòng giúp đỡ. Nếu môn chủ Bồ Tát môn kia là cô gái nói chuyện ấy, anh nhường cho tôi đấy nhé. Tần Lạc dở khóc dở cười nhìn Vương Dưỡng Tâm nói. Cô ấy không phải người nhà tôi có tư cách gì mà nhường cho cậu. Nếu cậu lo tôi cướp trên tay cậu thì tôi sẽ không đi. Đừng, anh đi cổ động cho tôi. Vương Dưỡng Tâm nói, tôi không phải bị đả kích nhiều rồi sao, với phụ nữ thật sự là không tự tin. Yên tâm đi, lần này tôi không tranh. Tần Lạc nói, hắn suy nghĩ nghiêm túc, ngoài chị Lâm, hắn cũng không tranh giành phụ nữ với người khác. Nhưng có đôi khi, không tranh cũng là tranh. Người khác cũng cho rằng bạn đang tranh giành với họ. Thí dụ như Lý Thanh Ương kẻ theo đuổi Lệ Khuynh Thành, như Tần Túng Hoành, người theo đuổi văn nhân Mục Nguyệt. Như người trước mặt đây, bị mình tấn công mấy lần rồi, đã có chút ảo tưởng bị thúc ép. Tại hành lang vào cửa, Cốc Thiên Phàm gặp Mộc Hương của Bồ Tát Môn cũng được quỷ y phái mời tới. Cốc Môn Chủ, ông cũng đến à? Mộc Hương chủ động chào Cốc Thiên Phàm. Mặc dù nàng ta là phụ nữ nhưng chức vị và danh vọng không bằng Cốc Thiên Phàm nên cũng biết bày tỏ sự cung kính của mình đúng lúc. Cốc Thiên Phàm gật đầu nói, Âu Dương phái chủ gọi, có thể nào không đến.
xem Âu Dương phái chủ có chuyện gì muốn bàn bạc với chúng ta. Bởi vì có học trò của Quỷ Y phái ở đó nên hai người cũng không tiện nói thẳng. Hai bên chào hỏi nhau rồi lại không nói. Đến cửa văn phòng của Âu Dương Mệnh, một học trò phái Quỷ Y bước nhanh lên gõ cửa rồi đẩy cửa rồi nghiêng người đứng sang một bên. Âu Dương Mệnh đi ra, mặt bụ bấm cười niềm nở thân mật, nhìn Cốc Thiên Phàm và Mộc Hương nói, bận cả ngày, lẽ ra nên mời mọi người nghỉ ngơi nhưng có chuyện còn muốn cùng hai môn của hai người trao đổi một chút, trước hết chúng ta xác định một lượt mới được. Âu Dương Huynh có chuyện gì xin cứ nói thẳng, mọi người đều là người một nhà, không cần khách sáo quá. Cốc Thiên Phàm cười nói. Đúng thế, mặc dù tôi không có quyền thay môn chủ quyết định nhưng lời của Âu Dương phái chủ, tôi nhất định truyền đạt lại cho môn chủ chúng tôi. Mộc Hương gật đầu nói. Mời hai vị ngồi, Âu Dương Mệnh mời hai người ngồi xuống, rồi rót trà mình đã pha cho hai người, đây mới là nghiêm túc nhìn Cốc Thiên Phàm và Mộc Hương nói. Lần này trước khi cuộc thi y thuật bắt đầu, tôi cũng đã khai thông với hai môn hai người, cuộc thi lần này ngoài cùng nhau cọ sát, nâng cao ra thì còn có một vấn đề kèm theo nữa, đó là mọi người bàn bạc một chút, làm thế nào cứu vãn đông y, dù sao, đây là nhiệm vụ tổ tiên giao cho chúng ta, Quỷ Y phái không dám quên. Hai môn một phái chúng ta coi như là đông y chính thống, hàng nghìn năm về đây, đã có đóng góp rất lớn cho sự lưu truyền và phát triển của đông y, Âu Dương Mệnh vẻ mặt xúc động nói. Cái này tôi hiểu, Cốc Thiên Phàm gật đầu nói. Anh Âu Dương Mệnh có chuyện gì, cứ nói ra, xuất tiền xuất người, chúng tôi nhất định không chối từ. Âu Dương Mệnh khoát tay, nói, xuất tiền xuất người, đó là chuyện sau này, việc chúng ta phải làm đầu tiên là hợp nhất sức mạnh đông y, mọi người đoàn kết với nhau mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, hai người thấy có đúng không? Thấy hai người gật đầu, Âu Dương Mệnh khuyên tiếp, tôi nghĩ hai người cũng rõ, thanh thế nghiệp đoàn đông y của Tần Lạc không thể xem thường. Đương nhiên. Chúng ta cũng hoan nghênh những người trẻ tuổi cống hiến sức lực của mình để cứu đông y, chỉ là, có mấy câu tôi vẫn muốn nói thẳng, cậu ta làm như vậy đặt nghiệp đoàn đông y của chúng ta ở vị trí nào? Nếu thực sự cậu ta thành công, thì lúc đó đông y chính thống của ba nhà chúng ta còn có địa vị không? Cơ cấu hai môn một phái chúng ta còn không? Cốc Thiên Phàm và Mộc Hương liếc nhìn nhau, cười ha hả nhìn Âu Dương Mệnh nói, anh Âu Dương, cá nhân tôi thấy đây đâu phải là chuyện gì không hay. Càng nhiều người... Càng nhiều tổ chức đông y cùng chúng ta gánh vác trách nhiệm này, không phải càng tốt sao? Hơn nữa, anh chàng trẻ tuổi Tần Lạc này cũng rất khá, cậu ta có cái mà chúng ta thiếu sót, biết đâu cậu ta thực sự có thể đến cái bậc khiến chúng ta ngước nhìn không chừng. Nếu thực có ngày này, cho dù chính khí môn chúng tôi bị người ta quên lãng, tôi cũng bằng lòng. Mộc Hương chỉ cười không nói, nàng chưa nhận được ý kiến của môn chủ là đồng tình hay phản đối, tạm thời không tiện tỏ thái độ. Sự nghiệp bao nhiêu năm của chính khí môn, anh bằng lòng để cho người khác sao? Một núi khó có hai hổ, nghiệp đoàn đông y của cậu ta phát triển lên rồi, tài sản ở bên ngoài của chúng ta đương nhiên phải chịu sự bó buộc. Anh Cốc, nhân bất phi dĩ, trời chu đất diệt. Âu Dương Mệnh cười nói. Cốc Thiên Phàm lắc đầu, thở dài nói, hai môn một phái chúng ta trước đây chuyên tâm làm giàu, lại xem nhẹ rất nhiều thứ. Bây giờ, cũng là lúc làm chút việc bù đắp lại. Hơn nữa tôi và Tần Lạc đã nói với nhau, cậu ta sẽ không đồng ý hai nghiệp đoàn đông y sát nhập với nhau, mà lại anh Âu Dương lẽ nào không nhìn ra, hợp nhất lại không có lợi sao? Không bằng duy trì kết cấu hiện nay, hai bên cùng nhau cố gắng vì sự phát triển của đông y, không phải càng tốt sao? Xem ra rất khó để tôi thuyết phục được Cốc môn chủ rồi. Âu Dương Mệnh cười nói, đôi mắt sau cặp kính cũng híp thành một đường. Mong Âu Dương phái chủ suy nghĩ kỹ lại, Cốc Thiên Phàm đứng dậy nói. Tôi sẽ báo cho môn chủ biết chuyện này, còn môn chủ quyết định thế nào thì tôi cũng không thể nói tùy tiện được. Mộc Hương cười nhìn Âu Dương, nói. Khi Cốc Thiên Phàm và Mộc Hương cùng đi đến bờ Hà Trì, chỉ Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm ở giữa đại sảnh nói, hai anh bạn này ngưỡng mộ môn chủ của quý môn đã lâu, muốn cùng ta đi thăm hỏi, không biết có tiện không? Mộc Hương ngạc nhiên, nhìn bọn họ nói, lẽ nào Cốc môn chủ muốn đưa họ đi gặp môn chủ chúng tôi? Chương 283, đây xem như tiếng sét ái tình sao. Nhìn vẻ mặt của Mộc Hương, Cốc Thiên Phàm cười hỏi, có phải là không tiện lắm hả? Cốc môn chủ là người quen, chúng tôi đương nhiên hoan nghênh. Mộc Hương chần chừ nói, nhưng ông cũng biết tính khí môn chủ chúng tôi, cô ấy gần đây không thích gặp khách khứa. Nếu đưa bừa người vào, sợ là cô ấy không thích. Cốc Thiên Phàm gật đầu, nói, đúng là biết điểm này, mới mong Mộc Hương giúp chúng tôi vào nói một tiếng. Tôi nhận lời người ta mà lại không thể hoàn thành, cũng ngại.
Được, cái này không có vấn đề gì. Mộc Hương cười đáp. Hai người đi tới gần Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm, Cốc Thiên Phàm cười nói, chúng ta sang bên kia đợi chút, nhờ Mộc Hương giúp chúng ta báo một tiếng. Dù sao, ở bên trong toàn là phụ nữ, chúng ta cứ thế này xông vào cũng không tiện. Lão nói như vậy, cũng coi là giữ chút thể diện cho Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm, dù sao, những kiểu câu như người ta không dễ mà gặp đâu, hai cậu nên quay về đi, lão cũng không tiện nói. Cảm ơn chị, Mộc Hương, Vương Dưỡng Tâm lấy lòng. Không cần khách sáo, xin chờ một lát, Mộc Hương gật đầu với hai người rồi thướt tha bước đi trên đôi giày cao gót đầy gợi cảm. Các nữ Bồ Tát trong Bồ Tát môn đều rất hiện đại. Vương Dưỡng Tâm nhìn sau lưng nàng, cười nói. Đây cũng là công lao của Tô Tử môn chủ. Nghe đâu, việc đầu tiên khi Tô Tử môn chủ nhậm chức là để họ tháo bỏ cái áo dài rườm rà kia, học trang điểm, học ăn mặc thời trang, để cho họ vào đời học hỏi, đi tiếp xúc với những mánh khóe buôn bán và những thứ tiên tiến nhất. Vì thế lối tư duy của họ đều rất mạnh dạn, sôi nổi, còn hơn mấy người bảo thủ chúng ta. Cốc Thiên Phàm cười ôn hòa, trong nụ cười có cảm giác tán thưởng người con gái bại liệt trên xe lăn ấy. Những việc cô ấy làm đều ngược lại với anh. Vương Dưỡng Tâm nhìn Tần Lạc nói. Nghe những lời của Vương Dưỡng Tâm mắt Tần Lạc sáng lên, nhưng lại không giải thích gì. Thực ra, chủ trương của Tần Lạc là học đông y, mặc áo dài, coi trọng thành tín, giống như xiềng xích bao nhiêu năm một khi cởi ra thì như ngựa hoang tuột dây cương, không thể kéo lại, muốn lấy lại kiểu lấy con người làm nền tảng, quan hệ bác ái giữa người với người cả cái giá trị đích thực của cuộc sống. Mà môn chủ Bồ Tát môn còn chưa gặp mặt ấy lại để cho đệ tử thoải mái khỏi sự ràng buộc của những chế độ, tư tưởng bảo thủ ấy, để bọn họ ra ngoài, học cách thích ứng với xã hội phồn hoa. Người tài bị xã hội đào thải thì không thể gọi là người tài. Một người cổ hủ, một người hiện đại, ai hơn ai kém? Câu hỏi này rõ ràng là không có câu trả lời. Cứng nhắc quá, khó thúc đẩy xã hội phát triển, tiến bộ quá lại dễ dẫn đến mất đi lý tưởng. Không có sự ràng buộc nào dễ đi đến hố sâu, Cốc Thiên Phàm lặng im suy nghĩ, nói, nhưng, nếu kết hợp tư tưởng của cậu và Tô Tử vào thì lại không tồi. Tần Lạc gật đầu, rất đồng tình với quan điểm của Cốc Thiên Phàm. Cũng không biết vị môn chủ kia có bằng lòng gặp chúng ta không. Vương Dưỡng Tâm không nghe hai người kia bàn bạc, ánh mắt nhìn về cổng vòm phía xa, nói với vẻ mặt đầy mong đợi. Đêm hôm khuya khoắt, là thiên đường yên tĩnh của con người. Một mình trên đường, tránh những chốn hội hè vui vẻ, ở thành phố phương xa, liệu có người giống như ta, đứng bên cửa sổ, mơ tưởng về thế giới của người kia. Trong phòng, máy nghe nhạc truyền lại tiếng tang thương của một người đàn ông. Trên đường mòn đá vụn trong vườn, một cô gái dễ thương lanh lợi đang đẩy chiếc xe lăn có vẻ to, trên xe cũng là một người con gái xinh đẹp như vậy. Mùa đông của Yên Kinh thực ra còn chưa qua, gió vẫn lạnh. Khắp nơi cành khô và lá vàng rụng đầy thảm cỏ, ngay cả những loại cây bốn mùa được cấy ghép đặc biệt cũng không chống chịu nổi cái đông này, đứng lù dù như binh sĩ ngủ gà ngủ gật. Hai cô gái xinh đẹp một lớn một nhỏ đi lại trong vườn, cho khu vườn yên tĩnh này thêm chút sức sống, cũng là tô thêm màu sáng sủa. Chị Tô Tử, sao chị lại thích nghe loại nhạc này? Em thấy người như chị nên nghe những bài nổi tiếng như Đêm Trăng Sông Xuân, Ánh Trăng Bên Suối mới đúng chứ, Cốc Tử Lễ nghe tiếng hát không quen của ca sĩ. Không hiểu hỏi. Loại nào, Tô Tử dương mày, khóe miệng cong lên tinh nghịch nói, nghe chán rồi. Nghe đi nghe lại toàn là những giai điệu nhàm chán, có ý nghĩa gì chứ? Loại nhạc này vốn không hợp với tính cách như tiên nữ của chị mà. Cốc Tử Lễ không hài lòng nói, giống như rất không hài lòng với sở thích của cô gái trên xe lăn. Nghe những bài hát thịnh hành nhất, thậm chí còn có chút ồn ào điếc tai, xem sách cũng là loại quái gở, xem chương yêu linh. Lâm Huy bởi lời văn của những người này cũng thuộc rồi, ngay cả cái gì mà tri âm, chuyện cũ cũng đều không bỏ qua, lại cảm nhận như chị Phượng cả ngày ở bên ngoài bị người ta làm trò tiêu khiển. Điều này thực sự khiến nàng rất đau lòng. Không có cái gì xứng hay không xứng, chỉ có thích hay không thích, cô gái nhẹ nhàng nói, đọc thêm mấy cuốn sách, kết bạn với vài người, đi đến vài thành phố, nghe tiếng hát của người khác, mới biết cuộc sống thực sự là muôn màu muôn vẻ. Nó phong phú hơn hẳn cái thế giới một chiếc xe lăn mang đến cho chị. Vậy tại sao chị không muốn gặp người khác? Cốc Tử Lễ hỏi. Bởi vì chị có bệnh, cô gái cười khổ nói, phụ nữ đều thích đẹp, đó là bản tính trời sinh rồi. Nó không liên quan đến tuổi tác, nghề nghiệp hay tính cách. Với phụ nữ ít ham muốn người ta càng để ý đến dung mạo của mình, có phụ nữ thích lừa gạt người khác, có người lừa gạt ngay cả bản thân mình,
có người nói không quan tâm, thật ra mọi phụ nữ đều quan tâm. Chị không muốn lừa gạt người khác, càng không thể lừa gạt chính mình, vì thế chị không muốn người khác thấy bộ dạng ngồi trên xe lăn này. Ôi, Cốc Tử Lễ khẽ thở dài, bệnh của chị chắc chắn có thể trị khỏi. Giờ em cũng đang học y, nói không chừng sau này em có thể giúp chị chữa khỏi bệnh. Tô Tử cười khẽ như hoa sen nở giữa hà trì. Hoa dù tươi đẹp nhưng bên trong lại u sầu. Mộc Hương khẽ bước tới, nói nhỏ sau xe lăn, môn chủ, cha của Cốc tiểu thư đang ở bên ngoài, nói là muốn đến chào chị. Đều là người quen, cứ mời luôn vào, không cần phải khách sáo như vậy, Tô Tử trách. Nhưng ông ấy còn mang theo hai vị khách, Mộc Hương khó xử nói. Khách, Tô Tử hơi nhíu mày, khuôn mặt không son phấn, xinh đẹp như ánh bình minh có chút nghi hoặc. Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm, Mộc Hương trả lời ngắn gọn. Tần Lạc đã về rồi. Hi hi, tôi thích nhất xem anh ta thi đấu, Cốc Tử Lễ nghe thấy tên của Tần Lạc, cười ha ha nói, anh ta luôn có thể mang đến niềm vui cho người khác. Tô Tử hơi do dự, nhẹ nhàng nói, nếu đã là khách Cốc môn chủ dẫn tới thì cùng mời vào đi. Vâng, môn chủ, Mộc Hương đáp lại một tiếng rồi mới quay người đi. Không phải chị nói là không thích gặp khách sao? Cốc Tử Lễ khó hiểu hỏi. Anh ta và chị giống nhau, Tô Tử nói. Giống nhau? Cốc Tử Lễ không hiểu. Anh ta đang làm việc giống chị, Tô Tử nói, chỉ có điều chị làm cho các học sinh thấy, còn anh ta muốn làm cho cả thế giới thấy. Chị chưa từng đánh giá một người đàn ông thế này, Cốc Tử Lễ trêu. Bởi anh ta thực sự là người như thế, Tô Tử khẽ cười, có lúc chị cũng tò mò, thế giới này sao lại có người như thế. Giống như tâm hồn của Trung vậy, chị nhớ mãi không quên, anh ta giúp chị nhớ lại. Chị muốn làm thứ không thể làm. Anh ta giúp chị hoàn thành. Chị Tô Tử, chị không thích anh ta đấy chứ? Cốc Tử Lễ mở to mắt nhìn, bọn họ hình như còn chưa gặp mặt. Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm đi theo Cốc Thiên Phàm và Mộc Hương, vừa vào cửa đã thấy một bà lão toàn thân mặc áo dài đen. Vương Dưỡng Tâm run cầm cập, muốn quay người bỏ chạy. Nhưng nghĩ đến tiếng nói như đến từ nơi sâu thẳm tâm hồn kia thì lại can đảm theo sau Tần Lạc, làm như không nhìn thấy bà lão có đôi mắt như có thể nuốt trọn người ta. Mama, là môn chủ muốn gặp họ, Mộc Hương báo với bà lão này. Tôi đương nhiên tránh, bà lão liếc mắt nhìn mọi người rồi lại lim dim nằm trên ghế trúc. Ở sau vườn, Mộc Hương tiếp tục dẫn bọn họ đi về phía trước. Khi Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm đứng đợi dưới một cái cây già đã rụng hết lá, người con gái ngồi trên xe lăn nhờ có Cốc Tử Lễ giúp, xoay người lại, thời gian dường như ngưng lại. Bầu trời vốn âm u bỗng trở nên tươi đẹp, chỉ bởi vì người con gái này khẽ nở một nụ cười. Vương Dưỡng Tâm hồi hộp, giống như có tiếng nói với hắn, chính là nàng, chắc chắn là nàng. Đúng vậy, mặc dù người con gái này chưa phát ra một tiếng nào nhưng hắn đã khẳng định đây chính là người mà mình muốn tìm. Hắn liền bị nhấn chìm trong vui mừng và cảm giác hạnh phúc, hắn nghĩ mình nên nói hoặc làm gì đó nhưng lại như bất lực, miệng hắn không cất được tiếng nào, chân không thể bước nổi, toàn thân không nhúc nhích. Hắn chỉ biết ngây ra nhìn, đứng thở thẫn, ngốc nghếch nhìn Tần Lạc đi tới. Đúng vậy, Tần Lạc đi qua. Hắn đưa tay ra nắm tay kia, một bàn tay tái nhợt nhạt. Đây xem như là tiếng sét ái tình sao. Chương 284, sở cũng rất thoải mái. Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau dường như thời gian đã lùi lại rất nhiều năm. Rất nhiều năm trước, trong bàn tay ta đã nắm lời hứa của nàng. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, có một số người lần đầu tiên gặp mặt đã không hề thấy lạ lắm, giống như là một người bạn đã lâu không liên lạc. Bạn luôn giấu người ta ở tận đáy lòng, vô tình tại một chỗ rẽ hai người ngoảnh lại rồi nói, đã lâu không gặp. Đây coi như tiếng sét ái tình sao? Tần Lạc hỏi. Coi như vậy, Tô Tử gật đầu, cũng không coi như vậy. Chúng ta đi dạo nhé, Tần Lạc nói. Vâng, Tô Tử nhẹ nhàng đáp lại, âm thanh nhẹ nhàng, dáng dấp đáng yêu ấy khiến Tần Lạc vui vẻ thoải mái. Bên cạnh hắn có không ít phụ nữ nhưng ngoài Bối Bối thì hình như chưa có ai dịu dàng, nghe lời thế này. Vì vậy, Tần Lạc bèn cười với Vương Dưỡng Tâm rồi đón lấy tay cầm xe lăn, đẩy vào hẳn trong vườn. Bầu trời ảm đạm vắng vẻ, cô gái xinh đẹp trên xe lăn ấy giống như một bức tranh dầu đang chảy chậm chậm, tạo ra cảm giác rung động vô cùng. Cốc Thiên Phàm đang chuẩn bị giới thiệu hai người, nhìn thấy Tần Lạc đã tiến lên trước bắt tay môn chủ Tô Tử, thì trợn mắt nhìn, thấy có chút bối rối. Lão không biết là tiếp tục lên giới thiệu hay lùi bước chân lại. Bởi lão thấy cho dù mình chọn cách nào hình như cũng đều không thích hợp. Những người khác cũng đứng thừa người ra,
nhìn theo bóng hình đã xa đầy khó hiểu. Bọn họ quen nhau, Cốc Thiên Phàm nhìn bóng dáng đã xa của Tô Tử và Tần Lạc, vẻ mặt nghi hoặc nói. Anh ta đã nói lần này sẽ không cướp của tôi. Vương Dưỡng Tâm lắc đầu, trong lòng không biết là cảm giác gì. Mất mát sau mừng vui, buồn bã, khó chịu, kinh ngạc, nghi ngờ, phẫn nộ, không biết phải làm sao, ngay lúc đó đầu óc hắn quay cuồng, tất cả những cảm xúc của con người đều dâng lên trong lòng. Cái gì? Cốc Thiên Phàm nhìn hắn khó hiểu, hỏi, cướp cái gì? Không có gì, Vương Dưỡng Tâm cười khổ, mấy chuyện đùa ấy không thể nói trước mặt nhân vật như Cốc Môn Chủ, nếu không đám phụ nữ của Bồ Tát Môn sẽ liều mạng với họ cũng nên. Ý tôi là tôi cũng không biết họ có quen nhau không, có lẽ là lần đầu tiên gặp, nếu không sao Tần Lạc phải nói đây có phải tiếng sét ái tình không nhỉ? Thế nhưng ngay cả hắn cũng không tin, lần đầu tiên gặp sao lại thân thiết đến mức độ ấy. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn có thể cầm tay con gái nhà người ta, mình lại chỉ có thể đứng đờ người ở đây. Lẽ nào đây chính là châu chậm uống nước đục, biết rõ nàng dâu tốt là phải cướp về nhưng sao mình không có nhanh như cậu ta. Nhưng càng khiến hắn thấy lạ là tại sao nàng lại tin tưởng một người đàn ông mới gặp lần đầu như vậy. Nói có chút hoang đường, lúc này việc Vương Dưỡng Tâm muốn làm nhất là đi soi gương. Bởi hắn muốn biết liệu có phải trên trán mình có khắc chữ kẻ xấu, còn Tần Lạc khắc bốn chữ hiền lành trung thực. Cốc Thiên Phàm quay đầu nhìn con gái nói, con luôn ở cùng Tô Tử, cô ấy có nói gì không? Nói rồi, nói rất nhiều. Cốc Tử Lễ nói, chị ấy nói bọn họ cùng một loại người, nói anh ta đang làm việc mà chị ấy muốn làm, còn nói, à, nói tâm hồn của họ tương thông, chị nhớ mãi không quên, anh ta giúp chị nhớ lại, chị muốn làm cái không thể làm, anh ta đang giúp chị hoàn thành, cha, đây có được xem là tiếng sét ái tình trong tiểu thuyết hay nói không? Không phải mẹ nói thế gian này không có chuyện một lần gặp đã yêu sao? Hay đó là lừa người ta? Cốc Thiên Phàm khoát tay nói, trẻ con, đừng có nghĩ mấy thứ đó. Có thế là chị Tô Tử của con và Tần Lạc sớm đã biết nhau rồi. Nhưng Mộc Hương đứng đó lại thấy hơi lo, hỏi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Môn chủ của họ bị người ta đẩy đi, nhớ đâu hắn nảy sinh ý định gì, một cô gái bại liệt trên xe lăn khó mà phản kháng. Sẽ không đâu. Tần Lạc không phải người như thế, Cốc Thiên Phàm lắc đầu. Chủ nhà đi rồi, chúng ta đứng đây cũng chẳng làm gì, Vương Dưỡng Tâm gượng cười nói hay tôi đi trước nhé. Đi, đi đến chỗ tôi uống trà. Cốc Thiên Phàm hình như thấy Vương Dưỡng Tâm có tâm sự. Hắn cũng rất có thiện cảm với người bên cạnh Tần Lạc, hắn nói, Tần Lạc có người đẹp làm bạn, chúng ta không so với cậu ta được. Nhưng tôi còn ít trà Long Xá Lan, chúng ta đi thưởng thức. Long Xá Lan, Bồ Tát Môn chúng tôi cũng có. Hình như là của Cốc Môn Chủ tặng môn chủ chúng tôi. Hôm nay tôi lấy của người phúc ta tiếp đãi hai người, Mộc Hương cười nói. Tôi không phải người dễ dàng, không ngờ Tô Tử lại là người phá tan sự im lặng giữa hai người trước. Anh vừa tới đã kéo tay người ta, anh nói xem giờ họ sẽ đoán mối quan hệ giữa chúng ta thế nào. Cô sẽ bận tâm sao? Tần Lạc khẽ mỉm cười. Hắn nhìn thấy phía trước có một đình trúc, liền đẩy xe lăn qua đó. Anh biết đáp án. Cần gì phải hỏi lại, Tô Tử khẽ nở nụ cười, âm thanh trong trẻo êm tai, con mắt nheo lại như hai mảnh trăng khuyết. Nếu bận tâm thì sẽ không ở Bồ Tát Môn làm cái việc khiến người ta thấy kinh ngạc ấy. Cho đến giờ mấy bà lão trong môn còn mắng tôi là yêu nữ, lo rằng tôi sẽ làm bại hoại tất cả gia tài của Bồ Tát Môn, cái này có coi là một kiểu không chịu cầu tiến không? Cô nên sống thật đầy đủ, thật thỏa mãn mới đúng. Tần Lạc nói. Nam cha mang tôi đến các danh y nhưng không có ai có thể chữa bệnh cho tôi. Tôi cũng từng muốn trở thành một gã sống qua loa cho xong chuyện, mỗi ngày đều khiến mình sống vô ưu vô lo. Sau này tôi phát hiện ra còn có một cách khác tăng cường sức sống cho mình, vì thế tôi bắt đầu học y. Nhưng anh quên mất một vấn đề. Tô Tử chỉ hai chân Tần Lạc nói, anh có thể đi lại, có thể thấy rất nhiều cảnh vật và con người. Tôi thì không thể, tôi chỉ có thể bị người khác đẩy đi. Tầm nhìn có thể thấy cũng chỉ là thế giới của một chiếc xe lăn, anh cũng là một người kiêu hãnh, anh hẳn biết sự dày vò thế này với một người cũng kiêu hãnh như vậy là khiến người ta khổ sở và mất tinh thần thế nào. Tần Lạc gật đầu, không thể hiện ra sự thương xót trong lòng mình, hắn nói, đúng, về điều này tôi may mắn hơn cô một chút. Rồi hắn cười nói tiếp, tôi không ngờ, trên thế giới này lại thực sự có một người như cô. Tôi sớm đã biết sự xuất hiện của anh. Bồ Tát Môn đã thu thập khá nhiều thông tin liên quan đến anh, mới vào Yên Kinh đã gây bất ngờ, Thắng Châm Vương như vì truyền thụ Ngũ Long Châm Pháp mà không bái hắn làm thầy, vào trường y làm một thầy giáo Đông Y, thành lập nghiệp đoàn Đông Y,
còn có rất nhiều phụ nữ bên cạnh, trên mặt Tô Tử là một nụ cười khó hiểu, tiếng nói vẫn nhẹ nhàng như bình thường. Tôi đang nghĩ, nếu chân của tôi tốt, tôi sẽ có can đảm ra ngoài, tôi sẽ cùng anh làm việc, nhưng tôi không thể làm, anh lại làm rồi, vì thế tôi mới bắt đầu tò mò một chút về người như anh. Đây chính là lý do cô bằng lòng gặp hai người chúng tôi. Tần Lạc đi đến giúp nàng kéo cái thảm len rơi xuống đầu gối lên đến tận cổ nàng. Hắn làm rất tự nhiên, giống như đã tập qua trăm nghìn lần. Ngón tay không chạm vào quần áo và da thịt người con gái, không hề có ý lợi dụng, ở cùng người con gái này tâm hồn cũng trở nên thuần khiết. Không phải, là tôi đã nghe một bài hát Tô Tử hơi nhếch khóe môi giống như nhớ ra chuyện gì vui lắm. Ở thành phố phương xa, liệu có một người giống như tôi, đứng bên cửa sổ, tưởng tượng về thế giới của người kia, tôi đã nói, vì những tư liệu ấy mà tò mò về anh nhưng một cô gái đáng thương ngồi trên xe lăn, ngoài đọc sách, nghe nhạc ra thì việc làm được nhiều nhất là tưởng tượng, cho nên tôi cũng đã từng tưởng tượng về thế giới của anh. Có giống tưởng tượng không? Tần Lạc hỏi. Không giống Tô Tử lắc đầu, cho dù tưởng tượng thực tế bao nhiêu, cuối cùng cũng không có bất kỳ độ ấm áp nào. Tần Lạc cười cười đến trước mặt nàng, một chân ngồi xổm xuống chân kia hơi khuỵ. Đưa tay ra nắm chặt bàn tay không chút hồng hào mà trắng nhợt như băng tuyết bắc cực của nàng, nói, như thế này là có thể cảm thấy được độ ấm rồi. Đây là sự sưởi ấm lẫn nhau của hai người đáng thương ư. Tô Tử khẽ mỉm cười nhưng lại không có ý thoát ra, nàng biết bản thân mình cần gì, nàng cũng biết mình đang nghĩ gì, cũng biết anh ta đang nghĩ gì. Trước mặt hai người cùng kiêu ngạo lại thông minh, một chút rụt rè không cần thiết chính là giả dối. Không phải, Tần Lạc ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng. Lúc này mới phát hiện chỗ ấn đường mắt bên trái nàng có một viên chu sa màu tím. Nhìn thoáng qua trong lòng thích thú vô cùng. Nốt ruồi nhỏ tình cờ phát hiện ra này lại cho người ta cảm giác lẳng lơ. Chí ít, sờ cũng rất thoải mái. Tần Lạc vẻ mặt hơi xấu hổ, ngại ngùng nói. Chương 285, vai nam phụ bất hạnh nhất lịch sử. Những gì Tần Lạc nói là thực, hắn vốn là cực dương, tràn đầy sinh lực, bên trong cơ thể như một bếp lò đang thiêu đốt. Đúng lúc đạo ra 20 đoạn cẩm phát huy tác dụng như bình chữa cháy, khiến cực dương và cực âm bên trong cơ thể điều hòa cân bằng, mới để cho Tần Lạc may mắn sống lâu như vậy. Mặc dù có luồng khí của đạo ra 20 đoạn cẩm đi vào cơ thể, nhưng vẫn không thể thay đổi thuộc tính hỏa nhiều của cơ thể Tần Lạc. Vì thế cho dù thời tiết lạnh thế nào thì quần áo hắn đều rất mỏng manh, hơn nữa vào mùa đông, vì ái ái còn có thể chịu đựng việc tắm nước lạnh. Mà người Tô Tử lại là cực dương. Điểm này lần đầu tiên gặp hắn đã thấy rồi. Thân thể yếu đuối, màu da như tuyết, khí thở không đều, mệt mỏi, đây là một số triệu chứng cơ bản của bệnh cảm lạnh, nhưng chỉ dựa vào cái này, bước tới sờ tay người ta rất có khả năng bị người ta mắng là lưu manh, rồi ăn bạt tai dễ như bỡn. Quan trọng nhất là cái lạnh trên người nàng, đúng vậy, cái lạnh này không phải là sự cô đơn lãnh đạm của Lâm Hoán Khê, cũng không phải sự lạnh lùng ở vị trí cao nắm chắc mọi thứ của văn nhân Mục Nguyệt. Mà là tính cách phát ra từ bên trong. Đây mới là nguyên nhân Tần Lạc có thể khẳng định thân phận của nàng. Nàng như một vật cách điện, tránh xa tất cả mọi người, với người khác cũng không thể sinh ra bất kỳ dòng điện nào. Cho đến khi gặp người cùng loại, cũng chính là Tần Lạc. Họ mới có thể phát hiện ra bí mật cơ thể hai bên. Cơ thể một phân làm hai, một dương một âm. Âm dương điều hòa thì khỏe mạnh sống lâu. Âm dương hơi mất cân bằng thì có bệnh nhẹ. Nếu âm dương mất cân bằng nghiêm trọng thì có bệnh nặng. Đây là một loại bệnh, nhưng cho dù y thuật của họ khiến người ta kinh ngạc cũng không có cách với nó. Nhưng khi họ nắm tay nhau, cảm giác đó thật sự là rất thoải mái. Đây chẳng phải công pháp gì huyền diệu, càng không phải sự truyền năng lượng, giống như rất nhiều người bên cạnh chúng ta, thể chất của một số người hơi ấm, mặc dù là mùa đông nhưng hai tay vẫn rất ấm, có một số người thể chất hơi lạnh, vào mùa hè nóng bức, sờ vào cũng vẫn lạnh. Có điều Tần Lạc và Tô Tử còn nghiêm trọng hơn họ một chút. Tô Tử chớp chớp mắt, chăm chú nhìn Tần Lạc, hỏi, nếu tôi từ chối anh. Làm sao cô biết người đưa ra yêu cầu nhất định là tôi? Tần Lạc cười tủm tỉm hỏi. Đưa ra yêu cầu như vậy phần lớn đều là đàn ông. Tô Tử nói. Tần Lạc lắc đầu, phản bác, cô tìm hiểu còn ít quá. Cô không biết hiện nay bên ngoài đã thành xã hội gì, có rất nhiều phụ nữ còn phóng khoáng thủ đoạn hơn cả đàn ông. Ít nhất không phải tôi. Cũng không phải tôi, Tần Lạc nói. Vậy xem ai kiên trì hơn nhé. Tô Tử rút tay ra khỏi tay Tần Lạc, nhẹ nhàng cọ sát tấm thảm lông thiên nga trên chân. Tấm thảm màu trắng tinh, tay nàng cũng trắng, hai màu trắng cọ vào nhau đẹp đẽ mà lại có cảm giác khác thường.
Những lời thế này cũng không dễ nói nhiều, hai người chỉ là điểm qua một chút rồi nói về đông y, nói về y thuật, cả những hiểu biết bên ngoài của Tần Lạc. Tần Lạc không phải người lắm chuyện nhưng trước mặt Tô Tử hắn lại nói nhiều hơn bình thường rất nhiều. Tô Tử chăm chú lắng nghe, giống như là học sinh Tần Lạc đang ngoan đạo trả bài cho thầy giáo. Hai người đối thoại với nhau rất ít nhưng lại có sự ăn ý rất tự nhiên. Cái tôi nghĩ, anh đã hiểu rồi. Mãi tận khi trời mờ tối, thời gian buổi chiều đã trôi qua như vậy, hai người đều không ăn trưa lại cũng không cảm thấy đói. Càng khiến Tần Lạc thấy lạ là ở chỗ Bồ Tát Môn, khi đến giờ ăn lại không có ai đến mời môn chủ ăn cơm, cũng chẳng có người mang trà nước, điểm tâm cho môn chủ, cả một buổi chiều, cũng không có ai đến làm phiền. Xem ra người con gái này thật sự rất đặc biệt. Đương nhiên, từ cách ăn mặc trang điểm và sử dụng những phương tiện nói chuyện đời mới có thể thấy, ba trường phái đông y lớn đã có một trường phái vào xã hội trước. Họ học đông y, dùng đông y nhưng lại là suy nghĩ hiện đại, cách sống hiện đại. Khi Tần Lạc đẩy Tô Tử về, bà lão mà Tần Lạc đã gặp đi tới, đón lấy tay cầm xe lăn cứ hì hì cười nhìn Tần Lạc. Mặc dù Tần Lạc có thể cảm thấy thiện ý của bà ta nhưng tiếng cười đó vẫn thấy âm trầm bên tai, khuôn mặt cười ấy thì có hơi u ám. Tần Lạc cảm giác được tâm trạng của Vương Dưỡng Tâm, một kiểu kích thích hoảng loạn mà chạy. Bạn tôi đâu? Tần Lạc hỏi. Ăn trưa xong đi rồi, tôi không để họ làm phiền hai người. Bà lão nói giọng khàn khan. Cảm ơn. Tần Lạc gật đầu với bà ấy. Rồi cúi thấp người nói với Tô Tử, đi ra ngoài nhiều một chút. Chỉ ngồi trên xe lăn cô cũng hấp dẫn hơn rất nhiều phụ nữ rồi. Đó là trong mắt anh chứ? Tô Tử cười khẽ rồi lại nói tiếp. Mai tôi sẽ đi xem cuộc thi so tài y thuật. Ánh mắt Tần Lạc mừng rỡ, nói, tôi đến đón cô. Tô Tử khẽ gật đầu, bà lão đẩy cô vào phòng. Khi Tần Lạc về phòng hắn và Vương Dưỡng Tâm đang vô công rồi nghề ngồi trên giường xem tivi. Tivi đang chiếu quảng cáo bộ ngực đầy đặn của phụ nữ, một phụ nữ mặc đồ lót gợi cảm, ưỡn bộ ngực cao ngất, tung tăng đi tới trong tiếng nhạc rộn ràng, sau đó ngoảnh đầu lại cười tươi nói, sức hấp dẫn kỳ lạ. Mặc là biết. Khi nói còn cố ý ưỡn bộ ngực đầy đặn nở nang. Xem chương trình này mà Vương Dưỡng Tâm không có biểu hiện gì, chứng tỏ hắn không nghĩ đến nội dung trên tivi. Ăn cơm chưa? Tần Lạc hỏi. Ăn rồi, Vương Dưỡng Tâm thấp giọng nói, rồi quay lại nhìn Tần Lạc một cái, cười nói, tôi mang về cho cậu một ít, để trên ngăn tủ nhưng bây giờ nguội hết rồi. Tần Lạc cũng không bận tâm cơm nguội rồi, hắn đi đến mở cặp lồng, ăn hết chỗ thức ăn ấy. Nói chuyện giống như làm vài việc, đều rất tốn sức. Hắn nói cả chiều hôm nay, mệt muốn xỉu rồi. Tần Lạc rút khăn giấy ra lau miệng, sau đó ngồi đối diện với Vương Dưỡng Tâm hỏi, có phải bây giờ cậu đang tức tôi? Một chút, Vương Dưỡng Tâm cười khổ nói. Nếu hắn nói không tức thì là lừa Tần Lạc cũng là lừa gạt chính mình. Nhưng, việc kiểu này, vốn không có gì nên tức cả. Cậu tức tôi là phải, tôi có thể hiểu được. Tần Lạc nói, tôi đã nói rồi. Tôi không cướp. Hơn nữa tôi cũng chưa từng nghĩ đến phải cướp. Cậu cũng biết tôi đã có Hoán Khê. Tôi biết. Vương Dưỡng Tâm gật đầu. Hắn biết Tần Lạc đã có Lâm Hoán Khê, còn biết anh ta có cả người con gái khác nữa. Có điều tôi không hiểu quan hệ giữa hai người. Hai người quen nhau trước rồi à? Hay là tiếng sét ái tình mà người ta nói? Chúng tôi cũng không quen từ trước. Tôi giống anh, đều là lần đầu gặp cô ấy. Tần Lạc nói, nghĩ rồi lại nói tiếp, càng không thể nói tiếng sét ái tình. Tôi càng mơ hồ rồi. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt bối rối nói. Cả hai đều không phải, tay nắm tay nói chuyện cả buổi chiều. Nên nói là, Tần Lạc nhướng mày, muốn tìm ra một từ hoặc một câu hình dung đúng về quan hệ giữa hắn và Tô Tử. Chúng tôi chính là người mà bên kia phải đợi. Trên thế giới này có thể chỉ có mình tôi, cũng chỉ có mình cô ấy. Hơn nữa chúng tôi nhất định phải đợi người kia. Vương Dưỡng Tâm cười khổ nói, cái này sao giống lời trong kịch vậy? Lời trong kịch cũng bắt nguồn từ cuộc sống. Tần Lạc nói, tôi nghĩ, trên thế giới có đủ các chuyện ngạc nhiên kỳ lạ, có lẽ nó không nhất định ở trên người chúng ta hoặc phát sinh từ người chúng ta. Nhưng nó chắc chắn tồn tại, chỉ có điều chuyện này lại xảy ra trên chính người tôi, vì thế mãi đến vừa rồi tôi mới có thể chấp nhận chuyện như vậy. Tần Lạc cũng không định bí hiểm với Vương Dưỡng Tâm, hắn rất coi trọng người giúp đỡ này, cũng coi cậu ta là một trong số không nhiều người bạn của mình. Hắn không muốn mất đi tình bạn này. Vì thế hắn muốn giải thích rõ ràng sự việc với cậu ta. Chắc hẳn cậu biết, tôi mắc một bệnh rất kỳ quái. Tần Lạc nói. Không sai, ông đã nói qua với tôi, mà khi nhắc đến bệnh của anh đều thở ngắn than dài,
hình như tình hình có vẻ rất nan giải. Vương Dưỡng Tâm gật đầu. Năm tôi 7 tuổi lẽ ra đã chết rồi, Tần Lạc nói, nhưng tôi gặp một đạo sĩ, ông ấy cho tôi 2 quyển sách, khiến mạng sống của tôi kéo dài cho đến hôm nay. Nhưng cái này không có nghĩa tôi có thể mãi mãi sống thế này, nếu bỗng một ngày bệnh tình tôi không khống chế được, vẫn là vô phương cứu chữa. Vương Dưỡng Tâm kinh ngạc nhìn Tần Lạc, không ngờ bệnh của hắn lại nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, người bệnh lúc nào cũng có thể ra đi này, hắn lại chạy đến Yên Kinh làm nhiều việc như vậy, thành lập nghiệp đoàn đông y có thanh thế lớn như vậy. Hắn vì cái gì? Y thuật của anh giỏi như vậy cũng không chữa được à? Không chữa được, Tần Lạc cười khổ, tình trạng của Tô Tử và tôi giống nhau. Có điều hai loại bản chất của chúng tôi lại vô cùng trái ngược nhau, vì thế tôi nói chúng tôi là đợi chờ lẫn nhau. Chúng tôi không quen từ trước, cũng không phải tiếng sét ái tình mà cậu nói, có điều đợi bao nhiêu năm như vậy, vốn cho rằng đây là việc mù mịt, lại thật sự đợi được rồi, có cảm giác vui mừng và cảm ơn với bên kia. Vương Dưỡng Tâm lấy tay sờ sờ mũi cười khổ nói, vừa lúc nãy, tôi còn hối hận, nếu tôi lên nắm tay cô ấy trước thì tình hình sẽ thế nào. Bây giờ xem ra tôi vẫn không sớm bằng cậu, ông trời sớm đã sắp đặt cho hai người, tôi tiến đến không phải là bẽ mặt sao. Tần Lạc cũng xấu hổ cười, xảy ra chuyện như vậy khiến hắn cũng hơi ngại. Tôi khẳng định lần nữa, tôi mãi mãi không muốn tranh giành một người con gái với anh. Đó là tự tìm công kích. Vương Dưỡng Tâm nhìn Tần Lạc, cười nói, nếu chuyện của chúng ta bị quay lên truyền hình, tôi có thể đoạt giải vai nam phụ bất hạnh nhất lịch sử không? Chương 286, tới cửa làm con rể. Mọi người đến đông đủ chưa? Âu Dương Mẫn bước nhanh tới hỏi anh trai. Vẫn chưa đủ. Âu Dương Mệnh cười ha hả nói, người của Bồ Tát Môn còn chưa tới, vẫn còn tiểu tử kia nữa. Đương nhiên Âu Dương Mẫn hiểu được tiểu tử kia chính là Tần Lạc. Theo lời của anh trai, người của Bồ Tát Môn đến muộn một chút, có thể lý giải được. Nhưng mọi lần, Tần Lạc thường tới khá sớm nhưng hôm nay, không biết xảy ra chuyện gì. Không sao, chúng ta có nhiều thời gian mà, cứ từ từ. Âu Dương Mệnh cười nói, Mẫn à, trận đấu hôm nay, anh giao cho em. Em phải thắng trở về. Yên tâm đi anh, em đã chuẩn bị sẵn sàng. Âu Dương Mẫn nói. Ừ, anh tin vào em. Nói thẳng là phái quỷ y chúng ta quá mạnh, bọn họ sao có thể sánh được. Âu Dương Mệnh khóe miệng thốt lên giọng mỉa mai chứa một tia cuồng ngạo, trên mặt vẫn duy trì nụ cười như Phật Di Lặc. Mặc dù Cốc Thiên Phàm đứng ở đối diện hắn, cũng không thể phát hiện trên mặt của hắn có gì khác thường. Anh Mệnh, chính khí môn ý muốn Tần Lạc đứng đầu. Bồ Tát Môn tuy rằng không tỏ thái độ nhưng chẳng khác nào cũng có ý đó, kết quả cũng dễ nhận ra. Hai môn phái khác cũng không tán thành chúng ta ở vào thế đơn thương độc mã. Trung Quy cũng phải nghĩ ra một biện pháp mới được. Sắc mặt Âu Dương Mẫn tâm tư trầm xuống, nói. Hừ, bọn họ sao có thể chống đỡ nổi, chúng ta luôn có người hội ủng hộ. Bọn họ giả dạng thanh cao, cải trang chính minh quân tử, những người có địa vị sẽ không ủng hộ Trung Y chính thống. Chuyện này, anh đã phái người tiếp xúc với bọn họ. Không cần vội vàng, Âu Dương Mệnh an ủi nói. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chợt nghe tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Mọi người đang chờ trong khổ tể, thấy cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Đám nữ nhân của Bồ Tát Môn đang đi tới. Giống với mấy hôm trước, đám nữ nhân này vẫn ăn mặc, trang điểm xinh đẹp. Hoặc y phục mới hoặc thay đổi khêu gợi, trông có vẻ rất tinh xảo. Ngoài ra trên mặt ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Bọn họ bước vào như thổi vào đám nam nhân từng đợt làn gió thơm, thổi vào đàn phong tao hoặc là ám tao. Không giống với trước kia, dẫn đầu Bồ Tát Môn không phải là Mộc Hương mà là một cô gái ngồi trên xe lăn, cái miệng cô gái nho nhỏ, hơi mỏng, đôi mắt to, đôi lông mày hơi mờ, nước da trắng nõn như tuyết, ánh mắt đạm mạc chứa chan cảm tình, tóc dài búi trên đỉnh đầu, lông tơ phía dưới cổ như tấm thảm màu trắng. Như vì tránh né giá lạnh mà nàng được che phủ bởi chiếc áo chồn màu trắng bạc, thể hiện một khí chất mảnh mai, yểu điệu. Nơi đây, không ít người đã nhận ra nàng, nàng xuất hiện ở cuộc thi đấu hôm nay, không có gì ngạc nhiên. Điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ chính là theo sau xe lăn ba bước cũng không phải là Mộc Hương hay Lão Ma Ma, mà là một người không phải đệ tử của Bồ Tát Môn, đó là Tần Lạc, hắn chịu đến đây tham gia thi đấu cho Bồ Tát Môn. Tần Lạc, làm sao hắn lại cùng đi với người của Bồ Tát Môn? Hơn nữa, dường như hắn có quan hệ rất mật thiết với môn chủ Bồ Tát Môn. Mỹ nhân kế, ràng buộc, giao dịch. Một đám đen tối kích động trong óc, đại não Âu Dương Mệnh nhói lên, hắn mất đi năng lực suy nghĩ. Tiếp theo,
hắn không lo lắng là ai tham gia thi đấu nhưng rất vấn đề quan trọng là màn kịch này có ý nghĩa gì. Âu Dương Mệnh không thể không thừa nhận, bây giờ hắn phải nhìn Tần Lạc với cặp mắt khác xưa. Biết rằng, môn chủ của Bồ Tát Môn bởi vì thân thể có tật, ít khi cho người khác gặp mặt, cho dù là quý nhân đứng đầu một phái. Thế nhưng lần này tự mình xuất môn tới đây, Âu Dương Mệnh lại là chủ nhà của cuộc thi đấu này, hắn tự mình tiếp đãi, mới có vinh hạnh gặp mặt nàng. Sau đó, Âu Dương Mệnh quay mặt về phái Quỷ Y hạ lệnh, không cho phép bất cứ đệ tử phái Quỷ Y tới gần tiểu viện bên cạnh Hà Trì. Âu Dương Mệnh hạ lệnh có chút hối hận, có phải đoàn nữ nhân này phóng đãng, cực cần nam nhân làm dịu hay không? Cho nên càng làm cho Tần Lạc thêm thuận tiện, nếu đệ tử trong môn của mình đi vào, có thể người đi ra lại chính là người của phái Quỷ Y. Thời điểm này, mọi người vẫn ở trong nhà, dường như chưa rời khỏi sân, càng chưa bắt đầu cuộc thi. Hôm nay, chỉ vì nàng xuất hiện. Hơn nữa, nàng được Tần Lạc đẩy ra. Trên mặt Tần Lạc mang theo nụ cười với ý niệm hoàn toàn tốt, không phải đắc ý, cũng không che giấu sự vui sướng trong lòng. Thân thể hắn hơi hơi khom xuống, phụ giúp nàng rất cẩn thận, thoạt nhìn thân thể nàng mảnh mai vô cùng giống như chiếc bình sứ chỉ cần một chút sóc này có thể làm vỡ tan. Theo sát phía sau hắn chính là tiểu lão thái, thanh âm của lão lão khó nghe, diện mạo cũng rất khó coi, cũng may lão lão vẫn duy trì trầm mặc, Tần Lạc nghe không nghe thấy thanh âm của lão, cũng nhìn không ra phía sau, cho nên hắn cũng không cảm thấy khó chịu. Tiếp đến, là một đám nữ nhân của Bồ Tát Môn cất lên giọng nói oanh oanh. Lúc này, Tần Lạc như chiếc lá bị một đám hoa hồng vần quanh, tuy rằng thoạt nhìn có chút quái dị, nhưng hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc. Vương Dưỡng Tâm dường như muốn tạo khoảng cách với Tần Lạc, hắn đi rất xa phía sau đội ngũ. Hiển nhiên hắn rất chú ý tới không khí nơi đây, trên mặt mang tia cười khổ. Tần Lạc bình tĩnh dừng lại, đoàn nữ nhân ở đằng sau cũng ngừng bước. Cốc Thiên Phàm năng lực mạnh mẽ, đã sớm thành thói quen phát hiện ra các sự tình kỳ quái. Thấy Tần Lạc đẩy người ra cũng không có gì đáng ngại. Cho nên, hắn nắm tay nữ nhân bước lại gần, cười nói, Tô Tử Môn Chủ hôm nay có vẻ tức giận. Đích thân môn chủ xuất môn, cũng cổ động tinh thần rất lớn cho các tốt cho các thí sinh của chúng ta. Tôi chỉ đi xem, Tô Tử nhìn Cốc Thiên Phàm hé miệng cười khẽ. Vẻ tươi cười của nàng dễ dàng gợi cho người ta vẻ kiều diễm như xuân hoa, mỹ lệ như thu nguyệt. Chị Tô Tử, chị đợi một người phải không? Cốc Tử Lễ cười hì hì. Đợi, Tô Tử nhìn Cốc Tử Lễ mỉm cười, từ trong tấm thảm một cánh tay trắng noãn vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cốc Tử Lễ, nói. Nhưng còn chưa xác định có phải là người mà chị phải đợi hay không. Làm sao mới có thể xác định? Cốc Tử Lễ trợn tròn mắt, hỏi lại. Không cần xác định, chỉ cần tiếp tục chờ. Tô Tử đáp. Âu Dương Mệnh cùng Âu Dương Mẫn cuối cùng phản ứng lại, hai người cũng bước đến tiếp đón. Âu Dương Mệnh thoạt nhìn lại tươi cười cực kỳ chân thành, nhìn Tô Tử nói, Tô Tử môn chủ có thể xuất môn, chúng ta thi đấu tất nhiên càng thêm phấn khích. Tôi tin rằng Tô Tử môn chủ nhất định sẽ đem cho chúng ta thêm nhiều niềm vui. Tôi chỉ đến xem, Tô Tử gật gật đầu, nói lại một lần nữa. Nếu có cơ hội, muốn mời Tô Tử môn chủ chỉ điểm chỉ một chút y thuật lang môn. Âu Dương Mệnh kiên trì nói. Tô Tử gật gật đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Mọi người đã đến đông đủ, Âu Dương Mệnh là chủ nhà của cụ ốc thi đấu cũng là người chủ trì duy nhất lại một lần đứng ở giữa khổ tể đường. Nhìn ra mọi người nói, trận đấu hôm nay chính thức bắt đầu. Hiện tại, mời xuất đề mục. Rất nhanh, Âu Dương Mẫn dâng lên một túi cẩm hướng. Âu Dương Mệnh mở túi, lấy ra một tờ giấy, nhưng chưa vội xem nội dung bên trong, mà cười nói, cho tới nay, trung y đều biểu hiện giả tạo khiến người ta nghĩ không thể làm giải phẫu ngoại khoa, đây là một tác nhân làm cho trung y phát triển chậm chạp. Nhưng các vị ở đây đều biết rằng, trung y không chỉ có thể làm được, hơn nữa lại làm rất tốt. Cho nên, vòng 1 của trận đấu chính là sát hạch giải phẫu ngoại khoa. Địa điểm sát hạch là Bệnh viện Quảng An. Âu Dương Mệnh nhìn quét xung quanh, cười nói, trăm ngàn năm qua, bên ngoài đều truyền lưu một bài vè thuận miệng bất thành văn, quỷ y đao, bồ tát thủ, chính khí môn đầu. Tất nhiên ý nói phái quỷ y bên ngoài khoa giải phẫu có chỗ độc đáo. Xuất ra đề mục sát hạch như vậy, có lẽ mọi người nghi ngờ phái quỷ y đầu cơ trục lợi. Nhưng là tôi biết, không chỉ có phái quỷ y. Chính khí môn cùng Bồ Tát môn cũng có thể làm giải phẫu ngoại khoa, thậm chí môn chủ Tô Tử của Bồ Tát môn còn đưa đệ tử đi Nhật Bản học tập Tây Y, đây là chuyện có thật. Tô Tử gật gật đầu, thừa nhận điều này. Tần Lạc cực kỳ giật mình, không nghĩ tới nữ nhân này lại làm việc điên cuồng như thế. Để cho đệ tử môn phái chung đi học Tây Y, chẳng lẽ nàng quyết tâm phải thủ đoạn này?
để xem nàng giải thích thế nào về thủ đoạn của mình. Trung y đã rơi vào thất thế, chúng ta nghĩ muốn cứu vớt trung y, tất nhiên muốn cho trung y phát triển toàn diện. Giải phẫu ngoại khoa là một phương pháp trị liệu quan trọng, chúng ta phải nắm được phương pháp này. Chúng ta cố thủ trăm ngàn năm, dựa vào tài liệu y thuật của lão tổ tông lưu lại cho chúng ta sao có thể vững bền ngàn năm. Hiện tại, chúng ta tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng mà cống hiến cho trung y. Vòng một của cuộc thi, bất luận là sử dụng phương pháp trung y hay phương pháp tây y, chúng ta đều có thể nghĩ đến một kết quả tốt. Cho nên, mọi người phải tận lực mà thi đấu. Nếu đề mục cuộc thi đã được công bố, chính khí môn tiếp nhận được là được. Phái chủ Âu Dương không nên giải thích nhiều. Cốc Thiên Phàm cười nói. Bồ Tát môn không có ý kiến. Tô Tử nói, thời điểm nàng ở đây, Mộc Hương hiển nhiên không đại diện cho môn phái nữa. Nếu như vậy, chúng ta phát đi. Âu Dương Mệnh cười nói, cũng không đi trưng cầu ý kiến của Tần Lạc, hắn trong lòng ước gì tiểu tử này bỏ cuộc mới tốt. Sớm có người chuẩn bị xe đứng ở khổ tể đường môn. Tần Lạc mở ra cửa xe, nhìn Tô Tử nói, tôi ôm cô lên. Tô Tử cười gật đầu, không cự tuyệt ý tốt của Tần Lạc. Vì thế, Tần Lạc nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Tô Tử, hướng đi đến chiếc xe. Hai gã đệ tử của Bồ Tát môn đi đến, đem gấp lại chiếc xe lăn cho vào ngăn sau. Âu Dương Mệnh đứng ở bên cạnh, nhìn cảnh Tần Lạc ôm Tô Tử lên xe, trêu ghẹo nói, chúc mừng Tần Lạc. Một ngày không thấy mà đã tới cửa làm con rể của Bồ Tát môn rồi. Chương 287, giải phẫu ngoại khoa kiểu Trung Quốc. Tần Lạc tất nhiên nghe rõ những lời của Âu Dương Mệnh, lão ma ma đứng ở bên cạnh xe lập tức âm trầm, thanh âm của Âu Dương Mệnh như tiếng quả kêu, hắn cố ý không phát ra tiếng cười khiến cho người ta cảm thấy thực sự đang có một con quả thét bên tai. Âu Dương Mệnh, ngươi là đứng đầu một phái, nói chuyện cần phải chú ý đúng mực. Lão ma ma xúc động lập tức tiến lại động thủ với Âu Dương Mệnh, thái độ nói chuyện không hề khách khí. Lão nhìn chằm chằm vào Âu Dương Mệnh. Âu Dương Mệnh dường như cũng có chút kiêng kỵ lão ma ma này, cười lên ha hả, dung ma ma làm gì nóng nảy thế. Con không có ác ý, chỉ là vui đùa một chút với gã thanh niên kia thôi. Hừ, lão mặc kệ cậu cùng ai hay nói giỡn, làm bẩn thanh danh môn chủ chúng ta là không được. Bồ Tát môn tuy rằng đều là nữ nhân, nhưng là không phải dễ dàng bắt nạt. Tiểu lão thái được Tô Tử môn chủ rõ ràng sủng ái hơn mọi người, lao vào cướp lời, nói. Ha ha, Âu Dương Mệnh cười gượng gạo. Nguyên bản Âu Dương Mệnh muốn kích động Tần Lạc, không nghĩ rằng Tần Lạc lại không lên tiếng, tự nhiên lại dính phải lão bà này. Hắn bị lão ma ma liên tục lên tiếng kích thích, không thể nhịn được nữa. Bản thân là phái chủ phái quỷ y, lại là chủ nhà của cuộc thi đấu cho nên hắn không chấp nhặt với một lão thái bà, nếu truyền ra không phải làm cho người ta chê cười sao. Nói sau, phải thật sự là trêu chọc đoàn nữ nhân như vậy, các nàng thu lại các đồ vật rất nhanh. Cuộc thi đấu vẫn chưa diễn ra, nếu ngay cả một cuộc thi đấu mà phái quỷ y cũng không tổ chức được, chuyện này đồn ra chẳng phải phái quỷ y vô cùng nhục nhã sao. Nam nhân cùng nữ nhân phát sinh mâu thuẫn, nữ nhân luôn có ưu thế trời sinh. Ai lại để cho các nàng là chịu thua thiệt? Đừng cười miễn cưỡng như vậy, tôi biết lão ma ma không muốn nhường nhịn, tôi cũng không nhường nhịn đâu. Tư thế lão ma ma vẫn không muốn bỏ qua, hôm nay lão phải nói cho rõ mới được. Nếu ai nhục mạ môn chủ, lão sẽ liều mạng với kẻ đó, đòi lại công bằng cho môn chủ. Bà không thể nào, thật sự là bà không thể nào. Lão ma ma hiểu lầm phái chủ chúng ta. Phái chủ cùng Tần Lạc quan hệ cũng không tồi, chỉ là vui đùa với Tần Lạc mà thôi. Âu Dương Mẫn nhìn đến sắc mặt đại ca khó coi, chạy nhanh tiến lên giải vây. Anh thật sự không nhịn được à, chẳng lẽ để cho người trong ngoài môn chế giễu sao? Chỉ hy vọng như thế. Lão ma ma hừ lạnh một tiếng, nói. Tần Lạc ôm Tô Tử ngồi lên chiếc ghế, dùng tấm vải cẩn thận vây kín toàn thân nàng, bảo với lái xe để thoáng một chút khí trong xe. Lúc này, Tần Lạc mới vươn đầu nhìn Âu Dương Mệnh mà nói, nhờ lời tốt đẹp của Âu Dương phái chủ, nếu tôi thật sự may mắn thành con rể của Bồ Tát Môn, nhất định sẽ đến mời ngài đi uống chén rượu mừng. Khách khí, Âu Dương Mệnh chắp tay, bề ngoài cười cười nhưng trong lòng có vẻ nham hiểm. Tần Lạc cũng không thèm để ý tới hắn, hai bên quan hệ nguyên bản không hòa thuận, mâu thuẫn không thể điều hòa, nếu cố ý lấy lòng cũng không có tác dụng gì. Hắn vẫy vẫy Vương Dưỡng Tâm, nói, đi lên ngồi đi. Vương Dưỡng Tâm xua tay, nói, không cần, tôi cùng ngồi với Mộc Hương. Ở phía kia, Cốc Tử Lễ giãy giụa trong tay cha, nói, con muốn ngồi cùng xe với chị Tô Tử, Cốc Thiên Phàm cũng không giữ lấy,
nhìn theo con gái cưng của mình quấy nhiễu một đôi tuổi trẻ thân mật. Tần Lạc cùng Tô Tử sóng vai ngồi ở ghế sau trên chiếc xe diện bao. Cốc Tử Lễ ngồi ở phía trước, cô bé quay lại nhìn phía sau, thấy đôi mắt Tần Lạc sáng ngời, rồi đảo qua trên mặt Tô Tử, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng rốt cục cười lên một tiếng xì. Khuôn mặt của Cốc Tử Lễ thật nhỏ nhắn đáng yêu. Cười cái gì, Tần Lạc nguyên bản đã bị nàng nhìn chăm chú trong lòng sợ hãi, lại thấy nó tự nhiên cười to, nhịn không được ra tiếng hỏi. Tôi cảm thấy được hai người xứng đôi quá. Cốc Tử Lễ cười hì hì nói, lớn lên đều trong sáng. Tần Lạc không thể không nói, nữ hài tử này tư duy lô, dích năng lực rất có vấn đề. Chẳng lẽ bởi vì hai người lớn lên đều trong sáng là có thể xứng đôi? Về sau, bọn họ mặt mày tái nhợt, em có thể nói thương cùng tang thương là một chuyện sao? Tiểu hài tử không hiểu được đạo lý cao thâm. Hơn nữa, tôi thấy hai người ngồi ở cùng nơi, một chút cũng không cảm thấy được ngoài ý muốn. Cốc Tử Lễ nói. Có nghĩa là gì? Tần Lạc càng không hiểu. Người đã chết, Cốc Tử Lễ nén giận nhìn Tần Lạc nói, anh nghĩ muốn, chị Tô Tử là chẳng khác nào thần tiên, nam nhân nào có thể xứng với chị. Vô luận là ai, là đại ca Phong Tật, hay là bằng hữu Vương Dưỡng Tâm, hoặc là nam nhân nào khác, bọn họ cùng ngồi với chị Tô Tử, tôi đều cảm thấy được quái dị đã chết. Không được tự nhiên đã chết, khó coi chết đi được, chính là, hai người ngồi ở cùng chỗ đương nhiên giống nhau. Tần Lạc mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới. Một người con gái còn trẻ, kinh nghiệm sống lại có thể cao thâm như vậy. Cậu xem, đầu tiên là một câu người đã chết, sau đó, đem Tô Tử cấp nâng cao quái dị đã chết, không được tự nhiên đã chết, khó coi chết đi được ba cái đã chết không đem nam nhân hào hùng khắp thiên hạ để vào mắt. Tiếp theo, chuyển sang liền đem mình so sánh cùng Tô Tử. Trong lời nói không một từ ca ngợi, không một chỗ không có ngại ngùng mà lại rất trong sáng. Cuối cùng mới biết được. Nàng phía trước nói nhiều như vậy nói kỳ thật đều chỉ làm nền. Mục đích là để khích lệ thật nhiều. Đứa nhỏ này đáng tiếc không phải là nhân viên công vụ khảo sát. Tần Lạc dường như nhớ đến Hoa Hạ Quốc một viên chính trị tân tinh mềm rủ xuống. Cốc Tử Lễ nhìn Tần Lạc chỉ cười ngây ngô, đâu biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Gật gật đầu, nói, trên người anh chỉ có cùng khí chất. Khí chất, dường như nàng đã nhìn ra bí mật gì đó. Tần Lạc thật muốn ôm lấy nó. Ai bảo nhỏ đáng yêu như vậy? Tô Tử nhìn thấy Cốc Tử Lễ cũng tán thưởng, bởi vì nó xuất thân trong gia đình trung y, tâm lý của đứa nhỏ này thành thục gấp 5 người khác. Bản thân nàng cũng học y, hiển nhiên có thể nhìn ra, chính mình cùng trên người Tần Lạc cũng tràn đầy hoặc là cùng khuyết thiếu đồ vật nào đó. Theo như lời của đứa nhỏ, dường như mình cùng Tần Lạc thật sự thực xứng đôi. Hơn nữa, sự xứng đôi này dường như do trời đất tạo nên. Chỉ là do chiến tranh. Chuyện nam nữ không thể thuận buồm xuôi gió. Mặc dù không bị đạn pháo tạc tứ phân ngũ liệt phá thành mảnh nhỏ, cũng sẽ bị đạn lạc đánh trúng, trên thân thể lưu lại một dấu vết suốt đời khó quên. Chính mình, thật sự chuẩn bị tốt sao? Vòng một trận đấu không ở Quảng An đường, mà là ở Bệnh viện Quảng An. Bệnh viện Quảng An là một bệnh viện tư nhân dưới quyền kiểm soát của phái quỷ y, ở vào khu trung tâm tài chính Bình Xương. Bệnh viện chiếm diện tích khá rộng, trong đó có vài tầng được xây dựng cùng một chỗ. Nhìn vẻ bề ngoài rất khí phái xa xỉ. Hơn nữa, bệnh viện này cũng giống bệnh viện Khang Phục, đều kinh doanh cả Trung Y và Tây Y. Trung Y có thể do đệ tử môn hạ đảm nhiệm, nhưng Tây Y cần bên ngoài cam kết. Rất ít có bệnh viện tư nhân kinh doanh Trung Y thuần túy, ngay cả phía chính phủ thành lập bệnh viện Trung Y cũng không ngoại lệ. Nhưng thật ra không hề ít Trung Y thuần túy trại an dưỡng cùng bệnh viện Khang Phục. Phương pháp giải phẫu ngoại khoa đối cần đáp ứng các điều kiện cực cao. Hôm nay, nếu trọng điểm sát hạch là giải phẫu ngoại khoa, hiển nhiên chọn địa điểm cuộc thi là nơi này bởi vì tại Quảng An đường không có đầy đủ cơ sở vật chất để giải phẫu. Xe trực tiếp tiến đến cổng tiến bệnh viện, sau đó quạt đến cửa sau. Đã sớm có vài tên lãnh đạo bệnh viện đứng ở đó. Nhìn Âu Dương Mệnh cùng Âu Dương Mẫn xuống xe, bọn họ nhanh chóng tiếp đón. Trong đó một nam nhân mặc com lê màu đen, đó chính là đại bối đầu tiến đến bẩm báo công việc với Âu Dương Mệnh, nói, đại bá. Gọi là phái chủ, Âu Dương Mẫn quát lớn một tiếng. Dạ tên nam nhân trung niên chạy nhanh đáp ứng, nói theo, phái chủ. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ có một chút khó khăn là chuẩn bị người theo yêu cầu giải phẫu ca bệnh. Trong cùng một ngày, khó có thể tìm được mấy bệnh nhân có khối u. Cho dù có, cũng không có thể có ở các vị trí giống nhau. Cho nên, các thí sinh tiến hành giải phẫu sẽ có khó khăn không giống nhau.
có cái dễ mà cũng có cái khó. Âu Dương Mệnh khoát tay, nói, ông chỉ cần nói cho tôi biết, ông đã chuẩn bị như thế nào. Bọn tôi tìm trong bệnh viện những bệnh nhân cần mổ, bệnh tình của bọn họ không giống nhau, giải phẫu khác nhau nhưng thật ra không khác nhau lắm. Mọi người có thể tự hành chọn lựa bệnh nhân để trị liệu. Đại bối đầu nói, ừ, cứ như thế đi. Âu Dương Mệnh gật đầu nói. Nghe được phái chủ đáp ứng, đại bối đầu sửa đổi gì đó, trong lòng hắn khẽ buông lỏng, thầm thở dài, một tầng mồ hôi lạnh toát ướt đẫm lưng, tiếp đến hắn xoay người giơ tay, nói, phái chủ, mời ngài bên trong. Đi trước mời khách nhân đi, Âu Dương Mệnh phân phó nói. Một lần nữa, Tô Tử lại được Tần Lạc ôm tới chiếc xe lăn, nàng không quay đầu lại, thanh âm dịu dàng nói, căn cứ vào tình báo tôi có được, anh không am hiểu giải phẫu ngoại khoa. Có lẽ anh phải bỏ cuộc vòng một rồi. Bỏ cuộc, tôi chưa từng nghĩ tới. Tần Lạc lắc lắc đầu, chuẩn bị thử xem giải phẫu ngoại khoa kiểu Trung Quốc. Giải phẫu ngoại khoa kiểu Trung Quốc, Tô Tử sửng sốt, sau đó nàng cười cười mang theo ý tán thưởng, nói, Cốc Tử Lễ bảo rằng anh luôn mang đến niềm vui cho người khác. Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Chương 288, không cần giao giải phẫu. Âu Dương Thanh là cháu của Âu Dương Mệnh. Sau khi hắn học tập mười mấy năm trung y ở phái quỷ y, liền được cắt cử gánh vác sản nghiệp gia tộc. Bởi vì nhận thấy Âu Dương Thanh là người có năng lực, hiện tại cho hắn phụ trách quản lý tại Bệnh viện Quảng An. Hắn dẫn dắt một đám người chậm rãi lên tầng 6 tòa nhà. Tòa nhà này có phong cách kiến trúc châu Âu, thoạt nhìn cực xa xỉ, không giống như phòng bệnh hay khu vực làm việc bình thường. Đây là một bệnh viện VIP săn sóc đặc biệt. Âu Dương Thanh cùng Âu Dương Mệnh đứng bên cạnh Cốc Thiên Phàm, ra tiếng giải thích. Tòa nhà này chủ yếu phục vụ người bệnh cao cấp. Bọn họ đều có yêu cầu rất cao, rất coi trọng năng lực bác sĩ cùng với phương pháp chữa bệnh. Cho nên, chúng ta mở ra một số phòng bệnh mang tên phòng VIP để phục vụ bệnh nhân. Nghe hắn giải thích, Tần Lạc liền hiểu được, bệnh nhân bên trong phòng VIP cũng như trong tòa nhà này đều là hạng giàu sang. Ít nhất, có thể tiền trả phí trước hẳn một quý. Tần Lạc nghĩ, có nên gọi điện cho mẹ, để bà tiếp nhận sáng kiến hay không? Ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong đầu. Hắn biết, nếu làm cho lão gia tử trong nhà biết mình có ý tưởng nguy hiểm, hắn không lấy gậy đánh gãy chân mình mới lạ. Nếu gặp phải tình huống như này thì trong điện ảnh truyền hình, sư phụ yêu cầu đồ đệ tự phế võ công, còn hiện tại chỉ sợ là lão gia tử sẽ phế hết y thuật của mình. Âu Dương Thanh nhìn thấy Âu Dương Mệnh liền lấy lòng, nói, biết phái chủ tiến hành thi đấu vòng một tại đây, cho nên cháu đã chuẩn bị phòng giải phẫu. Cái này phải bí mật một chút. Bởi cháu không làm cho bệnh nhân khác hoặc là người nhà nhòm ngó đến, không để cho một số người không cần thiết đến xem. Mặt khác, điều kiện giải phẫu cũng rất tốt, có đầy đủ các loại dụng cụ giải phẫu. Đương nhiên, nếu vị nào còn có yêu cầu hoặc là đề nghị gì thì cứ nêu ra. 3 năm mới có một giải thi đấu do phái quỷ y tổ chức, cháu phải nghĩ đến vinh quang của bổn phái. Hắn tỏ ra như một đệ tử của phái quỷ y, vì thế phải cống hiến một phần sức lực của mình. Lúc trước, Âu Dương Mệnh vừa bị lão ma ma làm cho bực bội, nghe thấy thằng cháu nói như thế liền cảm thấy vui vẻ, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Chuẩn bị rất tốt, Âu Dương Mệnh nhìn Âu Dương Thanh gật đầu, nói. Âu Dương Thanh mừng rỡ trong lòng, trên mặt không dám biểu hiện rõ ràng. Chỉ hàm chứa ý cười, khiêm tốn cung kính nói, phái chủ, đây là việc cháu phải làm. Trong lòng Âu Dương Thanh lại dấy lên sự suy tính, có phải mình đã đi đúng bước đầu tiên rồi hay không? Cái tên ngu xuẩn Âu Dương Lâm kia bị phạt 3 năm án, hơn nữa, bị phế truất khỏi vị trí người thừa kế phái quỷ y. Nói cách khác, hiện tại vị trí thừa kế bổn phái vẫn bỏ trống. Âu Dương Thanh là dòng dõi trực tiếp của Âu Dương Mệnh, nếu có thể khiến Âu Dương Mệnh vui vẻ, hắn cũng sẽ có cơ hội được kế thừa. Phái quỷ y tuy rằng không phải là một nơi nào đó cao xa, nhưng hiện tại môn phái nắm giữ một số lượng y dược khổng lồ và tài chính khổng lồ. Trở thành phái chủ của phái quỷ y là giấc mộng ngàn vàng của mỗi người có chí. Đoàn người đi vào một văn phòng rộng rãi xa hoa, tràn ngập tính chất hiện đại hóa, Âu Dương Mệnh đi đến giữa phòng, lớn tiếng nói, mời các thí sinh đi đến giữa. Vì thế, một tiểu hồ tử của chính khí môn đi tới, chính là người lần trước cùng Tần Lạc so đấu bắt mạch. Tần Lạc biết hắn tên là Phong Tật, là một trong tiểu nhi tử giám định của chính khí môn, là nhân vật trẻ tuổi tài ba trong tam đại trung y. Phía bên kia, người đại diện cho phái quỷ y dĩ nhiên là Âu Dương Mẫn, vẻ mặt mọi người trầm xuống, liền hiểu rõ sự tình. So với chính khí môn và Bồ Tát môn thì phái quỷ y am hiểu hơn cả về khía cạnh giải phẫu ngoại khoa. Đây là lĩnh vực cực mạnh của bọn họ,
hiển nhiên muốn chiếm lấy vị trí đầu bảng trong cuộc thi đấu. Lựa chọn Âu Dương Mẫn, thân phận phó phái chủ là một trong những nhân vật trọng yếu lên thi đấu, đủ thấy bọn họ rất coi trọng cuộc thi đấu này. Đến lượt người của Bồ Tát Môn lên thi đấu, đột nhiên lão ma ma nhìn Tô Tử nói, môn chủ, để lão đi thi đấu vòng một này. Lão cũng biết y thuật này sao? Lúc này đây, đến phiên Tần Lạc nhìn lão ma ma với cặp mắt khác xưa. Hắn nghĩ lão ma ma thân thủ không tồi là người bảo vệ bên cạnh Tô Tử. Không nghĩ rằng, lão còn có thể tiến hành giải phẫu ngoại khoa. Hắc hắc, là sát thủ, hiển nhiên cũng có thể cứu người. Phương pháp nhỏ này ăn thua gì? Lão nhìn Tần Lạc nhếch miệng cười nói. Ma ma là tôi luôn tôn trọng ý kiến của ma ma thế nhưng. Tô Tử nhẹ giọng giải thích nói, Tô Tử quay đầu nhìn lão ma ma nói tiếp, ma ma, cần gì phải để lão thi đấu cho vất vả. Không vấn đề gì, tuy rằng lão đã cao tuổi, nhưng tay nghề vẫn rất ổn. Không tin, cô hỏi tiểu tử này. Lão ma ma chỉ vào Vương Dưỡng Tâm đứng ở bên cạnh Tần Lạc, nói. Lần trước chính là lão ra tay truyền nước cho Vương Dưỡng Tâm, Tần Lạc muốn ngăn đều không ngăn được. Đủ thấy tốc độ cực nhanh, thủ pháp cực chuẩn. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt cười khổ, cũng không biết nói gì cho phải. Nữ nhân quả nhiên là nhớ dai, lão lão cũng là nữ nhân cho nên cũng không ngoại lệ. Được rồi, vậy đi thử thi đấu xem. Tô Tử rốt cục gật đầu đáp ứng. Tôi cũng lên, Tần Lạc nhìn Tô Tử nói. Mong chờ tin vui, Tô Tử nhẹ giọng cười. Đợi cho bốn thí sinh đều đi đến giữa, Âu Dương Mệnh lại hô lên, lấy ra bệnh án đem cho bốn thí sinh lựa chọn. Âu Dương Thanh vẫy vẫy tay, một cô gái mặc trang phục màu đen, ôm đến một tập bệnh án. Âu Dương Thanh tiếp nhận, phất tay ý bảo cô gái rời đi. Sau đó đi đến trước mặt Âu Dương Mệnh, nói, phái chủ, đây đều là bệnh án. Các bệnh án này đều công khai, các vị dự thi có thể xem trước các bệnh án này, sau đó quyết định lựa chọn một trong các bệnh nhân để tiến hành giải phẫu trị liệu. Âu Dương Mệnh gật gật đầu, nhìn Âu Dương Thanh tán thành năng lực làm việc, nói, như vậy mới công bằng, thí sinh của phái quỷ y sẽ là người chọn bệnh án cuối cùng. Dừng một chút. Tầm mắt Âu Dương Mệnh điểm qua mặt những người dự thi, cuối cùng dừng lại ở Tần Lạc, nói, mặc dù nhắc nhở có chút hơi muộn, nhưng có một số việc tôi muốn nhắc mọi người. Giải phẫu ngoại khoa có độ nguy hiểm rất lớn, chúng ta phải tuyệt đối an toàn cho sinh mệnh của bệnh nhân. Chúng ta là thầy thuốc, tới cứu người, không phải giết người. Cho nên, chúng ta không thể bất chấp chỉ vì kết quả của một cuộc thi đấu. Nếu ai không có kinh nghiệm về giải phẫu, tốt nhất nên rời khỏi cuộc thi. Hiển nhiên. Ý của hắn muốn nhằm vào Tần Lạc. Bởi vì Tần Lạc từ khi xuất đạo tới nay, tay hắn chưa động qua dao kéo, càng chưa làm qua giải phẫu. Hai môn phái đã tìm hiểu tư liệu về Tần Lạc, tất nhiên chúng biết được điểm này. Tôi còn chưa thử mà. Tần Lạc thoáng có chút cười ngại ngùng, ánh mắt nhìn vô hại nhìn mọi người. Cậu quyết định thi chứ? Âu Dương Mệnh lại hỏi. Quyết định, Tần Lạc gật gật đầu. Vậy bắt đầu đi, nếu có vấn đề gì không giải quyết được, hãy gọi chúng ta. Âu Dương Mệnh dặn dò liên hồi. Yên tâm đi, tôi sẽ, Tần Lạc cười nói. Sau khi phong tật của chính khí môn, Dung Ma Ma và Tần Lạc của Bồ Tát môn ba người chọn lựa bệnh nhân, Âu Dương Mẫn của phái quỷ y mới tùy ý rút ra một bệnh án bất kỳ. Hiển nhiên, hắn làm như vậy là để biểu hiện rằng phái quỷ y công bằng rộng lượng. Dù sao, sau sự kiện của Âu Dương Lâm, danh dự của phái quỷ y có ảnh hưởng rất lớn. Mặt khác, cũng biểu hiện tin tưởng thực lực cường đại của phái. Âu Dương Mệnh cầm lấy bệnh án mà các thủ tuyển tiếp nhận, sau đó đưa tới tay Âu Dương Thanh để hắn phụ trách sắp xếp phòng giải phẫu. Âu Dương Thanh lấy ra bút máy, sau khi viết ra mấy dấu hiệu, nói, thí sinh của chính khí môn được sắp xếp ở phòng giải phẫu số 1. Thí sinh Bồ Tát môn được sắp xếp ở phòng giải phẫu số 2. Thí sinh phái quỷ y được sắp xếp ở phòng giải phẫu số 3. Tần Lạc tiên sinh được sắp xếp ở phòng giải phẫu số 4. Nửa giờ sau có thể tiến hành giải phẫu. Hiện tại các vị có thể đưa ra bất cứ đề nghị nào. Đợi cho bốn vị thí sinh đều tỏ vẻ không có ý kiến, Âu Dương Mệnh gọi mấy tên trợ lý, bảo bọn họ dẫn dắt bốn thí sinh đi chuẩn bị mọi thứ cho việc tiến hành giải phẫu. Âu Dương Thanh tự mình xem xét mọi thứ khác ở bên ngoài, nói, bởi vì trong phòng giải phẫu yêu cầu vô khuẩn, cho nên không thể để người khác tự tiện đi vào. Cho nên, tôi đã tính trước được việc này, các vị theo tôi đến đây. Nói xong. Hắn liền dẫn mọi người đi tới trước vài chiếc máy vi tính trong đại sảnh. Nhìn một tên nhân viên đang ngồi đánh máy vi tính, một lúc sau hình ảnh bốn phòng giải phẫu hiện lên trước mặt mọi người. Tôi đã sắp xếp trang thiết bị theo dõi các thủ thuật ở trong phòng,
mọi người có thể quan sát tận mắt quá trình giải phẫu. Vẻ mặt Âu Dương Thanh kiêu ngạo nói. Âu Dương Mệnh vẻ mặt sung sướng, xoay người vỗ vỗ bờ vai của hắn thật mạnh, nói, không tồi. Người trẻ tuổi biết dùng não làm việc là rất tốt. Một gã trợ lý mặc trắng áo đi xuống, dẫn Tần Lạc đến phòng giải phẫu số 4. Tên trợ lý kia nhìn Tần Lạc cười, nói, tôi là y sĩ Lâm Đống, là trợ lý của anh. Tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh trong toàn bộ quá trình giải phẫu. Nếu anh cần cái gì, có thể gọi tôi sẽ xin viện trưởng. Cảm ơn, tôi không có gì yêu cầu, Tần Lạc cười nói. Lâm Đống gật gật đầu, nhìn Tần Lạc nói, mời đến bên này sát khuẩn rồi mới thay y phục giải phẫu. Vẻ mặt Tần Lạc vẫn dịu hiền, nở nụ cười hòa ái, nói, không cần. Tôi không cần sát khuẩn. Lâm Đống choáng váng, nói, điều này sao được, trong quá trình giải phẫu sẽ phải mổ bệnh nhân, nếu nhiễm khuẩn thì rắc rối to. Thân thể của anh có chứa vi khuẩn, nếu không sát khuẩn, khả năng nhiễm khuẩn rất cao. Tần Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, quy định này tôi hiểu được. Tôi chỉ muốn đi vào trước xem tình hình bệnh nhân thế nào. Có thể lấy ra một hộp ngân châm, đúng không? Lâm Đống thật sự không có biện pháp lý giải, ngân châm thì làm sao có thể giải phẫu? Hắn chưa từng nghe qua, càng chưa thấy qua. Chương 289, quan âm thủ trong thái ất thần châm. Đây là quy định của bệnh viện, bác sĩ khi vào phòng giải phẫu phải tuân thủ nguyên tắc diệt khuẩn. Lâm Đống ra sức ngăn cản Tần Lạc, Tần Lạc nhìn anh ta kiên trì, cố gắng giữ đúng nguyên tắc của bệnh viện, quả là nhân tài là đáng tôn kính. Hiện tại, người như anh ta thật sự quá ít. Như vậy đi, tôi cũng không muốn cho cậu khó xử. Tần Lạc cười nói, cậu có thể giúp tôi đem người bệnh rời đi không? Không nhất định phải ở trong phòng giải phẫu mới lấy ra thủ thuật. Tần Lạc cười nói, có thể chứ, Lâm Đống có chút chưa chắc chắn. Không thành vấn đề, Tần Lạc gật đầu, ý của viện trưởng cho cậu làm trợ lý của tôi, chính là đến phụ trợ công việc của tôi. Hiện tại, tôi cần của cậu trợ giúp, yên tâm đi, nếu xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ gánh vác hết. Lâm Đống do dự một phen nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Để Tần Lạc chờ ở cửa, sau đó anh ta đi vào. Một lát sau, theo sự chỉ huy của Lâm Đống, hai y tá trẻ đẹp phụ giúp xe lăn tới. Hai y tá nhìn vẻ mặt Tần Lạc nổi lên sự nghi hoặc, không hiểu vì sao bác sĩ không tiến phòng giải phẫu, lại muốn đem bệnh nhân đẩy ra. Hai y tá thì thầm, không biết có phải người trẻ tuổi dễ nhìn này có thật là bác sĩ không? Tần Lạc cũng có chút ngạc nhiên với hai y tá trẻ đẹp này, thầm nghĩ khó trách người ta xưng là VIP, được săn sóc trong phòng đặc biệt, kẻ có tiền không chỉ có thể yêu cầu với bác sĩ mà còn chọn luôn cả phương pháp trị liệu, cho nên yêu cầu với y tá cũng rất cao. Làm phiền các bạn, Tần Lạc nhìn bọn họ gật gật đầu, các bạn tìm cho tôi một phòng trống là được rồi. Lâm Đống gật đầu đáp ứng, dù sao chức trách của mình là phụ trợ Tần Lạc, nếu anh ta có yêu cầu thì cần phải đáp ứng. Tiểu Nhã, còn phòng trống không? Lâm Đống hỏi. Phòng số 006 tạm thời không có ai nằm. Một trong hai y tá dáng cao gầy trả lời. Vậy đến phòng 006 thôi. Lâm Đống phân phó. Sau đó, tự mình dẫn đường. Hai y tá liếc nhìn Tần Lạc, rồi lại nhìn nhau cười, còn bệnh nhân dường như đang mê man. Ba phòng giải phẫu kia đều có người đi vào, hơn nữa chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Động tác có chút khẩn trương. Thậm chí đều đã dùng dao giải phẫu, một loại dao chuyên dụng của bác sĩ chuẩn bị mổ khối u. Sau khi phát tín hiệu vào phòng vẫn chưa thấy Tần Lạc tiến vào, hình ảnh trong phòng bệnh rỗng tuếch, không có nổi một bóng người. Chẳng lẽ có chuyện gì? Âu Dương Mệnh nhìn đến màn hình thứ tư nghi hoặc hỏi. Máy quay chắc chắn không có vấn đề. Dù sao, cũng đã có hình ảnh của các phòng giải phẫu kia. Có thể thí sinh tại phòng số 04 có vấn đề, phái chủ đừng nóng vội, hiện tại cháu đi hỏi một chút. Âu Dương Thanh cũng có chút mông lung, hắn rút điện thoại ra rất nhanh gọi cho Lâm Đống, hỏi xem rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Sau khi nói chuyện điện thoại một hồi, vẻ mặt Âu Dương Thanh xấu hổ nhìn Âu Dương Mệnh nói, phái chủ, Tần Lạc tiên sinh không muốn lấy ra thủ thuật trong phòng giải phẫu. Hắn cho người đem bệnh nhân chuyển đến phòng 006. Làm bừa, Âu Dương Mệnh tức giận nói, tôi biết hắn không làm nổi giải phẫu ngoại khoa. Nếu không làm được thì sao hắn không bỏ cuộc đi? Trên đời không phải ai cũng hoàn hảo, chúng ta cũng có thể lý giải được, hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ loại hắn khỏi cuộc thi? Hay là hắn có thủ thuật kỳ diệu nào đó? Tô Tử ngồi trên xe lăn, thân thể nàng đã cảm thấy mệt mỏi, không nói gì. Đúng vậy, Tần Lạc cho tới bây giờ không làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta vẫn cho hắn cơ hội,
xem hắn rốt cuộc làm cái gì. Cốc Thiên Phàm cũng cười ha hả nói. Thấy hai môn chủ của hai môn phái khác đều nói giúp Tần Lạc, trong lòng Âu Dương Mệnh thầm hận. Quay đầu nói với Âu Dương Thanh, chúng ta có thể quan sát tình hình phòng bệnh 006 được không? Không được à, phòng đó không có bệnh nhân nằm cho nên chúng ta không lắp camera theo dõi. Âu Dương Thanh nói. Như vậy đi, tôi có một đề nghị thế này. Cốc Thiên Phàm nói, chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm ở chỗ này quan sát ba thí sinh giải phẫu. Nhóm kia người đến phòng 006 quan sát. Mặt khác, ba vị theo dõi giám sát tại đây, một vị đi sang phòng 006, coi như là công bằng. Mọi người cảm thấy thế nào? Tôi không có ý kiến. Tô Tử nói. Âu Dương Mệnh nghĩ nghĩ, nói, tôi và các cậu đi xem. Dù sao tình hình giải phẫu bên này cũng có thể xem được. Lúc sau trở lại quan sát cũng không muộn, tổ giám sát Phong Hà theo chúng ta đi xem. Các đệ tử của các môn phái khác có thể lựa chọn xem ở bất kỳ đâu. Hắn vừa nói xong, thì hơn phân nửa người đi theo đến phòng 006 xem Tần Lạc tiến hành giải phẫu. Dù sao, Tần Lạc được xưng hô có kỳ tích Tần. Bọn họ đều muốn biết, thanh niên này phương pháp ngoại khoa giải phẫu có gì độc đáo. Có năng lực nào mà mọi người vui vẻ đến thế? Đặc biệt đệ tử của Bồ Tát Môn, ngoại trừ Mộc Hương ở lại bên ngoài giám sát ba môn phái kia, còn lại toàn bộ đều đi theo môn chủ. Trong phòng vừa mới náo nhiệt lập tức nhiều người rời sang phòng 006, cảm giác thật vắng vẻ trống rỗng. Bên trong phòng 006, tuy rằng đồ đạc không bằng các phòng bệnh tư nhân của những người giàu có, nhưng so với phòng bệnh bình thường cũng xa hoa hơn nhiều. Cùng có đủ các thiết bị giải trí, buồng vệ sinh riêng, phòng bếp riêng, phong cách phục vụ cẩn thận, không phụ mang tên VIP. Tần Lạc bảo trợ lý cùng các y tá nâng bệnh nhân lên giường, còn hắn tự tay lau rửa ngân châm. Đột nhiên cửa phòng bệnh bị mở ra, một đám người tiến vào phòng vây lấy Tần Lạc. Phòng 006 vừa rồi còn rộng rãi nay đã chật chội đến kỳ lạ. Tần Lạc cười ngượng, nói, thật sự xin lỗi. Tôi tạm thời có chút thay đổi, cho nên mới bảo Lâm Đống chuyển bệnh nhân sang bên này. Cậu ở chỗ này rồi sao không sử dụng thủ thuật đi? Âu Dương Mệnh tức giận nhìn chằm chằm vào Tần Lạc mà chất vấn. Nhóc con này, luôn không tuân theo sự sắp đặt của người khác. Những thí sinh khác đều theo sự sắp đặt đã tiến vào phòng giải phẫu. Cậu ngoan ngoãn nghe lời một lần thì chết gà. Quả thật tôi muốn lấy ra thủ thuật ở phòng bên. Tần Lạc gật đầu nói rồi tiếp tục khử trùng ngân châm trong tay. Không được, điều kiện giải phẫu ở bên này không đạt tiêu chuẩn. Âu Dương Mệnh liền cự tuyệt. Điều kiện giải phẫu, chỉ là tôi châm cứu thân thể bệnh nhân, không mổ bệnh nhân, thì cần gì phải có điều kiện giải phẫu? Tần Lạc mỉm cười hỏi ngược lại. Cậu, châm cứu, thế gọi gì là giải phẫu? Âu Dương Mệnh tức giận nói. Có phải là giải phẫu hay không thì tôi không rõ. Tôi chỉ là muốn nói cho ông biết, sao giải phẫu có thể làm tiến hành được, thì hộp ngân châm trong tay tôi cũng có thể làm được, mà có khi còn làm rất tốt là đằng khác. Tần Lạc cười rộ lên như một con hồ ly tinh xảo quyệt. Phái chủ Âu Dương, cứ để cho hắn thử xem. Cốc Thiên Phàm cười nói. Được, tôi trực tiếp xem cậu châm cứu giải phẫu thế nào. Âu Dương Mệnh châm biếm nói. Nhất định sẽ không cho ông thất vọng. Ánh mắt dịu hiền nhìn Tô Tử dường như đưa ra câu trả lời trong lời nói của mình. Âu Dương Mệnh trong lòng xúc động, ngực đau điếng như muốn phun ra máu. Dường như mọi chuyện đã được ấn định rồi. Không thể không nói. Tần Lạc có khả năng hơn người. Đôi khi hắn không cố ý giả vờ kiêu ngạo, tự đại, tự phụ luôn dễ dàng làm cho Âu Dương Mệnh không ngừng phát điên. Bởi vì, Tần Lạc có thực lực cường đại làm hậu thuẫn cho nên Tần Lạc luôn có thể làm tốt so với người khác. Nâng bệnh nhân dậy, cởi áo ra. Tần Lạc nói, bác sĩ trước tiên phải chuẩn bị thật đầy đủ. Bệnh nhân bị gây tê từ trong phòng giải phẫu cho đến bây giờ vẫn còn mê man. Như vậy lại càng tốt, Tần Lạc đỡ phải phiền toái giải thích nhiều. Nói lúc trước, bệnh nhân đang chuẩn bị giải phẫu lại có người đến đưa rời khỏi phòng, bệnh nhân không nhảy dựng lên chửi vào mặt mới là lạ. Nhưng điều làm cho Tần Lạc tò mò chính là không thấy người nhà bệnh nhân đứng trông chờ ngoài cửa phòng, không biết bệnh viện làm thế nào thuyết phục được bọn họ. Có thể người này sống cô độc, Tần Lạc lắc lắc đầu, hắn đem những ý nghĩ vớ vẩn vứt bỏ khỏi đầu. Hai em y tá nhanh chóng cởi áo bệnh nhân, Tần Lạc phung tay, sau đó thân thủ chạm đến chỗ khối u của bệnh nhân. Khối u của bệnh nhân phát triển ở dưới nách, tuyến dịch huyết tương và mạch máu rất dày cộm lên. Hộp châm, Tần Lạc hô lên. Lâm Đống bưng hộp châm tới, tay trái Tần Lạc chọn chiếc châm 7 tấc, tay phải chọn ra chiếc 3 tấc dùng để đề châm thủ thuật dùng châm, một chiếc đề.
hai chiếc châm một dài một ngắn giống như hai cánh của con bướm cứ rung rung trong lòng bàn tay Tần Lạc. Loại rung động này cực nhỏ, nhưng đối với Cốc Thiên Phàm, Tô Tử, Âu Dương Mệnh đều là các cao thủ trong nghề, cũng không khó phát hiện. Bọn họ đều là cao thủ dùng châm, những biến hóa nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của họ. Phấn khích, khí quán song châm, đây là Thái Ất Thần Châm trong truyền thuyết. Con người của Cốc Thiên Phàm sáng rực lên, thần tình kinh ngạc nói. Tô Tử gật gật đầu, nói, chiêu thứ tư của Thái Ất Thần Châm. Quan âm thủ. Quan âm thủ, Cốc Thiên Phàm nghĩ nghĩ, nói, tôi nhớ rõ trong châm pháp của Bồ Tát Môn cũng có tuyệt kỹ này. Đúng vậy, Tô Tử cười khẽ, nhìn thấy Tần Lạc, nói, Thái Ất Thần Châm cùng lúc dùng 5 châm. Mỗi một châm có năng lực biến hóa vô cùng vô tận. Tần Lạc lúc trước học được 3 châm, nhưng không có học được 2 châm còn lại. Vì sao không có học được 2 châm còn lại? Cốc Thiên Phàm nghi hoặc hỏi. Bởi vì trong châm phổ viết về Thái Ất Thần Châm thuần túy chỉ chú giải về 3 châm đầu tiên. Chiêu thứ tư cùng thứ năm chỉ giới thiệu chứ không có chú giải cách sử dụng. Vừa mới đó là thủ thuật đệ tứ châm ở Bồ Tát Môn. Tô Tử giải thích. Cô đem đệ tứ châm dạy cho hắn. Cốc Thiên Phàm cười hỏi. Đúng vậy, đúng là anh ấy đã học được. Tô Tử tán thưởng nói, với đệ tứ châm này, các đệ tử của Bồ Tát Môn nghiên cứu mấy trăm năm mà hoàn toàn không đạt được. Không nghĩ rằng trong thời gian ngắn ngủn như vậy mà anh ấy đã thành thục. Có lẽ, đây là cơ duyên. Chương 290, chất vấn,